Quan Lộ Thương Đồ, chương khác. Tập 51. Chương 1181, đi kẹp chân 2. Lưu Minh Huy chiều tới Bắc Kinh bàn việc với Liên Thông, Tống Uyển Bội trực tiếp về công ty, tuy cô ít xuất hiện ở công ty, chuyện gì cũng có trợ lý và quản lý an bài, nhưng vẫn có phòng nghỉ riêng của mình ở công ty, cô cũng không liên hệ trước, tới thẳng phòng nghỉ, định dọn dẹp đồ riêng. Còn tưởng cô ta thanh cao thế nào, nhìn kiểu đi của cô ta là biết trước kia chẳng phải thứ hàng tử tế. Tống Uyển Bội giờ mới chú ý cửa phòng nghỉ không đóng chặt, cô có thể nghe thấy ngoài hành lang có tiếng người bàn tán, cô không rõ mình đi lại liên quan gì tới trước kia không thanh cao. Chẳng thấy chị ấy đi lại có gì khác trước kia, có người khác hỏi. Em còn là tiểu cô nương, chưa hiểu chuyện gì cả, tránh dậy hư em, lần trước Lý Ngọc buổi trưa bị hẹn đi ăn cơm, em không để ý cô ấy lúc về kẹp chân mà đi sao. Sau đó mỗi lần cô ta từ phòng ông chủ đi ra, em không thấy cô ta đi lại tự nhiên hơn nhiều sao. Người kia phì cười. Tống Uyển Bội giờ mới hiểu đi đứng liên quan gì tới thanh cao rồi, nghe những lời nghị luận bẩn thỉu như thế, tất nhiên cảm thấy tức giận, lại từ trong miệng trợ lý và quản lý của cô nói ra, càng làm cô cảm thấy đau khổ. Buổi sáng trên đường đi tới trấn Hương Lâm, Tống Uyển Bội có thể nhìn ra quản lý và trợ lý của mình còn mong mình cứng rắn hủy hợp đồng với công ty. Không ngờ lúc này họ lại nghị luận về mình như thế, cô đi tới đóng cửa lại, để bọn họ biết bên trong có người, cô chẳng muốn kéo họ vào quát mắng. Tống Uyển Bội thu thập vật dụng cá nhân xong liền rời công ty, không thấy trợ lý và quản lý của mình đâu, không biết có phải bọn họ không còn mặt mũi nào lộ diện nữa hay không. Lúc này Tống Uyển Bội không oán giận gì bọn họ cả, bản thân cô trước kia chẳng phải mang suy nghĩ như vậy sao. Không hiến thân, có nam nhân nào ngốc nghếch giúp cô hủy hợp đồng với Tinh Huy. Ngồi trong xe công ty cấp cho cô, Tống Uyển Bội tựa cằm vào tay, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, Trương Khác là ai? Trước kia nam nhân mà cô tiếp xúc được, đặc biệt những nam nhân luôn tự cho mình là đúng, có mấy người không muốn cô kẹp chân đi lại. Cho dù là giám đốc các công ty muốn lôi kéo cô khỏi Tinh Huy, trong lòng cũng chỉ muốn cô phải kẹp chân mà đi. Trang viên Tây Uyển Bắc Kinh, Lý Tại Thù mở rộng cửa sổ, để gió lạnh buốt xương ùa vào, để đầu óc hơi nhức tỉnh táo lại một chút. Liên Thông muốn dẫn tiến kỹ thuật CDMA từ Mỹ vào, Samsung là doanh nghiệp hợp tác cung cấp thiết bị cho hạng mục này, Samsung và Liên Thông liên hệ mật thiết, nên hắn nhanh chóng biết tin hôm qua Trương Khác và Trần Tín Sinh xuất hiện ở bữa tiệc mừng công của Liên Thông Bắc Kinh, sau đó lại tới hộp đêm cùng Tiêu Thụy Dân, Dương Dung Bình. Người tham gia rất ít, Lý Tại Thù không biết bọn họ thuần túy là giải trí hay là mật đàm. Đừng nói thị trường Trung Quốc, mà ở cả thị trường châu Á, Samsung ngày một cảm thấy uy hiếp từ Cẩm Hồ. Đặc biệt là di động tầm trung cao của Cẩm Hồ có đặc chất tương tự Samsung, Cẩm Hồ dựa vào sự trưởng thành cao tốc của thị trường Trung Quốc, phân ngạch ở châu Á đã không còn thua kém Samsung bao xa. Lý Tại Thù hiện giờ đi ngủ cũng chỉ khép một con mắt bám chặt Cẩm Hồ. Biết Trương Khác hôm qua vì một minh tinh mà xung đột với con trai Thành Tấn Kiệt, trong lòng Lý Tại Thù cảm thấy yên tâm hơn, buổi trưa lại nghe tin Trương Khác sau khi hẹn gặp riêng minh tinh kia, liền giúp cô ta giải trừ hợp đồng với công ty quản lý. Cảm thấy không đáng thay cho Lý Hinh Dư, thằng khốn kiếp này chơi gái không biết kín đáo hơn sao. Lần nào cũng ầm ĩ cả lên, không biết tin này truyền tới tai Chí Tá Tú Tảng sẽ thế nào. Lại lo tin này truyền tới tai Lý Hinh Dư, hắn chẳng lo Trương Khác và Lý Hinh Dư chia tay, chỉ lo Lý Hinh Dư ghen tuông làm ầm lên thì chẳng giấu được nữa. Lưu Minh Huy của Cao Khoa KV vừa tới Bắc Kinh tiếp xúc với Liên Thông Bắc Kinh. Kim Nam Dũng gõ cửa đi vào báo cáo tin tức mới nhất cho Lý Tại Thù. Dương Dung Bình hôm nay trong cuộc họp nội bộ của Liên Thông đã đề xuất điều chỉnh nghiệp vụ di động đặt làm. Lưu Minh Huy cũng không có liên hệ gì với Tổng bộ Liên Thông, xem ra hôm qua Dương Dung Bình không đạt thành hiệp nghị miệng gì với Cẩm Hồ, không có Cẩm Hồ hỗ trợ, di động của Cao Khoa KV, Liên Tín chỉ có thể đảm bảo Liên Thông mở rộng nghiệp vụ di động đặt làm ở Bắc Kinh. Như thế áp lực cục thông tin di động cũng không lớn nữa, có lẽ chỉ có di động Bắc Kinh là áp lực lớn hơn một chút. Anh thấy có nên chủ động tiếp xúc với di động Bắc Kinh không? Lý Tại Thù hỏi. Có tin tức nội bộ Liên Thông truyền ra, nó số hộ dùng đăng ký mới của Liên Thông tại Bắc Kinh tăng gấp 2 lần, di động Bắc Kinh sao không cảm thấy có áp lực cho được, có áp lực là có hành động. Kim Nam Dung do dự, di động tầm thấp của chúng ta không có ưu thế gì về giá thành so với Cẩm Hồ. Cho dù di động Bắc Kinh có phục chế mô hình của Liên Thông Bắc Kinh, lấy di động đặt làm của Samsung thì chi phí sẽ cao hơn hẳn Liên Thông Bắc Kinh. Xem tình hình này thì Cẩm Hồ sẽ không trực tiếp sản xuất di động ISS, di động Bắc Kinh và Liên Thông Bắc Kinh dù đấu nhau tương bừng,
nhưng bọn chúng tạm thời không bỏ thể diện xuống cầu hợp tác với Liên thông Bắc Kinh. Lý Tại Thù phân tích, có lẽ Di động Bắc Kinh tính phát huy thế mạnh tránh cái yếu cũng chưa biết chừng. Kim Nam Dũng bất giác cảm thấy cả thế cục trở nên mơ hồ, tin tức bọn họ nhìn thấy rất phiến diện, không nắm được ý đồ thực sự của Cẩm Hồ. Điện tử Hoa Hạ mặc dù thuộc quản hạt của Ủy ban Thương mại Quốc gia, nhưng Thủy Chung vẫn coi là xí nghiệp hệ thống thông tin, là đồng môn của Di động, Liên thông. Chuyện xảy ra tối qua, trưa nay, Cát Kiến Đức được tin ngay, ông ta đợi mặt trời xuống núi mới gọi điện cho Thành Tấn Kiệt hỏi thăm, mặc dù trong lòng khoái trá lắm, nhưng giọng điệu ra vẻ cùng chung kẻ thù. Tôi vừa nghe nói chuyện xảy ra tối qua, thằng nhãi con Trương Khác đó ngông cuồng quá rồi, thế nào cũng phải có người cho nó bài học để đó bớt láo xược. Thành Tấn Kiệt còn chưa tới mức đi kể khổ với Cát Kiến Đức, chuyện nhỏ nhặt này làm giám đốc Cát để ý, áy náy quá. Cẩm Hồ sau khi phát triển lên, cùng phái thực quyền địa phương có quan hệ chằng chịt, hỗ trợ lẫn nhau, ở bộ ủy TW cũng có đống người chống lưng cho Cẩm Hồ, thậm chí lão già ngoan cố Cảnh Trọng Dương đôi khi cũng nói đỡ cho Cẩm Hồ, không tìm được nhược điểm chí mạng của Cẩm Hồ, Thành Tấn Kiệt biết lấy sức lực cá nhân đi chọi cứng với cả thế lực chính trị sau lưng Cẩm Hồ, chẳng khác nào trứng chọi đá. Thành Tấn Kiệt mặc dù rất căm hận chuyện xảy ra hôm qua, nhưng cũng biết bên mình đuối lý, thân phận như Trương Khác bị người ta sỉ nhục như thế. Dù Trương Khác dồn con ông ta vào chỗ chết, những người khác cũng chỉ khoanh tay xem trò hay. Thành Tấn Kiệt hàn huyên vài câu với Cát Kiến Đức, bỏ điện thoại xuống, mắt hung dữ nhìn Thành Cường, mày là thằng ngu, làm trò hề khiến cả thành Bắc Kinh biết rồi. Bảo mày bớt phóng túng thế à, vì một con diễn viên mà làm mày mê muội thế sao? Thằng đó làm bẽ mặt ba đấy chứ, Thành Cường tức tối nói. Thể diện của tao là bị thằng ngu mày làm mất hết. Thành Tất Kiệt giống lên. Nó không coi tao vào mắt, mày làm gì được nó? Cẩm Hồ to như thế, chẳng lẽ không có sơ hở nào hay sao? Thành Cường lẩm bẩm, muốn hắn nhẫn nhịn là không thể, đặc biệt tưởng tượng ra cảnh cơ thể trần truồng của Tống Uyển Bội bị Trương Khác vầy vò, trong lòng hắn càng căm hận. Muốn lật đổ Cẩm Hồ không phải chỉ một mình mày. Thành Tấn Kiệt ngồi lại ghế sofa, thở dài, không thể cho một đòn chí mạng, bới móc chuyện vụn vặt không thể lay động gốc rễ của Cẩm Hồ. Thực sự muốn đụng tới Cẩm Hồ, cũng phải được người bên trên gật đầu. Mày tưởng một phó chủ nhiệm chẳng biết khi nào được lên chính chức như cha mày làm được gì. Chỉ cần Cẩm Hồ còn có kẻ địch là được rồi. Thành Cường hung tợn nói, cùng lắm tạm nuốt mối hận này xuống. Thành Tấn Kiệt lúc này mới nhớ vừa rồi nói chuyện với Cát Kiến Đức có hơi lãnh đạm, lại nhớ tới Nghiêm Văn Giới, một con quái vật như Cẩm Hồ trên toàn Trung Quốc cũng không phải chỉ có một, Hoành Tín thậm chí có mâu thuẫn rất sâu với Cẩm Hồ. Trước kia chuyện Nghiêm gia nhờ vả, ông ta giúp được thì giúp, từ chối được thì từ chối, giờ xem ra, không còn lựa chọn nào khác rồi. Chương 1182, 4 người, 1. Nhiệt độ ở Kiến Nghiệp cao hơn Bắc Kinh một chút, nhưng cái lạnh chẳng giảm đi chút nào, phương Nam hơi nước hơi đất dư thừa, mùa đông có một cái lạnh buốt giá làm người ta khó chịu nổi. Qua cửa kính đại sảnh có thể nhìn thấy vầng tịch dương treo trên cành cây khô đằng xa. Làm cái lạnh lẽo tiêu điều mùa đông thêm chút ánh hồng ấm áp, Trương Khác vươn vai, nói với nhân viên đi cùng, thành phố này vẫn không làm người ta ghé bỏ. Vừa định lấy chìa khóa từ tay nhân viên thì thấy Trần Tĩnh tay cầm áo khoác vàng chanh tươi cười đứng bên máy bán hàng di động, thấy Trương Khác nhìn sang, Trần Tĩnh xoay người đi như không có liên quan gì. Trương Khác bảo nhân viên đi cùng về công ty trước, y tự ra bãi đỗ lấy xe, rồi đi về phía Trần Tĩnh, còn vờ như ngắm phong cảnh bên ngoài cửa. Tiểu thư sao trông quen mắt quá, chúng ta đã gặp nhau nơi nào chưa nhỉ? Có phải đây là thủ đoạn anh hay dùng tán tỉnh các cô bé không? Trần Tĩnh quay lại cười tủm tỉm. Thủ đoạn này quá kém, nếu cô bé đó không bị loại thủ đoạn này làm bỏ chạy thì chẳng cần tán tỉnh cũng tự sấn đến. Trương Khác cười khì khì. Vậy em nên đi thôi chứ nhỉ? Trần Tĩnh giả bộ muốn đi, Trương Khác đưa tay ra kéo cô lại, trước khi đi nói xem vì sao em tới sân bay. Tiễn cha em ra sân bay, nhìn thấy chuyến bay Bắc Kinh hạ cánh, thuận tiện ở đây đợi anh. Cha em có cảm thấy đặc biệt bất ngờ và vinh hạnh không? Cút đi, tình cảm cha con em rất tốt, chẳng sợ anh chia rẽ ly gián. Trần Tĩnh lườm Trương Khác một cái, thấy y muốn kéo mình vào lòng, hoảng sợ tránh đi, lại chuyển áo khoác sang tay trái, kêu khẽ một tiếng nhắc nhở, Trương Khác cười nói, có phải là đeo còng tay đâu, cần gì lấy y phục che. Dưới chiếc áo khoác vàng canh. Nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của Trần Tĩnh. Anh không sợ có si căng đan với nữ minh tinh, nhưng em sợ có si căng đan với phú hào trẻ có si căng đan với nữ minh tinh. Trần Tĩnh vòng vèo nói. Ai,
Lưu Minh Huy đúng là cái tên lắm mồm. Trương Khắc vỗ trán, lần sau gặp phải cắt cái lưỡi của hắn. Anh oan uổng cho Lưu Minh Huy rồi, Úc Bình cũng vừa vặn tới Bắc Kinh, ánh lên máy bay bước trước thì chị ấy xuống máy bay bước sau. Thường thì nam nhau sẽ che giấu cho nam nhân, nhưng nếu muốn nữ nhân không lắm chuyện thì khó đấy. Trần Tĩnh cùng Trương Khắc tay trong tay đi ra ngoài, Tống Uyển bộ đẹp thật đấy, nếu cô ấy vào thế kỷ hoa âm, có thể cùng Giang Đại Nhi gọi là song phượng, anh có động lòng không? Nói thực nhé, anh chỉ nhìn cô ấy hai cái, nếu em chưa phát hiện thì vừa rồi anh nhìn em không chỉ có hai cái đâu. Trần Tĩnh đưa tay nhéo Hồng Y một cái, rồi lại vui vẻ để Y nắm tay. Di động trong túi Trương Khắc rung lên, có tin nhắn gửi tới, Y lấy ra xem, Trần Tĩnh cũng tự nhiên ghé tới xem ai gửi tin nhắn cho Trương Khắc, giống như một cặp đôi bình thường. Hứa Tư gửi tin nhắn, chúng tôi về trước đây. Trần Tĩnh giật mình rụt tay lại, hận không thể nhảy ra thật xa, cách Trương Khắc vài mét càng tốt, hoảng loạn nhìn quanh, chỉ thấy Hứa Tư đang đứng ngoài đại sảnh đón tiếp vẫy tay với bọn họ, thấy bọn họ nhìn mình, lại xua tay, định rời đi trước. Trần Tĩnh vừa định đuổi theo gọi Hứa Tư lại, chạy được hai bước thì nhớ ra một vấn đề quan trọng, quay đầu lại hỏi Trương Khắc, còn có ai tới đón anh nữa? Không phải Đường Thanh và Địch Đan Thanh đều ở Úc sao? Cô nghĩ Hứa Tư hẳn hận không thể ở riêng bên Trương Khắc, không thể cùng người không liên quan tới đón Trương Khắc được. Trương Khắc sờ mũi, không dám nhìn Trần Tĩnh, sao y ngờ được Trần Tĩnh tiễn cha ra sân bay, đột nhiên thấy Trần Tĩnh ghé mặt tới, giật mình muốn nhảy tránh, lo lắng hỏi, em không định cắn tai anh chứ? Đi chết đi, Trần Tĩnh nhéo hông Trương Khắc, không cho y tránh, miệng ghé sát vào tai y, hỏi nhỏ, có phải là Tạ Vãn Tình không? Trương Khắc đang do dự không thì thấy Trần Tĩnh lấy di động ra gọi, chị Hứa Tư, đợi bọn em với, bọn em vừa vặn đang định cùng chị Vãn Tình về thành phố. Trần Tĩnh đúng là rất nhiều trò, Hứa Tư không đối phó nổi, Trương Khắc và Trần Tĩnh quay trở lại đại sảnh, thấy Hứa Tư đứng đó đợi bọn họ thật, cô nhìn Trương Khắc còn tỏ ra rất nghi hoặc. Tạ Vãn Tình ngồi trong xe, nhìn Trương Khắc cùng Hứa Tư, Trần Tĩnh đi tới, mở cửa giúp bọn họ, còn giấu đầu lòi đuôi hỏi Trần Tĩnh. Giám đốc Trần cũng vừa vặn ở sân bay à? Chị Vãn Tình cũng vừa vặn ở sân bay à? Trần Tĩnh cười ngọt ngào. Tạ Vãn Tình ngớ ra một lúc, Trần Tĩnh và Trương Khắc quan hệ thân mật, lại là nữ nhân rất thông minh, mình và Trương Khắc quan hệ thế nào, lộ ra một chút sơ hở nhỏ có thể lừa được người khác chứ sao giấu nổi Trần Tĩnh. Câu vừa rồi của Trần Tĩnh làm cô rất xấu hổ, vẫn bình tĩnh cười, nhích vào trong nhường chỗ cho Hứa Tư, Trần Tĩnh lên xe. Tạ Vãn Tình về kiến nghiệp trước Trương Khắc 3 ngày. Cùng Hứa Tư đi thăm Diệp Tiểu Đồng vừa sinh con, nghĩ Trương Khắc về kiến nghiệp xong chẳng ở được vài ngày sẽ tới bất nghỉ, muốn ở lại kiến nghiệp vài ngày, gặp Trương Khắc thêm lần nữa, bù lại thời gian dài tương tư. Mấy năm qua cô và Hứa Tư thân như chị em ruột, cả hai ở cùng bên Trương Khắc chẳng hề cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn cùng Hứa Tư đồng thời làm chuyện đó với Trương Khắc, tuy có xấu hổ, nhưng làm quan hệ càng trở nên thân mật hơn. Tạ Vãn Tình mặc dù biết Trần Tĩnh cũng xa lầy rồi. Nhưng cô tùy ý Trương Khắc, chỉ lo Trần Tĩnh biết quan hệ với mình và Trương Khắc có thái độ gì. Mặc dù nói quan hệ của cô với Trần Tĩnh càng thân mật hơn, hai nhà Tạ, Trần là láng giếng, sau khi phất lên một thời gian dài là đối tác thương nghiệp, trước khi Tạ Vãn Tình từ châu Âu về nước thì Trần Tĩnh vừa mới sang châu Âu học, lúc đó Trần Tĩnh chỉ là cô bé con, Tạ Vãn Tình còn cho Trần Tĩnh ở căn hộ của mình một năm, chiếu cố cuộc sống của Trần Tĩnh. Về sau xảy ra nhiều chuyện quan hệ trở nên xa lánh, lãnh đạm. Nhưng trong lòng không có khúc mắc gì với Trần Tĩnh cả, có điều ở chuyện với Trương Khắc, Tạ Vãn Tình càng muốn thổ lộ chia sẻ với Địch Đan Thanh hơn. Địch Đan Thanh tính cách cương liệt, thoát khỏi vũng bùn mà không nhuốm bùn, nhưng bản chất vẫn mang tâm lý sùng bái cường giả, chỉ là bao năm qua không một ai có thể chiếm lấy trái tim mà thôi. Địch Đan Thanh nhìn thấu sự đời, chuyện nam nữ cũng thoáng, không so đo như những cô gái bình thường, một khi trái tim bị lún vào, sẽ một lòng một dạ tới cùng. Bối cảnh gia đình, giáo dục đều khác người bình thường rất nhiều, cho dù có chút ý kiến là điều đương nhiên, cho nên Tạ Vãn Tình càng lo có mâu thuẫn với Trần Tĩnh, thầm nghĩ có khi Trần Tĩnh bỏ chạy luôn chưa biết chừng. Cô vốn định để Hứa Tư và mình ngồi hàng ghế sau, Trần Tĩnh ngồi ghế trước, không ngờ Trần Tĩnh cũng theo Hứa Tư ngồi ghế sau. Trương Khắc ngồi vào chỗ lái xe, thấy ghế bên cạnh để trống, quay đầu lại hỏi, mọi người không thấy chật à? Thấy không ai thèm để ý tới mình, gãi đầu lái xe rời khỏi bãi. Không khí có chút xấu hổ, lại không thể không nói chuyện, Trần Tĩnh kể chuyện xảy ra hai ngày qua ở Bắc Kinh, bọn em từng tiếp xúc với Tinh Huy, định mời Tống Uyển Bội làm người đại diện, nhưng vì vấn đề chi phí mà không thành,
không ngờ lần này Trương Khắc cướp được người lẫn thân thể của cô ấy. Cướp cả người lẫn thân thể là sao? Trương Khắc kêu oan. Người ngoài còn chẳng phải đều nghĩ thế sao? Tạ Vãn Tình mắng, em không biết để ý tới thanh danh của mình chút nào. Chương 1183, 4 người 2. Làm người thật là khó. Ôi chao, chi ngã giải, vị ngã tâm yêu. Bất chi ngã giả, vị ngã hà cầu. Trương Khắc cố làm vẻ bi tráng thở dài, ở trước mặt đám khốn kiếp đó phải tỏ ra khốn kiếp hơn bọn chúng, mới làm bọn chúng cảm thấy đây là chuyện mâu thuẫn nội bộ, giới công tử kinh thành, tranh giành ghen tuông chẳng phải chuyện quá bình thường sao. Người hiểu ta thì biết trong lòng ta có điều phiền muộn, người không hiểu ta nghĩ ta muốn gì đó. Chị chẳng nghe mấy lời cưỡng từ đoạt lý của em đâu. Tạ Vãn Tình hừ một tiếng, chị thấy em quyến rũ các cô bé quen rồi thì có. Quay sang hỏi Trần Tĩnh. Có phải cô cũng thấy thế không? Đúng là thế ạ, Trần Tĩnh nhỏ giọng đáp, thầm nghĩ mình chẳng phải cũng bị Trương Khắc quyến rũ như thế sao? Mặt hơi đỏ lên, gượng gạo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tịch dương chiếu lên lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đường, làm sắc trắng thêm ánh hồng, cánh rừng thưa xa xa còn có đàn chim về tổ, thầm cảm khái cảnh hoàng hôn mùa đông kiến nghiệp không ngờ lại đẹp như vậy, bất giác lên tiếng giải vây cho Trương Khắc, con người ta dễ bị thu hút bởi những chuyện sắc tình. Có thế người khác mới không nghĩ sâu hơn về chuyện cầm hồ tiếp xúc với liên thông, có thêm vài tháng chủ tính, thế nào cũng có lợi. Trạng thái lý tưởng là đợi trước khi nhà máy của TTVT ở Kim Sơn xây dựng xong không để bị đánh rắn động cỏ. Trương Khắc vội vàng tóm lấy cơ hội chuyển đề tài sang chuyện khác, nếu không giải tỏa áp lực, lái xe được về thành phố, y sẽ già đi 2 tuổi mất. Tới căn nhà gỗ bên hồ, Trương Khắc lái xe vào gara, đứng ở tiền đình, Trần Tĩnh nhớ ra một chuyện. Ghé vào tai Hứa Tư thì thầm hỏi. Tạ Vãn Tình thấy Hứa Tư bật cười, không rõ bọn họ nói chuyện gì, hỏi, hai đứa nói lung tung gì đó. Trần Tĩnh hỏi em, chị bị thằng nhóc xấu xa đưa lên giường từ bao giờ? Hứa Tư bịt miệng cười. Á, Tạ Vãn Tình không ngờ Trần Tĩnh lại tự nhiên thoải mái hỏi chuyện cô và Trương Khắc qua lại với nhau, ở trên xe cô cứ lo Trần Tĩnh sẽ để bụng chuyện này, hai tay ôm mặt lắc đầu, không nói, nói ra mất mặt lắm. Không phải chỉ tìm cậu ấy an ủi cô đơn sau vụ tai nạn kia chứ? Trần Tĩnh thân mật khoác cánh tay Hứa Tư, ngạc nhiên nhìn Tạ Vãn Tình đỏ mặt vì xấu hổ, khi ấy cậu ta mới 16 tuổi thôi mà. Nói bậy bạ gì thế? Tạ Vãn Tình gắt gỏng, chị không biết xấu hổ như thế à, nói thế nào cũng do thằng nhóc đó dụ dỗ chị trước. Với lại lúc đó cậu ấy 17 tuổi rồi. Em cũng nghĩ thế, thằng nhóc xấu xa đó là ma quỷ trong tim người ta, cái gì hay cũng bị cậu ấy chiếm hết. Trần Tĩnh gật đầu hết sức tán đồng, nhớ lại rối rắm trong lòng mấy năm qua, chỉ là không nghĩ Tạ Vãn Tình còn xa chân sớm như thế, chuyện cầm hồ phát triển từ đâu cô biết rất rõ, trước kia em rất kính phục chị Vãn Tình, hiện giờ không còn kính phục như thế nữa rồi. Nhà đầu chết tiệt, Tạ Vãn Tình thấy Trần Tĩnh cười nhạo mình không kháng cự nổi dụ hoặc, cười mắng một tiếng, đưa tay ra béo mặt cô, nhớ lại hồi Trần Tĩnh mới sang châu Âu học, mặt tròn tròn bầu bính, vậy mà giờ thành nữ nhân mọng nước thế này rồi. Định nói vài câu trêu lại Trần Tĩnh có phải bị tên nhóc xấu xa quyến rũ bỏ Tạ Kiếm Nam không, thấy Trương Khắc đi ra, liền không nói nữa, tránh cho y khỏi quá đắc ý, hỏi chuyện thi cử của Trương Khắc, đợi ết Đông Hải nghỉ đông rồi, em hôm nay mới về trường, không sợ bị đuổi học à. Khóa chuyên nghiệp đa phần lấy luận văn ra thay thi cử, chỉ có ngoại ngữ cần thi, khi nào rảnh về gặp giáo sư ngoại ngữ, ba hoa với ông tấy một buổi là đủ. Ha ha ha, ông ấy còn mong em đừng đi thi ấy chứ. Chắc là không mặt mũi nào đối diện với trình độ của em. Trương Khắc đứng vặn lưng bốc phét. Chỉ giỏi khoác lác, Tạ Vãn Tình gõ đầu y, cô biết chế độ giáo dục của đời ết Đông Hải tương đối tự do, cũng tiện cho loại người như Trương Khắc kiếm lấy tấm bằng, bỏ mặc y, kéo hai cô gái vào nhà. Trở về kiến nghiệp là không được yên thân, vừa vào nhà chưa thở lấy hơi được thì Vương Duy Quân đã gọi điện, nói đại biểu đoàn đầu tư mậu dịch Singapore do Lý Hiển Thành đứng đầu mai rời kiến nghiệp. Muốn mời Lý Viễn Hồ, La Quân dự tiệc, hỏi Trương Khắc có xuất hiện không? Dù sao Temasek muốn xây nhà máy tinh viên ở kiến nghiệp, đem mấy dây chuyền 0.35 micron còn lại tới đại lục, Cẩm Hồ là đối tác của bọn họ, điện thoại đã gọi tới tận cửa rồi, Trương Khắc chẳng thể nói là có ba cô gái phải ứng phó, nếu y không ở kiến nghiệp đã đành, còn ở kiến nghiệp thế nào cũng phải xuất hiện, dù sao Cẩm Hồ còn nhiều chuyện hợp tác khác với Temasek. Đương nhiên, phải ứng phó với ba cô gái cùng lúc là rất đau đầu. Trương Khắc chẳng thà tới dự tiệc ở khách sạn kiến nghiệp còn hơn. Diêu Văn Thịnh đã đợi ở đại sảnh, vừa mới thấy y đã cười dâm, nghe nói cậu ở Bắc Kinh câu được một bé.
Siêu Văn Thịnh cũng vốn là nhân vật trong giới công tử kinh thành, mà tin tức kiểu này lại chạy rất nhanh, chẳng thể giấu được hắn, Trương Khác đấm cho hắn một phát, sao chuyện tới cái miệng anh nó lại biến vị như thế. Đương nhiên tôi biết cậu hư trương thanh thế như vậy nói rõ trong lòng cậu không có gì, nếu cậu lén la lén lút rồi mới gọi là khả nghi. Siêu Văn Thịnh cười ha hả, tiếc là người ta không nghĩ như thế, đặc biệt là ở Bắc Kinh, cậu cướp Tống Uyển Bội đầu tư điện ảnh à? Hay là thế kỷ hoa âm muốn phát triển tổng thể? Chúng ta làm việc chẳng phải đều cần hư trương thanh thế sao? Trương Khác khoác vai Diêu Văn Thịnh vào thang máy, sản nghiệp giải trí trong nước đang dần phát triển, giải trí Hong Kong cần thị trường lớn hơn, cũng cần bổ sung thêm nhân tố mới, hai điều này dung hòa vào nhau là tất yếu. Cẩm Hồ nếu đã lớn tiếng tiến vào sản nghiệp giải trí, đương nhiên phải có vài bước đi thực tế, trước tiên là làm màu trước. Còn vấn đề trực tiếp đầu tư điện ảnh, màn ảnh rộng trong nước có hơn 1000 bộ phim rồi, có đủ điều kiện chế tác tác phẩm lớn. Dưới cờ Cẩm Hồ chẳng phải có tập đoàn giải trí ẩm thực còn gì. Coi như là có dính líu. Siêu Văn Thịnh hỏi, có điều chúng ta không nên gọi là sản nghiệp giải trí, phải gọi là sản nghiệp văn hóa, để cho ra vẻ chúng ta là người văn hóa. Lần trước đó ban nhạc hát, E-R gì đó của Hàn Quốc tới kiến nghiệp biểu diễn, đúng hôm tôi cùng Bí Thư La, Bí Thư Vương đi đón khách, ở sân bay bị một đống thiếu nam thiếu nữ giữa mùa đông mặc áo tê, sớt trắng đón ban nhạc đó, làm cứ như khai mạc thế vận hối vậy. Bí Thư La có kế hoạch phát biểu vài câu ở sân bay, thấy cảnh này liền bỏ, nghi thức hoan nghênh về thành phố mới tổ chức. Đương nhiên, chuyện này chẳng thể nói ra được, bên ngoài còn oán trách sản nghiệp văn hóa trong nước mở cửa quá ít. Đấy là ít mới thế, nếu mở toang cửa ra thì thành thế nào? Thẩm thấu văn hóa là suy nghĩ của đám quan viên các anh. Trương Khác cười hăng hắc, suy nghĩ của tôi rất đơn giản, đó là lợi nhuận nhiều hơn. Ngoài ra, sưu tập minh tinh cũng là một sở thích không tệ. Siêu Văn Thịnh lắc đầu, thang máy đã tới tầng thượng, không ba hoa chích chòe nữa, cho Trương Khác biết, Chu Hưng Đông đại biểu cho Hoa Hạ dự tiệc. Địa phương dù có ngả về phía Cẩm Hồ ra sao thì bề ngoài cũng phải tỏ ra công bằng, phía Singapore tới khảo sát đầu tư nhà máy tinh viên, Chu Hưng Đông đại biểu cho Hoa Hạ tham gia là rất bình thường. Thang máy mở ra, đi vào nơi tổ chức yến hội, có thể thấy Chu Hưng Đông, Vương Hải Túc ở bàn ngoài cùng nhìn về phía này, có vài cao tầng TTVT tham gia bữa tiệc, Trương Khác gật đầu với họ, ra hiệu bọn họ không cần phải đứng dậy. La Quân ngồi ở bàn vẫy tay gọi y nào, tới đây, tỉnh trưởng Lý và ngài Lý Hiển Thành đợi cậu một lúc rồi, thiếu chút nữa phái xe đi cướp người. Trương Khắc nghĩ nếu bị cướp đi ở sân bay đã tốt, không cần nơm nớp lo sợ suốt đường về nữa, không biết ba cô gái ở nhà đang làm gì, quá tham lam đúng là không ổn. Theo tiệc truyền thống của Trung Quốc, bàn tiệc chính phải để lại một ghế trống cho Trương Khắc, Diêu Văn Thịnh ngồi cùng bàn với đám Chu Hưng Đông, Chu Tiểu Quân là nhân viên công tác, phải phụ trách việc vụn vặt tiếp đãi, không có tư cách ngồi bàn, nhưng hắn chẳng có gì bất mãn, khu Cao Tân nhiều nhân viên cấp khoa như vậy, có ai được tham dự vào việc này đâu. Trương Khác ngồi xuống bên Lý Viễn Hồ, hỏi Lý Hiển Thành, vừa tạm biệt ở Singapore chưa được mấy ngày đã gặp lại rồi, ngài Lý tới kiến nghiệp thấy hài lòng chứ? Lý Hiển Thành mặt tỏ vẻ hồi tưởng, năm 93 tôi có tới kiến nghiệp cũng cưỡi ngựa xem hoa đi một vòng, lần này tới cũng gấp gáp, chỉ có thể cưỡi ngựa xem hoa đi một vòng thôi, nhưng đủ thấy kiến nghiệp phồn vinh thịnh vượng hơn rất nhiều rồi. Chương 1184, 3 người 1. Trương Khác tiếp rượu đám Lý Hiển Thành ở bữa tiệc xong rồi bảo Chu Tiểu Quân lái xe đưa y về nhà gỗ bên hồ, tới siêu thị cửa ngõ Học Phủ, bảo Chu Tiểu Quân dừng xe lại cho y vào mua đồ. Chu Tiểu Quân không biết có thứ gì cần đích thân Trương Khác phải mua, đợi một lúc thấy y xách bình nhị hoa đầu ra, cười nói, vừa rồi trên bàn tiệc uống ít quá, chưa đã, định mua về uống tiếp à. Bữa tiệc toàn người có thân phận như thế, đừng nói là uống say, mà ngay cả hơi rượu phả ra ngoài miệng cũng rất ít. Nhưng Trương Khác lại là người mê rượu, không hiểu y làm gì. Không nói cho anh biết, tránh tiểu yến sau này trách tôi dạy hư anh. Trương Khác cười thần bí, tới gần căn nhà gỗ bảo Chu Tiểu Quân lái xe về. Trương Khác mở chai rượu ra, rót rượu vào áo nửa chai, trời lạnh như thế này, cổ áo ướt sũng khó chịu vô cùng. Trương Khác trả áo, để trông nó không ướt lắm, rồi lại uống một ngụm rượu, nhưng không nuốt xuống, chỉ xúc cho kỹ rồi phun vào đống rác, chuẩn bị mọi thứ xong. Y loạng choạng đi về nhà. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Hứa Từ đi ra nhìn màn hình thấy Trương Khác chân nam đá chân siêu, dựa vào cửa bấm chuông loạn lên, hỏi Tạ Vãn Tình, có phải cậu ấy uống quá nhiều không? Cùng Tạ Vãn Tình xuống lầu, còn chưa mở cửa đã thấy hơi rượu truyền qua khe cửa rồi, mở cửa ra,
còn làm Trương Khác đang dựa vào cửa loạng choạng thiếu chút nữa ngã dập mặt, may mà Tạ Vãn Tình đỡ kịp, mùi rượu càng xộc thẳng vào mũi. Tạ Vãn Tình cau mày, sao lại uống nhiều thế này, Lý Viễn Hồ, La Quân cũng uống nhiều thế sao? Đám nam nhân bọn em cứ hứng lên là chẳng biết chừng mực gì hết. Thấy Trương Khác không có phản ứng gì, Hứa Tư đoán, chắc là khách Singapore nhiệt tình quá. Khẽ vỗ má Trương Khác gọi, thấy thần trí của y không tỉnh táo lắm, liền cùng Tạ Vãn Tình dìu y lên lầu trước, cởi giày, y phục, đắp chăn, sờ chán y, uống thành thế này rồi mà chán vẫn mát, còn chuẩn bị cho y một ấm nước sôi nguội, một cái chậu để bên giường để phòng y nôn. Xong việc, Hứa Tư và Tạ Vãn Tình đều mệt tới toát mồ hôi, Hứa Tư nói, còn nói đợi Trương Khác về bảo cậu ấy gọi điện thoại cho Trần Tĩnh. Không ngờ uống thành thế này rồi, để em gọi điện cho cô ấy vậy. Cũng may là tên đầu heo ấy uống say, nếu không cho cậu ta ở lại đây, chẳng thể nào nói rõ ràng với Trần Tĩnh được. Ngừng một lúc, Tạ Vãn Tình hỏi thêm, em nói xem cậu ta đã lừa Trần Tĩnh lên giường chưa? Sao em hỏi chuyện này được? Hứa Tư cười ngược, lần trước Trần Tĩnh bị cậu ấy lừa tới đây ở, chỉ là trong mấy ngày ấy Trần Tĩnh không tiện, về sau có chuyện gì xảy ra hay không thì em không rõ. Tạ Vãn Tình phí cười. Hứa Tư hỏi cô cười cái gì, tất nhiên là cô xấu hổ không kể có lần cô và Trương Khác phấn khích quá độ, chỉ là hôm đó cô cũng không tiện, nhưng vẫn có cách khác giải quyết, chỉ không biết Trần Tĩnh có bỏ thể diện xuống chơi trò đó với Trương Khác không, mặt hơi ửng hồng, chỉ nghĩ tới chuyện buồn cười thôi, bọn họ tuy là cô nam quả nữ, nhưng cơ hội ở bên nhau không nhiều. Hứa Tư nhớ tới lần Trần Tĩnh ở đây nữa đem trượt ngã cũng bật cười, Trần Tĩnh là quả đào chín mọng rồi, mấy năm qua vẫn độc thân, đúng là rất khó khăn. Trần Tĩnh miệng thì nói rất tự nhiên, đến tối lại rụt rè, không đợi Trương Khác về đã về yến viên ngủ. Tạ Vãn Tình thấy Trương Khác nằm ngáy khò khò, cả phòng toàn mùi rượu sặc mũi, không ngờ tên đầu heo ngủ say như thế. Đưa ta ra thân mật vỗ má y hai cái, cười với Hứa Tư, em cũng đánh vài cái cho hả giận đi. Hứa Tư chỉ cười, lấy di động của Trương Khác gọi cho Trần Tĩnh, nói Trương Khác uống say rồi, nói đơn giản vài câu rồi cúp điện thoại, thấy Trương Khác ngủ rất yên lành. Liền cùng Tạ Vãn Tình về phòng ngủ, bọn họ tắm rửa rồi, chỉ đợi Trương Khác về, y say thế này, liền thay áo ngủ chui vào chăn trò chuyện. Hứa Tư và Tạ Vãn Tình chui vào chăn chẳng được bao lâu thì cửa phòng ngủ bị người ta ta xô tung từ bên ngoài, Hứa Tư giật mình ngồi dậy, thấy Trương Khác loạng choạng đi vào, mang theo hơi rượu sặc sụa bò lên giường, chui vào giữa hai cơ thể ngọc ngà ấm áp, còn lẩm bẩm, em bảo là sao chẳng thấy ai cả, thì ra cả hai trốn ở đây. Rồi quay người sang ôm lấy eo Hứa Tư, áp mặt vào mông cô dụi mấy cái, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Chị Vãn Tình, chị nói xem sao tên đầu heo lại trơ trẽn như thế. Hứa Tư vừa xấu hổ vừa lúng túng nhìn Trương Khác như con lợn chết nằm giữa hai người, tay còn ôm chặt lấy eo cô, dẫy thế nào cũng không ra. Cứ để cậu ấy ngủ đi, say thành thế này rồi còn làm gì được chúng ta nữa. Tạ Vãn Tình chui vào chăn, cảm thấy hơi rượu quá nồng, sờ cổ áo Trương Khác, thấy ươn ướt. Sao uống rượu cổ áo lại ướt thế này, chúng ta cởi cái áo này ra đi, nếu không mùi rượu thật khó chịu. Rồi cùng Hứa Tư người đỡ Trương Khác, người cởi áo, thấy y mình trần ngồi trơ ra đó, đưa tay mơn man làn da mịn màng khỏe khoắn của y, da cậu ấy trơn như da nữ nhân vậy, tối nay ôm cậu ấy ngủ coi như bù đắp chuyện chúng ta phải đợi lâu như thế. Chị thích ôm thì ôm đi, Hứa Tư ngượng ngùng nói, đặt Trương Khác xuống, ba người chui vào cùng một cái chăn, rất ấm áp, cô điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống. Đặt chuông đồng hồ sớm hơn 2 tiếng, không thể để cậu ta tỉnh lại ba người chúng ta còn ngủ với nhau. Nằm xuống ngọt ngào áp mình vào người Trương Khác, trò chuyện với Tạ Vãn Tình nằm ở phía đối diện. Coi như máy sưởi cũng được, Tạ Vãn Tình cười thích thú, răng cắn môi dưới, mắt long lanh nói, em sợ cậu ấy làm cái chuyện xấu xa kia nữa sao? Cái thứ đó của cậu ấy đôi khi như con lươn chết vậy. Tay cô đang sờ bụng Trương Khác, trong lòng đột nhiên nổi ý nghịch ngợp, nắm lấy chú em của Trương Khác. Hai nữ nhân ở với nhau, đôi khi trở nên rất to gan, còn khuyến khích Hứa Tư. Em không dâm đáng như chị. Hứa Tư đó mặt, nhìn Tạ Vãn Tình mặt cứng lại, hỏi, sao thế? Cô sao đoán được vấn đề ở đâu, nhưng rốt cuộc không dám cùng Tạ Vãn Tình chơi đùa thứ đó của Trương Khác. Không có gì, chắc là uống nhiều quá, nơi đó nhỏ xíu, như con tầm vậy, chưa bao giờ nhỏ như thế. Tạ Vãn Tình cười, cô thu tay lại, nơi đó đã cứng ngắc rồi. Đang hiên ngang ngẩng đầu lên, cô nghi hoặc nhìn Trương Khác, thấy y không giống như đã tỉnh lại, bảo Hứa Tư, mai thế nào thằng nhóc này cũng dậy sớm, chúng ta ngủ thôi. Tạ Vãn Tình đưa tay dắt đèn, liền quay người lại ngủ, cô vừa mới quay người thì Trương Khác cũng quay người,
tay đặt lên vòng eo nhỏ của cô, cảm giác tay y nhích dần vào bên trong, cái thứ kia như có như không cả vào mông mình, Tạ Vãn Tình không để ý lắm, nghĩ cậu nhóc này ngủ cũng làm người ta thấy đầm ấm, mông nhích về phía sau, định kiếm chỗ thoải mái trong lòng Trương Khắc ngủ, ai ngờ vừa mới vặn mình, khiến cho thứ kia lòn qua khe mông chọc vào bên trong một chút. Tạ Vãn Tình mông to nhiều thịt, bị y đâm vào còn chưa tới chỗ hiểm, nhưng chỉ còn cách lớp quần lót mỏng nữa thôi, cô cảm giác rõ ràng cái thư hình như cây nấm đó chọc vào chỗ mềm mại giữ hai mông, khoái cảm mơ hồ lan tỏa. Chương 1185, ba người, hai. Tạ Vãn Tình lúc này loại nổi lên nghi ngờ Trương Khắc khả năng giả say, đưa tay ra nhéo lên ngực y một cái, hồi lâu không có phản ứng, mông nhẹ nhẹ cựa quậy trong bất an, lòng mỗi lúc một thêm ngứa ngáy, rồi sợ Hứa Tư phát hiện ra điều khác thường, nhích người ra ngoài một chút, tránh xa cái thứ làm người ta vừa hận vừa yêu đó, gạt tay Trương Khắc đặt lên eo mình ra, một lúc sau cảm thấy Trương Khắc trở mình về phía Hứa Tư, rồi chừng một phút lại cảm thấy Hứa Tư xoay mình ra bên ngoài. Tạ Vãn Tình không thể khẳng định Trương Khắc có phải giả say hay không, cô xoay người lại, trong bóng đêm lờ mờ thấy Trương Khắc áp người vào lưng Hứa Tư, đợi một lúc có vẻ Trương Khắc ngủ rồi, liền xoay lại tay đưa ra sờ tấm lưng nóng nóng của Trương Khắc, dần dần sờ xuống dưới, quả nhiên tên khốn kiếp này lại chọc thứ đó vào giữa mông Hứa Tư. Hứa Tư bị Trương Khắc quấy nhiều làm toàn thân ngứa dâm ran, nhưng không tiện nói với Tạ Vãn Tình, bị thứ kia chọc vào mông khoái cảm nhẹ nhẹ len đi, nên cũng kệ y. Lúc này cảm giác tay Tạ Vãn Tình sờ tới mới xấu hổ nhích mông tránh đi, than phiền, chị Vãn Tình, chị bảo tên nhóc con này nằm ở giữa chúng ta làm sao mà ngủ được. Lần này tha cho cậu ấy đi, lần sau còn dám uống nhiều như thế nữa thì ném xuống sàn nhà. Hứa Tư nghe Tạ Vãn Tình nói thế thầm nghĩ chắc nam nhân uống rượu vào là như vậy. Có đôi lúc cô và Trương Khắc ôm nhau ngủ, đặc biệt là vào buổi sáng, thường xuyên bị cái thứ đó chọc tỉnh, còn Trương Khắc vẫn ngủ say tít, nên không nghĩ nhiều. Nhích người ra một chút, Trương Khắc lại áp tới, Hứa Tư cảm thấy Tạ Vãn Tình lại xoay người, thầm nghĩ thôi kệ vậy. Một lúc sau lại bị tay Trương Khắc sờ lên hông, lần tới bụng rồi như con rắn nước lần xuống phía dưới áo ngủ của cô rồi bò lên trên, đến khi nắm lấy bầu ngực tròn căng của cô mới chịu dừng lại. Cô cũng thường xuyên bị Trương Khắc sờ chỗ đó khi ngủ, thấy thói quen này phải sửa mới được, lặng lẽ thò tay vào áo kéo tay Trương Khắc ra, không ngờ tay Trương Khắc như dính vào đó, kéo mấy lần không được. Tạ Vãn Tình còn nằm sau hai người, cô không dám cử động quá mức, chỉ đành giữ tay y lại không cho nó xoa nắn loạn bậy vú mình. Còn gọi khẽ, chị Vãn Tình, xác nhận Tạ Vãn Tình đã ngủ, chỉ cần không làm kinh động Tạ Vãn Tình là được, cô có chút dung túng Trương Khắc, tuy trong lòng rất thẹn thùng. Hứa Tư tưởng rằng cứ mặc kệ y là có thể an tâm ngủ, không ngờ tay Trương Khắc bị cô giữ lấy, nhưng ngón tay vẫn cử động được, khẽ mân mê núm vú của cô ngoài áo lót. Hứa Tư lúc này có ngốc tới đâu chăng nữa cũng bắt đầu hoài nghi Trương Khắc giả say giả ngủ, nghe hơi thở của Tạ Vãn Tình vừa đều vừa nhẹ, không dám đánh thức nữa, quay người lại muốn xem Trương Khắc ngủ thật hay ngủ giả, vừa mới xoay người thấy ngay một đôi mắt sáng nhìn mình. Hứa Tư trừng mắt lên, định đưa tay nhéo y, tay còn chưa chạm được vào Trương Khắc thì cơ thể đầy đặn đã bị y kéo vào trong lòng, miệng phả hơi thở nóng rực thì thầm bên tai cô, đừng làm chị Vãn Tình tỉnh. Câu nói này như thần chú vậy. Hứa Tư vốn còn định chống cự không cho tên khốn kiếp này thực hiện được mưu đồ, nghe vậy liền chiều ý để y ôm trong lòng, Trương Khắc bắt đầu được nước lấn tới, mày mò tìm cách cởi áo lót của Hứa Tư, sờ quanh không thấy nút hay móc đâu cả, mà Hứa Tư lại chẳng chịu phối hợp, nhưng Trương Khắc không vội, ngược lại còn cảm thấy trò này hết sức thú vị, vừa dò dẫm vừa trêu ghẹo bầu ngực mẫn cảm của nữ nhân trong sự phản kháng nửa vời mỗi ngày một yếu ớt của Hứa Tư. Bóng tối đúng là đồng minh của tội ác, không chỉ làm suy yếu ý đồ phản kháng, có kích thích người ta khơi lên cảm xúc kỳ quái, cảm giác phụng trộm bao phủ đôi nam nữ, phấn kích, khẩn trương tràn ngập hai cơ thể, cái áo lót của Hứa Tư bị cởi ra dưới nỗ lực của Trương Khắc và sự phối hợp vô tình của Hứa Tư là kết cục hiển nhiên. Hai tay chạm vào con thỏ trắng béo mập, máu trong người chảy dần dật, sộc thẳng lên não, đầu óc mê muội, tay nắn liền mấy cái. Á, Hứa Tư cả người run rẩy, bật ra tiếng hô khẽ, Trương Khắc bừng tỉnh, dùng miệng lấp kín miệng cô. Y không dám có hành động gì nữa, nhưng không chịu rời tay ra, không phải sợ Tạ Vãn Tình phát tác, mà lo con mồi trong tay sợ quá chạy mất thì sôi hỏng bỏng không hết. May mắn Hứa Tư không bỏ chạy, cô nằm im hồi hộp chờ đợi, không thấy Tạ Vãn Tình có phản ứng gì, cưỡng không lại được cái lưỡi ma quái của Trương Khắc, hé miệng để lưỡi y luồn vào, cô cảm thấy lưỡi mình mút bởi lực hút rất mạnh, làm cô mất hết sức lực, hai bàn tay y một đưa lên, một đưa xuống, vuốt ve khắp tấm lưng nàng. Hơi nóng từ tay y như truyền sang người đem lại cảm giác dạo dực khó tả,
đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của Trương Khác. Bị đôi tay kinh nghiệm ve vuốt và nụ hôn nóng bỏng kích thích, núm vú Hứa Tư vươn lên, hạ thân ướt át, cả người nóng phát sốt, đầu óc mơ hồ, lâng lâng như bay bổng trong mây, cho dù chiếc quần lót mỏng tang bị Trương Khác kéo xuống đeo lủng lẳng một bên chân, dù áo ngủ chẳng biết bị y lột ra từ khi nào ném xuống giường, nhưng cô chưa quên Tạ Vãn Tình còn nằm bên cạnh, Hứa Tư cuộn chân lại, sống chết không chịu cho Trương Khác tách ra. Trương Khác không chịu thua, một tay nắm đầu gối Hứa Tư, một tay lần ra sau chân nhích dần lên, khẽ vạch mép thịt đẫm nước kia, ngón cái còn như có như không khều khều lên trên. Cơ thể của Hứa Tư hoàn toàn sụp đổ, chẳng những không còn sức lực nào kẹp chặt chân cố thủ, mà còn bị kích thích tới không kìm chế được phát ra tiếng rên nho nhỏ, lập tức nhớ ra trong bóng tối còn có những người khác, vội vàng ra sức kiềm chế. Có điều loại chuyện này quái ác ở chỗ gió, càng kiềm chế nó càng bốc lên mạnh mẽ, Hứa Tư căn bản không sao dập tắt được, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, một lát sau toàn thân run rẩy, cảm thấy cao trào sắp tới rồi, vội đưa tay bịt chặt lấy miệng tránh cho tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra, một tay khác ôn nhu vuốt ve gò má Trương Khác, cầu khẩn nỉ non, chúng ta sang phòng bên đi, chị Vãn Tình mà tỉnh, chị ấy cười chết tôi mất. Đột nhiên nghe thấy có tiếng cười trộm rất nhỏ, Hứa Tư mới nhận ra Tạ Vãn Tình, tỉnh, từ bao giờ, xấu hổ không để đâu cho hết, hờn dỗi kêu lên, chị Vãn Tình, mau kéo tên khốn kiếp này đi, cậu ta cưỡng bức em. Chị ngủ rồi, đang nói mơ đấy, Tạ Vãn Tình nói một tiếng rồi không động tĩnh gì nữa. Á, ư, lòng vừa thả lỏng, tiếng rên rỉ tiêu hồn đã tuôn ra như đê vỡ, Hứa Tư giãng hai chân, cả người ưỡn lên nghênh đón Trương Khác tiến vào, toàn run bần bật. Tiếng rên rỉ và sự chủ động của cô kích thích Trương Khác dữ dội, y cuồng nhiệt hôn lên môi, lên ngực cô, đồng thời tấn công mỗi lúc một mạnh mẽ. Trước từng đợt sóng khoái cảm liên tục vỗ bờ càng lúc càng mạnh, tay Hứa Tư cảm giác toàn thân muốn vỡ tung siết chặt ga trải giường, rên la ra giết, mà thường ngày cô có nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Người này lên từng nhịp công kích của Trương Khác, lúc vô tình quay mặt sang thấy đôi mắt sáng long lanh của Tạ Vãn Tình chăm chú nhìn bọn họ ân ái. Hứa Tư hoảng hốt che mặt, định dừng lại, nhưng đúng lúc đó Trương Khác thúc tới mạnh mẽ, người cô như con thuyền nhỏ nhấp nhổ trên biển tình cuộn sóng không sao tự kiềm chết được, rồi bị tình dục cuồn cuộn nhanh chóng nhấn chìm, chẳng còn để ý được tới Tạ Vãn Tình nữa, toàn thân bị một khoái cảm tột đỉnh nghiền nát, cô ưỡn người lên một lần cuối cùng, tiếp đó suối ấm ào ạt tuôi chảy, nằm bẹp xuống giường, lúc này nhớ ra hôm nay không có biện pháp an toàn nào, lo Trương Khác uống rượu không khống chế được. Vội vàng đẩy y ra, hôm nay không được bắn vào trong. Lý Nhí nói thêm, tìm chị Vãn Tình ấy. Tạ Vãn Tình chờ đợi lâu lắm rồi, nghe câu này của Hứa Tư liền vội vàng quấn lấy Trương Khác, độ tuổi của cô chính là thời khắc nữ nhân có khát khao cháy bỏng nhất trong đời, giữa hai chân cô đã ướt đẫm nước rồi, nghênh tiếp Trương Khác không có chút trở ngại nào, tận tình rên xiết hưởng thụ. Chương 1186, lại tới Pớt 1. Ngủ leo một giấc tới sáng, ngủ rất say, nên tuy đêm qua thác loạn tới nửa đêm, lúc này tinh thần dư dật. Trương Khác giang hai tay ra, chống không, giai nhân đều không còn bên người, không nghe thấy dưới lầu có động tĩnh gì, chẳng biết đi đâu mất rồi, lười biếng ngủ nướng thêm một lúc nữa, thức dậy mới chú ý ở đầu giường có một tờ giấy để lại. Chúng tôi cùng về Hải Châu rồi, không để ý tới tên khốn kiếp cậu nữa. Trương Khác có thể tưởng tượng ra bộ dạng thẹn thùng của Hứa Tư, Tạ Vãn Tình, lòng ngọt ngào như được mật rót vào vậy, ngâm nga một bài hát nhỏ, khoác áo ngủ xuống lầu, trong bếp còn có mùi cháo thịt thơm phức. Chắc là hai cô gái làm xong bữa sáng mới đi. Tự pha cho mình một ly cà phê, Trương Khác vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa lau mặt thì nghe thấy có tiếng người mở cửa, thò đầu ra thấy Trần Tĩnh mặc đồ thể thao, tóc tết đi vào, trông giống như tập thể dục buổi sáng đi qua đây, phấn chấn chào, hello. Chị Hứa Tư và chị Vãn Tình đâu? Trần Tĩnh thò đầu vào ngó quanh. Anh vừa ngủ dậy đã không thấy họ đâu nữa, hình như có chuyện gấp về Hải Châu rồi. Trương Khác lau mặt đi ra. Sao đi sớm thế, Trần Tĩnh thở phào, nghe nói hôm qua anh uống nhiều, hiện giờ thấy thế nào? Còn đưa tay ra sờ trán Trương Khác. Nghĩ tối qua em cũng ngủ ở đây, nên anh thấy mình uống say thì hơn. Trương Khác đưa tay ôm eo Trần Tĩnh, cầm cốc cà phê lên uống, còn đưa Trần Tĩnh uống, vờ hồ đồ hỏi, hôm qua em không ngủ ở đây à? Thấy Trần Tĩnh giấu tay sau lưng, hỏi, em cầm cái gì đấy, sao thần bí thế? Hệ thống an ninh quá hoàn thiện cũng chẳng phải hay. Quay được rõ ràng ai đó đổ rượu lên người. Trần Tĩnh đột nhiên đưa ra một cuốn băng, anh không biết hôm qua em có ngủ ở đây hay không thật hay sao? Khụ, Trương Khác không ngờ Trần Tĩnh chơi trò này, bị sặc cà phê,
ho mất nửa ngày trời mới thở đều trở lại được, dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết cuốn băng là do Tạ Vãn Tình và Hứa Tư đưa cho Trần Tĩnh, hiển nhiên là để báo thù, y giả sai hôm qua, nếu sai thật chẳng phải gây thêm rắc rối cho bọn em hay sao? Nhiều nữ nhân có thấy khổ cực không? Trần Tĩnh chăm chú nhìn Trương Khác. Chỉ mong cô gái yêu thương không bị thương tâm là được rồi. Trương Khác dùng hai tay ôm nhẹ chiếc eo mềm của cô, nam nhân tham lam không có tư cách than khổ. Anh biết là tốt, Trần Tĩnh thỏ thẻ nói, còn chưa nói hết thì di động Trương Khác để trên lầu vang lên, liền đẩy y đi nhận điện thoại, em chưa ăn sáng, chúng ta cùng ăn nhé. Điện thoại do Diêu Kiên từ Bắc Kinh gọi tới, chiều hôm qua Úc Bình tới Bắc Kinh, tối bí mật gặp mặt Cảnh Trọng Dương, Tiêu Thụy Dân nói cho biết ý kiến của Cảnh Trọng Dương, nếu chỉ có Cao Khoa KV và Liên Tín có được chip ISS từ Cẩm Hồ. Ông ta không ủng hộ kế hoạch di động đặt dựa hoàn toàn vào kỹ thuật của Cẩm Hồ. Cảnh Trọng Dương là người sáng suốt đấy. Trương Khác đặt di động xuống, ngoài ra ông ta vẫn còn mang kỳ vọng lớn vào doanh nghiệp di động trong nước. Anh có thể đồng ý cho Đông Hưng và Liên Tấn tham dự, nếu bọn anh chỉ cung cấp chip cơ bản, không biết mất bao lâu bọn họ mới đưa được ra máy mới. Trần Tĩnh cười tươi tắn, năm 99 thị trường di động náo nhiệt như thế, nhưng nguồn cung ứng linh kiện không đủ, nhất là linh kiện hạch tâm. Hiện trong nước chỉ có Đông Hưng, Liên Tấn có năng lực phá rối, vỗ về bọn họ một chút cũng nên. Cao Khoa KV và Liên Tín được Cẩm Hồ hỗ trợ kỹ thuật mới có năng lực đưa ra được di động mới, Đông Hưng, Liên Tấn trình độ kỹ thuật còn kém hơn cả Cao Khoa KV và Liên Tín, nói gì tới doanh nghiệp di động trong nước khác. Thị trường di động trong nước mở rộng cao tốc, lợi nhuận cũng lớn, Liên Tấn, Đông Hưng chắc gì đã hứng thú với nghiệp vụ di động đặt làm lợi nhuận thấp. Hơn nữa mấy thương hiệu đều chen chân vào nghiệp vụ di động đặt làm, cuối cùng quy mô đặt làm vẫn liên thông quyết định từ thiện cảm của hộ dùng với thương hiệu nào. Quan trọng nhất là có thể thuyết phục được Bộ Thông tin và cao tầng liên thông đồng ý toàn diện ngả về phía kỹ thuật của Cẩm Hồ ở nghiệp vụ di động đặt làm, như thế một là có thể gạt thương hiệu ngoại ra ngoài, đóng cửa phân phối trong nội bộ ra sao cũng dễ làm. Hứa Tư và Tạ Vãn Tình trước khi rời đi đã chuẩn bị xong bữa sáng, làm cho cả Trần Tĩnh một phần. Nhưng hai người bọn họ dùng bữa sáng cũng chẳng được yên, tựa hồ hôm nay vô cùng bận rộn, liên tiếp có điện thoại gọi tới, căn bản chẳng có thời gian êm đềm bên nhau, có cả điện thoại của Tạ Tử Gia gọi cho Trần Tĩnh, lớn tiếng hỏi cô bị ai lừa mất rồi. Em lừa nó ra ngoài mua đồ ăn sáng. Trần Tĩnh thấy Trương Khác cười trêu mình, đút một cái bánh bao vào miệng y, còn hơn anh vờ say rượu. Trương Khác cười hì hì, có cần chuẩn bị một phần cho em mang về không? Đi đâu ra mua được đồ ăn sáng này chứ, Tử Gia không dễ lừa như em đâu. Trần Tĩnh lắc đầu, thôi cứ bảo là quên mua, kệ nó oán trách. Anh chẳng thấy em dễ lừa chút nào. Trương Khác hôn nhẹ lên môi Trần Tĩnh. Trần Tĩnh đặt tay lên vai Trương Khác, để phòng y tranh thủ lấn tới, cô không nghĩ mình có thể kháng cự quyết liệt lắm, nghe chị Hứa Tư nói hai ngày nữa anh đi Úc, rồi ở đó một thời gian. Ừ, em có muốn qua đó tránh cái lạnh không? Anh còn chê chưa đủ náo nhiệt à? Trần Tĩnh tuột tay xuống, ôm hông Trương Khác, dụi đầu vào cổ y, không được gặp một thời gian, em sẽ rất nhớ anh. Rời kiến nghiệp, qua mỗi một thành phố là lại đổi một mùa, lúc rời kiến nghiệp, trời còn tuyết lất phất. Đổi chuyến bay ở Hong Kong, ai nấy đều mặc áo mỏng manh của mùa thu. Bay tới Perth, mặt trời chói lọi, đúng vào mùa hè ánh nắng tươi đẹp, chỉ có điều mùa hè ở Perth chẳng hề khô nóng khó chịu. Từ sân bay ngồi xe đi chưa được bao lâu thì mây đen dày đặc. Một trận mưa như chút đổ xuống, đang cảm khái mưa ở Perth thật dữ dội thì thoáng cái trời lại nắng ngay, cứ như tính khí của trẻ con vậy. Chỉ Đông, Tích Sung, Tích Vũ mấy cô bé tranh nhau díu ra díu dít kể cuộc sống của chúng thời gian qua ở Perth. Trương Khác trước đó nhận lời trong vòng một tuần sẽ tới Perth, nhưng đợi y xử lý xong công việc sang tới Perth thì Đường Thanh và ba tiểu nha đầu đã ở Perth 10 ngày rồi. May mà Perth vào mùa hè khí hậu dễ chịu có rất nhiều chỗ làm người ta quyến luyến quên đường về. Không giống như mùa đông ở Kiến Nghiệp hay Hải Châu, suốt ngày bị nhốt trong nhà, ba tiểu nha đầu cũng chẳng nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế. Qua, bầu trời nơi này thật là đẹp, Trần Phi Dung kinh ngạc thốt lên. Qua cửa sổ, nhìn bầu trời trong vắt như gột rửa, một màu xanh ngắt không có chút tạp chất nào, ở trong nước ngoại trừ lên cao nguyên Thanh Tàng thì nơi khác cơ bản tuyệt tích bầu trời thế này rồi. Cho dù Hải Châu đã rất coi trọng vấn đề môi trường, màu lam của bầu trời vẫn giống như phủ lên một lớp giấy mỏng vậy. Đây cũng là chuyện chẳng biết phải làm sao, người và môi trường thế nào cũng phải theo đuổi một loại thế cân bằng mà hai bên có thể chấp nhận được. Hải Châu có tổng cộng gần 7 triệu nhân khẩu, Tây Úc diện tích gấp Hải Châu gần 100 lần,
mà nhân khẩu có gần 2 triệu, tất nhiên là không cần phải quá lo hoạt động của nhân loại ảnh hưởng tới môi trường. Kỳ nghỉ đông của The East Đông Hải đã bắt đầu, mọi người đã hẹn nhau trước rồi, Trần Phi Dung theo Trương Khắc cùng tới Perth tụ hợp với Đường Thanh, ở Perth một thời gian sau đó mọi người cùng về Hải Châu ăn Tết. Chương 1187, lại tới Perth 2. Chiếc Lincoln dài chậm chậm đi về phía khu biệt thự phía đông nam thành phố Perth, xe thương vụ của nhân viên công tác cũng đi vào theo, đã tới hoàng hôn, biệt thự có quá nửa mặt hướng về phía tây và biển, phong cảnh tuyệt đẹp. Đi vào biệt thự Trần Phi Dung nhìn thấy rất nhiều người giống cô, đều ra bàng tóc đen, hôm nay là cuối tuần, người lên triền núi ngắm tịch dương rất tấp nập, tò mò hỏi Đường Thanh, sao trông giống người Trung Quốc thế? Bọn họ vốn là người Trung Quốc mà. Đường Thanh cười hì hì, cẩm hồ xấu xa, mua hết cả khu biệt thự ven biển này, bọn họ đều là nhân viên công ty chú ở nước ngoài cùng với gia đình đấy. Đương nhiên người Hoa ở Perth nhiều lắm, còn có cả Chinatown, hôm khác đưa bạn đi xem. Trần Phi Dung ngưỡng mộ nói, làm nhân viên của Cẩm Hồ thật là hạnh phúc. Trương Khắc nghênh nghênh cái mặt nói, Cẩm Hồ đâu đơn giản chỉ dựa vào bóc lột để sinh tồn. Các quốc gia phát triển Âu Mỹ Nhật Hàn đã hoàn thành tiến trình công nghiệp hóa, ngành chế tạo đang dần chuyển sang các quốc gia mới nổi, ngành chế tạo sắt thép của các quốc gia này vốn đang ở trạng thái sa sút dần chuyển sang thị trường mới nổi. Riêng sản nghiệp sắt thép của Trung Quốc mấy năm qua phát triển đã khiến sản lượng sắt thép toàn cầu tăng lên gấp đôi, lượng khoáng thạch toàn cầu tăng lên khiến giá thành tăng lên gấp bội. Perth là khu cung ứng khoáng thạch lớn nhất toàn cầu, cho dù kiếp trước không tận mắt nhìn thấy, nhưng Trương Khắc không khó tưởng tượng ra cảnh phồn vinh của Perth mấy năm sau. Hoạt động đầu tư của Cẩm Hồ tại Perth cũng đang từng bước triển khai, trừ đầu tư vào địa ốc, nhà văn phòng tương lai thu lợi nhuận lớn ra, còn tăng cường được sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ ở Perth. Lập cơ sở tốt để phát triển công trình phụ trợ khoáng thạch sau này, hiện còn đang xây dựng một tòa nhà văn phòng cao 18 tầng, sau khi xây xong có thể làm phân bộ của Cẩm Hồ tại Perth. Trong tất cả cơ cấu chú ở nước ngoài, nhân viên công tác của Cẩm Hồ có thể nói là được hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, nhân viên chi nhánh của các cơ cấu chi nhánh Âu Mỹ Nhật Hàn đâu có điều kiện ở trong biệt thự bên bờ biển. Biệt thự Đường Thanh ở nằm kề bên biệt thự của Vệ Lan và Địch Đan Thanh, đó là khu cao cấp nhất cả biệt thự. Nhìn xa xa về phía tây bắc là cảng Perth, nhìn gần hơn về phía đông là thành phố Perth dưới ảnh hoàng hôn, cả thành phố nho nhỏ tựa hồ tất cả mọi thứ đều tập trung vào đó, thành phố Perth dưới ánh hoàng hôn trông giống như thị trấn nhỏ trong truyện cổ tích, trông không có vẻ gì là một thành phố, nhưng mang lại cho người ta cảm giác cực kỳ mỹ hảo. Đứng trên bãi cỏ trước biệt thự, Trần Phi Dung nhìn mấy hòn đào cây cối xanh như con ốc cắm vào mặt biển, có người đang thi công trên đó, hỏi Đường Thanh, ở đó đang làm gì thế? Ngày mai lên đào là biết rồi, Đường Thanh cố làm ra vẻ thần bí, không nói cho Trần Phi Dung. Đó là do Trương Khắc mua đấy, đợi xây xong rồi chúng ta có thể tắm nắng ở bãi biển tư nhân rồi. Chỉ Đồng mau miệng, tranh nói cho Trần Phi Dung. Ồ, Trần Phi Dung cảm thán, xa xỉ thật đấy. Mình đâu thể làm người đơn thuần đem hết mọi thứ của bản thân hiến cho nhân loại được. Trương Khắc vặn eo, ngồi máy bay suốt cả một ngày, lưng mỏi như. Chỉ biết mồm mép ba hoa. Đường Thanh ôm lấy cổ y từ đằng sau, mua một hải đảo chưa đủ hay sao mà mua cả ba cái. Bạn tới Perth hẳn là biết Úc vừa ra luật cấm chỉ tư nhân đầu tư hải đảo chứ. Sao bạn không thấy trước kia mình quyết định mua ba hải đảo là rất sáng suốt? Trương Khắc di chuyển đề tài, không thể để cô vợ nhỏ nghĩ tới phương diện y có nhiều nữ nhân được, mình mặt dày tới đâu cũng chỉ có thể chiếm một tòa hải đảo, hai tòa còn lại xây làm khách sạn nghỉ ngơi, Cẩm Hồ nếu mở hội nghị hàng năm vào mùa đông. Lúc bác bán cầu mùa đông băng giá, đi bơi cũng không tiện, mọi người có thể tới Perth. Nếu không thì xây biệt thự nghỉ dưỡng làm phúc lợi cho cao tầng Cẩm Hồ, điều kiện thế nào cũng tốt hơn chỗ này. Thời cơ vô cùng khéo, bên này vừa mới dùng danh nghĩa công ty tư nhân mua ba tòa hải đảo nhỏ khai phát không lâu thì Úc ra luật bảo vệ môi trường hải đảo ven biển, cầm chỉ tư nhân khai phát hải đảo, nếu muộn 2-3 tháng thôi, mộng tưởng làm đảo chủ ở Úc của Trương Khắc không thể thành hiện thực được rồi. Sau khi mua ba hòn đảo, Hoành Viễn liền lập chi nhánh ở Perth, Trương Chi Phi phái Lương Quân đích thân tới Perth phụ trách khai phát hải đảo, tương lai xây dựng các công trình phụ trợ cho khai thác phát triển khoáng thạch như đường sắt, đường bộ, cảng nước sâu, quy mô tới 1 tỷ đô la Mỹ, cho nên Hoành Viễn đương nhiên tới Perth lập cơ sở trước, nên Lương Quân được trực tiếp điều từ Tân Đình tới Perth làm trợ thủ cho Địch Đan Thanh. Trương Khắc, Đường Thanh, Trần Phi Dung đứng ở bãi cỏ trước biệt thự ngắm cảnh hoàng hôn ngả về tối. Ba tiểu nha đầu chạy vào biệt thự trước, một lúc sau Vệ Lan và Tôn Lệ tự biệt thự ra nói, sao lại đứng hết ở đây, muốn ngắm cái gì lên tầng 3 ngắm, có thể nhìn xa hơn một chút,
Lương quân tới bất tất nhiên phu sướng phụ tùy, Tôn Lệ cũng theo rồi. Người khác tới, giống như Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới bớt, chỉ cần thời gian cho phép, đều phải mời nhân viên công tác cùng người nhà tổ chức yến tiệc náo nhiệt cổ vũ sĩ khí một phen. Còn Trương Khác không đảm nhận bất kỳ một chức vụ chính thức nào ở trong nội bộ Cẩm Hồ, trừ tiếp xúc với nhân viên quản lý cao tầng ra, thì chuyện cổ vũ sĩ khí y có thể làm biếng. Bữa cơm đầu tiên ở bớt ở trong biệt thự Địch Đan Thanh và Vệ Lan ở, các cô có bộ đồ ăn đồng bộ, có đầu bếp và giúp việc cố định. Bữa cơm có Lương Quân, Tôn Lệ, Phó Tuấn, Lý Minh Du, Đường Thanh, Trần Phi Dung, Vệ Lan và ba tiểu nha đầu. Địch Đan Thanh bị việc ở công ty làm trì hoãn, rất muộn mới xuất hiện, ăn cơm xong lại bảo Trương Khác và Trần Phi Dung ngồi máy bay cả ngày, đường xa vất vả, nên về biệt thự nghỉ ngơi sớm. Trương Khác không rõ Đường Thanh ở bớt 10 ngày chung sống với Địch Đan Thanh ra sao, y lại chẳng thể hỏi thẳng Đường Thanh việc này, y tới bớt cũng không phải hoàn toàn nghỉ ngơi, một số chuyện riêng xem báo cáo không có ấn tượng trực quan, phải tới thực địa xem xét. Buổi tối trời đổ mưa, giả rích suốt, mưa đập lên cửa kính, nhỏ lên cây cối trong đình viện, làm cho trong phòng mát mẻ khác thường, cửa sổ mở ra, gió thổi vào, làm mùa nóng nhất trong năm ở bớt hơi lạnh, Trương Khác rời khỏi thư phòng, muốn tìm bộ y phục mặc vào. Sao thế, không có tâm tư xem tài liệu à? Đường Thanh và Trần Phi Dung ngồi trên ghế sofa trò chuyện, nhìn Trương Khác đẩy cửa đi vào, liền hỏi. Hai cô gái đều vừa tắm xong, mặc váy quai đeo màu đen, dưới ánh đèn hơi xuyên thấu, da rẻ dưới lớp váy màu đen càng được tôn lên ánh trắng sáng quyến rũ. Hai cô gái ngồi chẳng ý tứ gì, mép váy cuốn lên, lộ ra cả mảng đùi lớn, cổ áo hơi trễ, Trương Khác lúc này mới phát giác khe vú hai cô bé này từ lúc nào đã hết sức chết người rồi. Trần Phi Dung còn chú ý một chút, bên trong mặc áo lót, chỉ lộ ra phần nhỏ, Đường Thanh chẳng mắc gì cả, còn thấy cả quầng vú hồng hồng, cực kỳ dụ hoặc. Trương Khác cười cười ngồi xuống, vừa rồi chỉ định kiếm cái áo khoác lên, lúc này đúng là không còn tâm tư nào xem tài liệu nữa. Trần Phi Dung xấu hổ kéo váy xuống che đi cặp đùi miên man, đứng dậy nói, mình đi ngủ đây, không để ý tới hai người nữa. Còn nháy mắt ám muội với Đường Thanh, cười trốn về phòng. Mình ngủ với bạn, không được khóa cửa phòng đâu đấy. Đường Thanh chưa dứng lời đã nghe thấy tiếng cửa khóa tách một cái. Chương 1188, lại tới bớt 3. Cô vợ nhỏ của y vừa tắm xong, khuôn mặt mang sắc hồng khuất sau mái tóc chưa hô hết, hàng mi mềm, đôi mắt ươn ướt, quyến rũ không nói lên lời, bao mệt mỏi sau chặng đường xa của Trương Khác tan biết hết, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của Đường Thanh, ghé mặt vào cổ cô hít nhẹ, hiện mình càng chẳng còn tâm tư xem tài liệu nữa. Bạn thật xinh đẹp, chỉ biết lừa các cô bé thôi. Đường Thanh người ngọt lịm, dựa người tới, gối đầu lên vai Trương Khác, nhìn bầu trời lấp lánh sao, khi vừa tới bớt, chị Đan Thanh lái xe đưa bọn mình vào sâu trong sa mạc, đi một ngày một đêm không thấy bóng người. Có phải là lo cô ấy bỏ lại trong sa mạc không? Trương Khác ôm cơ thể mềm mại của Đường Thanh vào lòng, hỏi đùa. Không được xen vào, Đường Thanh đưa tay bóp miệng Trương Khác, nói tiếp, phong cảnh cực đẹp. Chỉ là không thấy bóng người, mới thực sự cảm giác được bớt là thành phố cô tịch. Bạn có cảm giác thế không? Cuộc sống giống như một thành phố cô tịch, đi rất xa mới cũng không thấy bóng người, thi thoảng qua thành phố khác, hoặc là có khách qua thành phố của bạn, sẽ hết sức quý giá, nếu bỏ qua, thì không còn khả năng giữ lại nữa. Đầu ngẩng lên nhìn mặt y, người ta không phải là cô bé ngoan ngoãn chẳng hiểu gì như bạn nghĩ, người ta đủ trưởng thành rồi. Thấy tay Trương Khác lặng lẽ lần mò qua cổ áo mình, nhéo tay y. Tư tưởng của bạn không thuần khiết được à, mình không nói chỗ đó trưởng thành. Chỉ cảm thấy bạn càng ngày càng mê người thôi. Trương Khác hiểu cô muốn nói gì, nhưng y không đành lòng nghe cô nói thế, hôn lên mái tóc dày của cô. Ngày mai tới mình tới khu mỏ suối Thánh Đàn, bạn đi cùng mình, cảm thụ tư vị xung quanh không bóng người lần nữa nhé. Ngày mai không thèm để ý tới bạn, đã hẹn Phi Dung lên hải đạo rồi. Đường Thanh đưa tay sờ má y, yêu bạn, cũng chẳng hề cảm thấy không vui. Chỉ thấy phải hiểu bạn hơn thôi. Không được coi mình là cô bé con. Trương Khác biết Đường Thanh cho mình và Địch Đan Thanh cơ hội ở riêng với nhau. Khu mỏ suối Thánh Đản là một khu thăm dò xa thành phố bớt nhất, qua thăm dò sơ bộ, nơi đó có khả năng chính là một trong số khu mỏ sắt sung túc nhất Úc. Sáng mai lái xe tới đó, không có vài ba ngày, không xem xét hết được khu thăm dò quan trọng như thế. Được, không coi bạn là cô bé nữa. Trương Khác quay người Đường Thanh lại. Hai tay xoa nắn cặp mông săn chắc đàn hồi của cô, hỏi, cô bé không thể làm chuyện kia, còn chúng ta hiện giờ có thể làm không? Đường Thanh chỉ, một tiếng, cánh mũi phập phồng,
người nhũn ra trong lòng Trương Khác, không rõ là đồng ý hay là phản đối, chỉ thấy đôi mắt cô nàng lại trở nên long lanh quyến rũ mang theo tình ý miên man, mê hoặc khôn tả. Cho tới tận bây giờ dù hưởng thụ nam nữ hoan ái nhiều lần, nhưng Đường Thanh vẫn chưa biết có động tác khiêu gợi nam nhân, nhưng sự ngây thơ ngượng ngùng của cô còn có tác dụng hơn bất kỳ thứ thuốc kích thích nào làm Trương Khác không sao kiềm chế được nữa. Kéo sát đầu Đường Thanh lại, miệng áp lấy đôi môi ngọt ngào căng mọng, Đường Thanh rên khẽ đón nhận nụ hôn dài nóng bỏng của y, lắng nghe cảm xúc mỹ diệu khi tay trái y lẳng lặng vén mép váy ngủ của cô, thuận theo chân ngọc mò tới nơi sâu thẳm. Trương Khác, Trương Khác. Nghe thấy chỉ đồng ở dưới lầu gọi lớn, Trương Khác và Đường Thanh vội vàng tách nhau ra, ngay tức thì nghe thấy tiếng rầm rầm trên cầu thang, ba cài đầu nhỏ nhắn thỏ vào. Bọn em ngày nào cũng ngủ cùng Đường Thanh, hôm nay tách ra không ngủ được nữa. Hai chị em Tích Dung, Tích Vũ đầu một ngoẹo trái một ngoẹo phải, Đồng Thanh hỏi, Trương Khác, anh nói phải làm sao đây? Hay là anh chơi bài với bọn em? Chỉ đồng giơ hai bộ tú lơ khơ từ sau lưng ra, ai thua mai phải tới cổng tiểu khu bắt trước tiếng chó sủa. Trương Khác tất nhiên hận không thể xách ba tiểu nha đầu lên ném ra cửa sổ, thầm nghĩ, có phải bọn chúng tính chuẩn giờ tới phá đám mình không nhỉ? Chúng ta không chơi với Trương Khác, nếu anh ấy chơi ăn gian chúng ta không nhìn ra thì làm sao? Tích Dung suy nghĩ kỹ rồi bàn bạc với chỉ đồng, hay là gọi chị Vệ Lan qua, cùng lắm thì chị Phi Dung cũng được, thế nào các chị ấy cũng không nỡ thắng ba đứa bé bọn mình. Trương Khác vừa xấu hổ vừa bực bội về phòng xem tài liệu tiếp, tới 11 giờ Lý Minh Du mới tới dỗ dành lừa gạt ba tiểu nha đầu đi. Ba tiểu nha đầu vừa bị đưa đi, Trương Khác hấp tấp kéo Đường Thanh vào phòng mình, tránh cô nàng xấu hổ chạy qua ngủ với Trần Phi Dung. Trong phòng ngủ chỉ bật mỗi chiếc đèn tường. Đường Thanh cởi váy ngủ quai đeo xuống, chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trắng tinh khôi, mông lộ ra ngoài mép quần, nằm úp lên trên chiếc giường hoa lệ, chiếc mông vừa tròn vừa vểnh, làn da trong bóng đêm ánh lên màu trắng làm máu trong người Trương Khác sôi sùng sục. Trương Khác cúi người xuống, hai tay nắm lấy đầu gối của Đường Thanh sờ lên, sờ tới cặp mông săn chắc của cô, chậm chậm xoa nắn, ngửi hương thơm dịu dịu từ cơ thể cô truyền ra, hai ngón tay lách vào giữa hai chân, nhìn Đường Thanh không chịu nổi ngửa nằm quằn quại. Làm ướt chỗ ga trải giường giữa hai chân. Lúc này mới lật tấm thân ửng hồng vì động tình của cô dậy, cặp phú tròn trịa mơn mởn như hai trái đào chín lộ ra, y từ từ khắp cơ thể thơm tho ấy, đầu lưỡi từ trán cao, trượt xuống chiếc miệng nhỏ đầy tính khiêu khích, không quên chiếc cổ thiên nga, rồi ngậm lấy nụ hoa anh đào đã săn cứng, kiêu ngạo nhô lên dưới đôi tay xoa nắn của hắn. Đường Thanh khuôn mặt nóng bỏng, hơi thở cũng nóng bỏng, sóng mắt ướt át mông lung như biển cả, cô bị hôn tơi ngây ngất mơ mơ hồ hồ. Vẫn không quên cắn răng không phát ra tiếng rên khoái lạc. Trương Khác miệng khô cổ khát, tách đôi đùi ngọc khép chặt của nàng ra. Lúc này Đường Thanh không chịu nổi nữa, run giọng rên lên, Tiểu Khác, bạn là đồ xấu xa, đồ xấu xa. Thế có thích đồ xấu xa không? Trương Khác vừa hôn vừa đưa tay cởi quần lót của cô xuống. Mình là cô bé ngoan, không thích đồ xấu xa. Đường Thanh ngây thơ nói như trong cơn mê, quần lót của cô bị Trương Khác cởi một bên. Treo lủng lẳng ở bắp bàn chân, cái lưỡi xấu xa của y tiến thẳng tới vùng cỏ thơm. Qua cơn kích tình, Đường Thanh êm đềm đi vào giấc ngủ, Trương Khác thì tỉnh táo, nhưng tới giờ ngủ của cô vợ nhỏ rồi, chẳng thể đánh thức cô dậy nữa, yêu thương hôn lên má cô, tắt đèn trong phòng đi, nhẹ nhàng rời giường khoác áo ngủ đi ra ban công, mơ hồ thấy ban công đối diện có bóng người, không biết là Địch Đan Thanh hay Vệ Lan. Đi ra ban công, tới gần rồi vẫn không nhìn rõ, lúc này đèn ngoài hiên sang lên. Thấy Địch Đan Thanh cũng khoác áo đứng ở ban công, tay cô cầm di động đặt bên tai, bảo Trương Khác dùng di động nói chuyện với mình. Ban công hai bên cách nhau gần 20 mét, nói nhỏ hai người đều không nghe thấy đối phương nói cái gì, nói lớn thì người làm trong cả hai biệt thự cũng nghe thấy. Không ngủ được à, Trương Khác lấy di động ra gọi cho Địch Đan Thanh. Ừ, Địch Đan Thanh gật đầu, lại nói thêm, nhưng mà đừng có tưởng vì tôi ghen với Đường Thanh nhé, cậu có bản lĩnh thì ăn cả hai cô bé trong nhà đi. Trương Khác dịu dàng nói, qua đó với chị nhé. Địch Đan Thanh nhẹ nhàng từ chối, đừng, một lúc nữa tôi ngủ rồi, cậu mà qua, tôi còn cảm thấy cậu gây phiền toái, cậu cũng ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Chương 1189, Suối Thánh Đản. Buổi sáng tỉnh lại thì không thấy Đường Thanh bên người nữa, nhìn đồng hồ đoán cô nàng chưa ngủ đấy giấc được, quá nửa là rạng sáng lại chạy sang phòng Trần Phi Dung ngủ rồi. Ngoài phòng trời trong nắng ấm. Gió mát thổi rèm cửa sổ đung đưa lay động, Trương Khác ngồi trên giường nhớ lại nội dung hôm nay phải tham quan rồi rời giường, đẩy cửa ra, thấy cửa phòng của Trần Phi Dung khép hờ, bên trong có tiếng hai cô gái nói chuyện,
mở cửa thò đầu vào, thấy hai mỹ nhân đắp chăn mỏng trên người, chỉ đầu thò ra bên ngoài, hai mái tóc đen nhánh xõa trên chiếc gối trắng tinh, chẳng nhận rõ ai với ai. Cửa sổ bay vào mùi cà phê ngào ngạt, Đường Thanh vươn cánh tay như ngó sen lên, ngáp dài, cơm sáng xong rồi. Vén chăn ra, chẳng hề có cảnh hai cơ thể ngọc ngà mặc đồ lót như Trương Khắc kỳ vọng, hai cô bé đều mặc váy ngủ chỉnh tế nằm dưới chăn, Trần Phi Dung còn háy mắt với y như có ý hỏi, thất vọng không? Chết mất Phi Dung cũng biến thành thế này lúc nào thế, đúng là gần mực thì đen mà. Trương Khắc vừa ngáp vừa chạy đi rửa mặt. Ăn sáng xong Đường Thanh và Trần Phi Dung sẽ đưa ba tiểu nha đầu lên hải đảo, Trương Khắc để Phó Tuấn lại chiếu cố bọn họ, y cùng Địch Đan Thanh và nhóm lương quân, Hoàng Minh Sinh tham tán kinh tế lãnh sự quán Trung Quốc, Cố Chí Nghị tổng giám đốc Trung Giã Châu Úc, ngồi sáu cỗ xe Việt giã đi tiến hành khảo sát thực địa suối Thánh Đản. Năm ngoái gặp nhau là lúc cuối thu ở Perth, Cố Chí Nghị ngồi cùng xe với Trương Khắc, đối diện với nhân vật truyền kỳ như thế, ông ta không vì chênh lệch tuổi tác mà sinh ra chút xem nhẹ nào, những lời ngài Trương nói năm ngoái ở trên bữa tiệc lãnh sự quán làm mọi người đều chấn động. Chắc phải nói là vừa chấn động vừa nghi ngờ chứ hả? Trương Khắc xua tay, đó là điều khó tránh khỏi, cho dù tới giờ vẫn có người hoài nghi quyết tâm đầu tư vào khoáng nghiệp Tây Úc của chúng tôi. Cố Chí Nghị khẳng định, tôi rất tin tưởng vào quyết tâm của Cẩm Hồ. Xuất phát từ Perth đi theo hướng Bắc, dọc đường đi đều là quốc lộ cao cấp rộng rãi bằng phẳng, có thể nhìn thấy khu mỏ, tuyến vận chuyển của Rio Tinto và PSB Billiton, trừ khu sinh hoạt của các mỏ quặng ra, rất ít khi thấy chỗ nào có người ở. Vùng đất rộng chừng 3 triệu km vuông này, có chưa tới 2 triệu người, đâu cũng thấy vùng hoang dã, rời khỏi phạm vi khu mỏ quặng, đường đi liền trở nên lồi lõm, sóc này. Khu thăm dò suối Thánh Đàn không nằm trên tuyến giao thông chính của châu Úc, lúc này còn có đường cát đá mà đi, một đoạn nữa thôi là phải đi trên hoang mạc rồi. Cố Chí Nghị tới khu thăm dò rất nhiều lần, am hiểu tình hình, chịu trách nhiệm giới thiệu tình hình đương địa cho Trương Khắc. Cố Chí Nghị, thậm chí là toàn bộ cao tầng Trung Giã đều không hiểu rõ lắm về quyết định đầu tư của Cẩm Hồ, nhưng công ty thăm dò liên hợp thành lập là thuần nghiệp vụ, Cẩm Hồ cung cấp tài chính thăm dò, nghiệp vụ thăm dò thực tế do Trung Giã phái người hoàn thành, riêng phí thăm dò thu được, mỗi năm Trung Giã đã có vài triệu USD. Đây có thể xem là vụ làm ăn lớn mà Trung Giã nhận ở hải ngoại, quan trọng nhất là cuối cùng Cẩm Hồ sẽ đầu tư khoáng sản ở Tây Úc với quy mô gần 1 tỷ, mặc dù việc xây cảng, đường sắt, đường bộ sẽ chiếm một bộ phận tương đối lớn, nhưng tài chính để khai thác mỏ cũng không phải nhỏ, đó là miếng thịt mỡ béo ngậy trong mắt Trung Giã, nếu như thầu hết được nghiệp vụ xây dựng khai thác mỏ, có thể nói là nghiệp vụ hải ngoại lớn nhất của các xí nghiệp TW. Đừng nói Cố Chí Nghị mà cao tầng Trung Giã cực ít khi tới Tây Úc thời gian qua cũng liên tục tới Perth khảo sát, nói cho cùng là vì nhắm vào hợp đồng hàng trăm triệu thậm chí cả tỷ USD kia. Trọng trách xây dựng cửa cảng, đường sắt. Đường bộ không phải một mình Hoành Viễn có thể gánh vác được, ắt phải hợp tác với xí nghiệp xây dựng trong nước, các xí nghiệp xây dựng quốc hữu lớn như Trung Kiến, Trung Thiết vì lấy được hợp đồng lớn của Cẩm Hồ mà hoạt động tích cực, thậm chí tích cực hỗ trợ Cẩm Hồ tiến vào Tây Úc đầu tư khoáng nghiệp. Gần tới hoàng hôn mới đến được vùng đất chính của khu thăm dò. Ở phía bắc vùng đất chính có một con đường nhựa hơi hẹp dài xuyên qua, Trương Khắc xem tài liệu, đi theo con đường đó là trấn suối Thánh Đàn, trấn nhỏ duy nhất gần đây. Suối Thánh Đàn chảy xuyên qua thị trấn, uốn lượn về phía tây bắc, chảy qua hơn 400 km đổ ra biển, nói đó có tuyến đường biển nước sâu Hendalan mà Cẩm Hồ nhìn chúng, gần đó có tiểu trấn cảng, dân cư sống dựa vào đánh bắt cá, quy mô cảng rất nhỏ. Nếu tài nguyên quặng sắt ở suối Thánh Khê đáng khai thác, Cẩm Hồ sẽ xây dựng cảng nước sâu ở Hendalan, rồi xây một tuyến đường sắt từ suối Thánh Khê tới đó. Trong hoang mang nhiệt độ rất cao. Ngồi xe Việt giã đi trên đường gió vù vù thổi qua còn dễ chịu một chút, xuống xe rồi mới cảm thụ được cái nóng mùa hè thực sự ở Tây Úc, hoàn toàn khác với ở Perth. Nửa năm qua Cẩm Hồ thực sự làm được rất nhiều việc, sau khi lấy danh nghĩa công ty khoáng nghiệp Úc xin thăm dò khu vực gần 10 vạn mét vuông quanh đây, liền mau chóng cùng Trung Giã thành lập công ty thăm dò, kéo nhân viên thăm dò kinh nghiệm từ trong nước tới, trong đó suối Thánh Đản là khu thăm dò trọng yếu. Đội trưởng đội thăm dò là Hồ Mộc Kiều, Hoa Kiều ở Úc. Năm 88, Trung Giã hợp tác với Tây Úc khai thác quặng sắt, Hồ Mộc Kiều là kiến trúc sư từ trong nước sang, lấy lời ông ta mà nói là sau khi sang đây lừa được cô nương người Úc là thành tựu lớn nhất. Hồ Mộc Kiều hiện trực tiếp làm việc ở công ty thăm dò liên hợp, là quản lý kỹ thuật cốt cán. Đoàn người Trương Khắc cùng quan viên lãnh sự quán xuống xe, Hồ Mộc Kiều và các thành viên chủ chốt độ thăm dò đã đợi ngoài trời nóng nực được một lúc rồi. Bên ngoài thời tiết khó chịu,
xuống xe chẳng hàn huyên mấy liền vào thẳng phòng, điều kiện ở đây mặc dù hơi đơn giản, nhưng hay dở gì thì cũng có điều hòa, chỉ là chạy bằng máy phát điện dùng dầu, khi nào nóng bức nhất mới dùng. Tháng này công tác thăm dò tập trung chủ yếu ở Brookman, công tác này đã tiến hành tới hồi kết, từ kết quả hiện tại mà xét, tài nguyên ẩn chứa bên trong suối Thánh Khê nhiều hơn dự đoán 3,4 triệu tấn của chúng tôi dự đoán tuyệt đối không ít hơn 1 tỷ tấn, hàm lượng phốt phát khá thấp. Hồ Mộc Kiều đại biểu cho đội thăm dò báo cáo thành quả thời gian qua. Cố Chí Nghị lo Trương Khác không hiểu những từ địa chất chuyên môn, thấy nét mặt y chăm chú, không vội giải thích cho y ý nghĩa của mỏ sắt Brookman. Rio Tinto, BHP Billiton không phải tuyên bố đã chiếm được hết những mỏ quảng hàm lượng phốt phát thấp có thể tìm được ở phía Bắc Tây Úc sao? Trương Khác nhìn tài liệu thăm dò, cười nói, nếu chúng ta công bố kết quả này ra chắc cao tầng hai công ty đó phải nhảy dựng lên. Cố Chí Nghị bật cười, đúng là thế nào cũng làm bọn họ nhảy dựng lên, riêng trữ lượng quặng sắt gần suối Thánh Đạt đã hơn Channer 5 lần, Cẩm Hồ xây dựng khu mỏ chính ở suối Thánh Đản là thích hợp. Bóng đêm mê ly, đèn tường phát ra ánh sáng nhu hòa mờ mờ. Địch Đan Thanh toàn thân trắng bóng không tì vết, trắng tới mức làm người ta hoa mắt, da rẻ trơn mịn như ngọc, cơ thể thành thục đầy đặn nằm sấp trên giường, từ vai tới eo tạo thành đường cong kinh tâm động phách, cặp mông tròn căng nhô lên một cách khoa trương. Nối liền cặp đùi dài, đẹp không sao tả xiết. Vừa rồi chính ở tư thế này, Trương Khắc áp lên tấm lưng như láng mịn như tơ lụa của cô, áp sát vào cặp mông tròn của cô tiến vào hoan ái, cảm nhận xúc cảm tột đỉnh cặp mông cô đem lại, nhìn khe mông mỹ lệ dụ hoặc kia ép cúc hoa màu nâu nhạt lúc ẩn lúc hiện, Trương Khắc không kìm được đưa tay tách hai bờ mông cô ra, nhìn cúc hoa và nơi riêng tư hồng nhuận ướt át của cô. Bị Trương Khắc sờ mó loạn bậy, Địch Đan Thanh không chịu nổi ngứa, lắc mông gắt giọng, hành hạ người ta còn chưa đủ sao, muốn người chết mới vui à. Cô ôm chiếc gối trắng muốt, bầu vú no căng áp lên gối, còn trắng còn mịn hơn gối, đầu hơi quay lại, đôi mắt mê ly, hưởng thụ dư âm sau cao trào, hàng mi dài cong hơi rung rinh, ẩn chứa linh khí vô hạn, cánh môi ướt mọng, phát tàn ánh sáng dụ hoặc, cho dù cảm thấy phía dưới còn ướt át, toàn thân cô mất hết sức lực tránh đi, cũng sợ Trương Khác nhìn thấy ga trải giường ướt đẫm sẽ trêu ghẹo mình. Nghỉ một lúc Địch Đan Thanh mới chống người dậy oán giận nói, tới tìm cậu bàn công việc, chẳng nói được gì đã bị cậu làm kiệt sức rồi. Làm nũng nói, bế người ta vào phòng tắm. Chương 1190, buổi bản chuyện ướt át. Chúng ta vào phòng tắm bàn bạc công việc tiếp, Trương Khác đưa tay bế ngang hông Địch Đan Thanh lên, ôm cơ thể ngọc ngà gợi cảm tột độ vào lòng, đi về phía phòng tắm. Buổi tối, đám Trương Khác rời khỏi khu thăm dò tới chân suối Thánh Đản nghỉ chân. Trên bản đồ Úc, trấn suối Thánh Đản chẳng ai biết đến, có điều trong trấn sinh ra nhân vật lớn Dêm Roi, còn có một ngài Roi làm nghị sĩ thượng nghị viện Úc, khiến trấn suối Thánh Đản thường xuyên xuất hiện trên báo. Hết sức may mắn là nghị sĩ Roi không phải là người theo chủ nghĩa môi trường cực đoan, ngược lại phẫn nộ về việc Rio Tinto và BHP Billiton nắm khoáng nghiệp Úc, khống chế chế hệ thống vận chuyển Tây Úc khiến tài nguyên khoáng sản của Tây Úc không được khai thác vẹn toàn. Úc có diện tích gần 8 triệu km2. Nhân khẩu mới bằng 1/60 của Trung Quốc, giữa con người và tự nhiên căn bản không có mâu thuẫn gì không thể điều hòa. Nói cho cùng vì đất đai gia tộc Roi sở hữu không nằm trong phạm khi khai thác trọng điểm của hai nhà khai thác mỏ quặng lớn kia, khi cả kinh tế Tây Úc dựa tới 90% vào khai thác khoáng sản, tất nhiên lợi ích của gia tộc Roi không được thể hiện nguyên vẹn. Đất đai ở Úc chia làm quốc hữu và tư hữu, chính phủ liên bang khống chế 90% đất đai, còn lại là thuộc sở hữu cá nhân. Gia tộc Roi không chỉ có rất nhiều đất ở suối Thánh Đản, Hendalan mà còn nhiều đất ở nơi khác nữa, cho dù Cẩm Hồ xây dựng nhà máy công xưởng, giao thông trên đất của gia tộc Roi thì việc thu hút lượng lớn nhân khẩu ngoài tới đây sẽ khiến sự sôi động của kinh tế thành trấn nâng lên tầm cao chưa từng có, ắt đem lại lợi ích cực lớn cho gia tộc Roi. Trương Khác lần này tới chân suối Thánh Đản, nghị sĩ Roi không thể từ Melbourne trở về, nhưng thành viên khác của gia tộc Roi nhiệt tình tiếp đãi, còn mời Trương Khác nghỉ đêm trong biệt thự gia tộc bọn họ. Địch Đan Thanh và Trương Khác trần truồng ôm nhau trong bồn tắm, ngắm cảnh đêm mê hoặc bên ngoài, cái tên nhóc đáng ghét Trương Khác kia còn muốn cô ngồi lên người y, Địch Đan Thanh sợ nước lọt vào trong cơ thể, không cho y nhúc nhích. Khám phá địa chất ở suối Thánh Đản thật kinh người, có điều đám Cố Chí Nghị, Hoàng Minh Sinh kinh ngạc thì kinh ngạc thật đấy, nhưng chẳng vui mừng mấy. Địch Đan Thanh dùng gò má trơn như ngọc của cô cạ vào cằm Trương Khác, hạ thân bị cái thứ kia chọc vào lấp đầy cũng chẳng cảm giác không tự nhiên lắm. Chỉ là vừa từ tầng mây xuống, chẳng còn sức lực nào động đậy nữa, nhưng cảm giác này càng làm người ta say lòng hơn.
Hiện giờ giá cố định của quặng sắt là mỗi tấn 26 đô la Mỹ, trừ khu mỏ, nhà xưởng gia công, chúng ta còn phải xây dựng nhà máy phát điện, đường sắt, cảng nước sâu, sản lượng mỗi năm phải đạt tới 40 triệu tấn mới có lãi. Trước kia kế hoạch của chúng ta tuyên bố là 10 triệu tấn một năm, chia ra chi phí mỗi tấn sẽ là 36, 37 đô la Mỹ. Trương Khắc tay nâng cặp vú chiếu nặng của Địch Đan Thanh, cứ như đang ước lượng nó nặng bao nhiêu, nhưng miệng thì bàn công việc hết sức nghiêm chỉnh, bọn họ đang lo chúng ta rút lui. Cẩm Hồ đầu tư quy mô nhỏ, chi phí sản xuất cao, năm nào cũng sẽ lỗ, nhưng nếu phát triển tới 40 triệu tấn một năm thì mất bao lâu? Lựa chọn tốt nhất là kết nối với hệ thống vận chuyển hiện có của Tây Úc, tiết kiệm chi phí xây dựng hệ thống vận chuyển khổng lồ, như thế mỏ quặng khai thác 10 triệu tấn có lãi với giá 26 đô la Mỹ một tấn rồi. Chỉ tiếc rằng hệ thống vận chuyển của Tây Úc bị hai công ty khai khoáng lớn cùng tài phiệt Mỹ, Nhật, Hàn khống chế nghiêm ngặt, bọn họ áp chế Cẩm Hồ còn chẳng kịp, làm gì đồng ý cho Cẩm Hồ kết nối với hệ thống vận chuyển của họ. Ngoài ra giá vận chuyển Viễn Dương từ Tây Úc tới Trung Quốc cũng chừng 3,6 đô la Mỹ một tấn quặng sắt, đầu tư mấy trăm triệu USD xây dựng một hải cảng nước sâu chuyên vận chuyển quặng sắt, riêng thu lợi cửa cảng trả lợi tức huy động vốn còn chẳng đủ, nói gì tới thu hồi vốn đầu tư. Cậu vẫn rất tự tin, Địch Đan Thanh muốn xoay người lại nói chuyện với Trương Khác, nhất thời quên mất hai người còn gắn liền với nhau, vừa mới xoay người liền cảm nhất được, khoái cảm dồn dập, mông hạ xuống, bị đâm sâu vào tận nhụy hoa. Cả tim cũng bủn rùn, cắn cánh môi ướt át đỏ mọng tránh phát ra tiếng kêu. Trương Khắc đối gối lên mép bồn tắm, Địch Đan Thanh vừa cử động, y cũng cực kỳ thích thú, nắn bầu vú của cô, ý bảo Địch Đan Thanh tiếp tục, Địch Đan Thanh tay vịn đầu gối của y, người nhấp nhô, mông nhổng lên chĩa vào mặt Trương Khắc, nước dập dềnh tràn ra ngoài. Thấy động tĩnh quá lớn, Địch Đan Thanh hơi xấu hổ, không nhấp mình nữa, chỉ lắc eo, được một lúc không chịu nữa, mệt quá, thích cùng cậu bàn chuyện công việc. Trương Khắc than vãn, ai, sao mình tìm được người cuồng công việc thế này? Cậu còn có mặt mũi mà oán trách à, nếu nữ nhân nào đều khao khát không biết thỏa mãn, chẳng phải cậu còn chẳng bị ép khô sao? Địch Đan Thanh gắt giọng. Ô cái chữ ép này rất chuẩn. Trương Khắc còn chưa kịp cười đắc ý đã bị Địch Đan Thanh nhéo cho kêu oai oái đầu hàng. Tắm rửa cực kỳ ướt át xong, Trương Khắc mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ, Địch Đan Thanh ôm chặt y từng phía sau, nhu mì dựa đầu vài vai y. Đừng nói bên ngoài ngay nội bộ Cẩm Hồ chắc cũng nghi ngờ việc đầu tư mở sắt ở Tây Úc phải không? Trương Khắc nhìn bầu trời đêm bên ngoài, hỏi. Cậu là vua của Cẩm Hồ, chỉ cần lòng tin của cậu kiên định, dù phía trước là núi đao biển lửa, chúng tôi cũng theo cậu xông về phía trước. Địch Đan Thanh ôn nhu nói. Lý do của em rất đơn giản, mục đích thành lập thương vụ Cẩm Hồ là lấy sức mạnh của vốn đi cân bằng phát triển của chuỗi sản nghiệp, bố cục sản nghiệp, không so đo được mất, phải lấy 10 năm để tính. Không thể suy nghĩ được mất trước mắt. Trương Khắc bình thản nói, chính vì sản nghiệp đang ở kỳ chạm đáy, chi phí tiến vào mới ở mức thấp nhất, cho dù là Mitsui luôn coi Cẩm Hồ như cái gai trong mắt lúc này nói không chừng mong việc đầu tư ở đây kéo sụp Cẩm Hồ, nếu đổi lại là lúc khác Mitsui đã liên tục ra tay ngáng chân chúng ta rồi. Hiện thị trường quặng sắt chẳng nhìn thấy dấu hiệu phục sinh, hai công ty khai thác sắt lớn tránh trượt giá thêm, đã áp sản lượng quặng sắt ở Tây Úc xuống. Khiến kinh tế Tây Úc hoàn toàn dựa vào khoáng nghiệp bị ảnh hưởng cực lớn. Tây Úc ngoài trừ Perth, các thành phố nhỏ khác đều thiếu cơ hội việc làm, tài chính địa phương ít ỏi, thanh niên ở suối Thánh Đản, Hendaland đều tới thành phố lớn tìm công việc. Đối với chính phủ địa phương mà nói, tăng cường thuế thu tài chính địa phương và đảm bảo công ăn việc làm, ngăn cản thành phố nhỏ đi xuống là nhiệm vụ hàng đầu, thậm chí vì việc mời gọi đầu tư mà chính phủ địa phương cạnh tranh ác liệt với nhau, nhà đầu tư thường có thêm nhiều lợi ích phụ trội. Mùa thu năm ngoái, Cẩm Hồ tuyên bố kế hoạch đầu tư khoáng nghiệp 1 tỷ đô la Mỹ, lập tức được phía Tây Úc hưởng ứng tích cực, nếu không làm sao có thể dễ dàng được thăm dò khu vực rộng gần 10 vạn km vuông như thế. Ngoài ra chính vì thị trường sắt thép ở thời kỳ chạm đáy, Cẩm Hồ mới không bị Rio Tinto, PSB Billiton kháng cự quyết liệt, có lẽ bọn họ càng kỳ vọng thị trường tiếp tục đi xuống cho Cẩm Hồ một bài học, không vội ngăn cản Cẩm Hồ tiến vào. Khấu trừ đi tài chính dự phòng cho các hạng mục khác, thương vụ Cẩm Hồ còn có hơn 500 triệu đô la Mỹ nữa. Trương Khắc khẽ gõ ngón tay lên cửa kính, thế là đủ dùng chừng nửa năm rồi. Địch Đan Thanh ôm chặt Trương Khắc hơn, rất nhiều người đang đợi xem trò hay đó, tôi kỳ vọng tương lai có thể tát một cái vào mặt chúng. Trương Khắc kéo Địch Đan Thanh về phía trước, ôm cô vào lòng, hãy tin vào em. Tiếp theo đó Trương Khắc khảo sát thực địa ở suối Thánh Khê, Hendaland tới 20 tháng 1 mới trở về Perth,
Tư liệu thăm dò đủ để Cẩm Hồ quyết định tiến hành khai thác quy mô lớn, công tác chuẩn bị tiền kỳ có kết quả làm người ta khá hài lòng. Trương Khác ở lại Perth 4 ngày, tới ngày 24, Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa tới Perth, đại biểu cho Cẩm Hồ chính thức ký hiệp nghị khai thác với chính phủ Tây Úc, đồng thời tuyên bố tăng thêm 600 triệu đầu tư thương vụ Cẩm Hồ Perth, khiến bên ngoài không còn suy đoán quyết tâm Cẩm Hồ đầu tư vào Perth nữa. Chương 1191, năm mới lắm thị phi. Hạ tuần tháng 1 Hokkaido băng tuyết mịt mù, thời gian này chỉ tá tú tàng về Nhật, Mitsui triệu tập các thành viên cao tầng tổ chư xê hội nghị giám đốc cao cấp mỗi năm một lần, chỉ tá tú tàng lấy thân phận người kế thừa gia tộc cùng phụ trách khu vực Trung Quốc tham gia hội nghị. Sau hội nghị, chỉ tá tú tàng đang ngâm mình trong suối nước nóng thì nghe được tin tức Cẩm Hồ chính thức đầu tư vào Tây Úc, hắn lập tức bò dậy, định đi tìm người của Tân Nhật Thiết, hỏi ý kiến của bọn họ về vấn đề này. Chỉ tá tú tàng tới phòng của Điền Trung Mẫn Chi, Tổng Giám đốc City trách nhiệm hữu hạn Tân Nhật Thiết, phát hiện lúc không chỉ có một mình hắn tới gặp ông ta, còn Khang Phu Thường vụ cao cấp của giấy Vương Tử, một thành viên của tham gia hội nghị giám đốc cao cấp nữa. Chỉ tá tú tàng thấy quen mắt, nhìn biển tên trước ngực mới biết là Đại Long Kỳ Phu bị triệu hồi về Nhật sau sự kiện mãi dâm ở Phú Xuân Các. Tân Nhật Thiết là một trong số xí nghiệp hạch tâm của Mitsui, là xí nghiệp sắt thép lớn nhất Nhật Bản, đứng thứ tư thế giới. Từ thập niên 70, Tân Nhật Thiết đã thẩm thấu vào sản nghiệp Trung Quốc, từ sắt thép Bảo Sơn, sắt thép Văn Chu là thấy rõ điều này. Sắt thép Liên Hợp Đông Hải cũng nhập kỹ thuật nguyên bộ từ Tân Nhật Thiết, quản lý kỹ thuật hạch tâm đều là do phía Tân Nhật Thiết phụ trách bồi dưỡng, tới năm 95 mở rộng công trình kỳ 2, làm hợp tác hai bên tới mức độ tình nồng thắm đượm. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, trước ngày kỳ hợp đồng, chính trong thời gian cuộc đàm phán quan trọng nhất. Đại Long Kỳ Phu dẫn thành viên đoàn đàm phán gây ra sự kiện mãi dâm ở Phú Xuân Các, khiến quan hệ hai bên rơi xuống đáy vực. Dưới sự chủ trì của Từ Học Bình, thái độ của chính phủ Đông Hải trở nên cứng rắn, lật nhào thành quả đàm phán trước đó. Tân Nhật Thiết cuối cùng phải gọi toàn bộ thành viên tổ đàm phán về, dùng chính sách cho vay vốn đồng yên lãi suất thấp để cuộc đàm phán tiến hành thuận lợi, công trình kỳ 2 tiến hành đúng kế hoạch, nhưng chính phủ Đông Hải bắt đầu nỗ lực tiêu trừ ảnh hưởng của Tân Nhật Thiết. Điều này tiếp nối từ Từ Học Bình tới Lý Viễn Hồ, cho tới nay Cẩm Hồ liên hợp với sắt thép Đông Hải xây dựng cơ sở sắt thép ở Tân Đình đã hoàn toàn không thấy sức ảnh hưởng của Tân Nhật Thiết nữa. Từ góc độ bố cục sản nghiệp mà nói, quyết định này của Cẩm Hồ có thể xem như là bước đi trọng yếu nhất của Cẩm Hồ. Điền Trung Mẫn Chi thích trà đạo, mặc trang phục truyền thống của Nhật, rót trà cho chỉ tá tú tàng, hiện giờ nghi vấn duy nhất là con rắn nhỏ Cẩm Hồ có nuốt chửng được con voi như thế không? Chỉ tá tú tàng mặt lộ vẻ lo lắng. Cho dù Cẩm Hồ đầu tư vào Tây Úc mỗi năm có thiệt hại 100 triệu đô la Mỹ, Cẩm Hồ cũng có thể bù đắp lại tổn thất này ở mắt xích khác trong sản nghiệp. Cẩm Hồ đã có vóc dáng của tập đoàn tài chính rồi, đáng tiếc hắn vẫn chưa được nắm đại quyền ở Mitsui, nếu không tuyệt đối không ngồi nhìn Cẩm Hồ tự sinh tự diệt như Điền Trung Mẫn Chi. Đại Long Kỳ Phu sớm đã nhận ra trong tài liệu của thương vụ Cẩm Hồ, Diệp Kiến Bân chính là một trong số những người ở hiện trường sự kiện mãi dâm Phú Xuân Các, theo chỉ tá tú tàng ra khỏi phòng. Gọi y lại, chào ngài chỉ tá, tôi là Đại Long Kỳ Phu của Tân Nhật Thiết. Chỉ tá tú tàng nghi hoặc gật đầu, anh tìm tôi có việc gì? Sự kiện mãi dâm Phú Xuân Các chẳng hay ho gì, nhưng Đại Long Kỳ Phu vẫn kể ra. Tôi còn nhớ khi đó Diệp Kiến Bân của thương vụ Cẩm Hồ cũng có mặt, chuyện có vẻ không phải trùng hợp như vẻ bề ngoài. Anh nói từ năm 95 bọn chúng đã có kế hoạch to lớn này. Chỉ tá tú tàng hỏi, có khả năng đó. Suy yếu sức ảnh hưởng của Tân Nhật Thiết tại sắt thép Đông Hải chẳng lẽ không phải bước đầu tiên thực hiện kế hoạch này sao? Ồ, chỉ tá tú tàng hoang mang, theo tin tức tình báo thu thập được, Trương Khác là kẻ chủ đạo Cẩm Hồ, nhưng nếu 5 năm trước đã có kế hoạch tỉ mỉ như thế, lúc đó Trương Khác không có khả năng là kẻ chủ đạo, vì khi đó Cẩm Hồ không là cái gì cả, dù Trương Khác khi đó thể hiện được thiên phú thương nghiệp cũng chẳng thuyết phục được người khác y có thực lực thực thi kế hoạch này, rốt cuộc là sao đây? Ai là kẻ thực sự chủ đạo việc này? Hắn thấy ngày càng đau đầu. Vệ Lan ở lại Perth ăn Tết với Địch Đan Thanh, sau Tết đợi những người nghỉ phép khác về Perth cô mới về nước. Rời Perth, ở lại Hong Kong một ngày, đám Trương Khác về nước trước Tết ông Táo. Người Trung Quốc vẫn quen coi Tết âm lịch là bắt đầu một năm, rất coi trọng ngày lễ trước sau Tết, chỉ sợ sau Tết chẳng có thời gian, người cũng lười động đậy. Đường Thanh, Trần Phi Dung và ba tiểu nha đầu về Hải Châu về Kim Sơn trước. Trương Khác thì tới Bắc Kinh 2 ngày bái phỏng hết những người cần bái phỏng, sau đó về kiến nghiệp một đêm. Bà nội Trương Khác không muốn rời quê tới Tân Vũ ăn Tết, Trương Khác về Hải Châu một chuyến, y nhớ Hứa Tư, muốn gặp cô trước Tết,
sau đó cùng Tạ Vãn Tình, chỉ đồng tới Kim Sơn. Kim Sơn rất náo nhiệt, có cả nhà Đường Học Khiêm, vợ chồng Trương Dịch và vợ chồng Hứa Thụy Bình. Trương Khác ở Kim Sơn hai ngày giao thừa mới chia tay Đường Thanh tới Tân Vu. Từ Kim Sơn tới Kiến Nghiệp, rồi từ Kiến Nghiệp tới Tân Vu đã toàn là đường cao tốc rồi, đến Kiến Nghiệp, Trương Khác dứt khoát bắt Phó Tuấn và các vệ sĩ về Hải Châu ăn Tết, tự y lái xe tới Tân Vu. Trời có chút âm u, trông có vẻ như tuyết sắp rơi, buổi chiều giao thừa, xe trên đường rất ít, tới địa phận huyện Đông Dương Tân Vu, tuyết lất phất rơi xuống. Nhìn tuyết rơi, làm người ta thấy hưng phấn, chẳng biết đã bao nhiêu mùa đông Tân Vu không có tuyết rồi, Tân Vu xưa nay ấm áp, Trương Khác hoài nghi đã bao giờ Tân Vu có tuyết rơi chưa, nhìn thế tuyết chắc phải kéo dài một ngày, sáng sớm mai tỉnh giấc, nhìn thế giới bao phủ trong tuyết trắng, chắc người Tân Vu sẽ cảm thấy rất mới mẻ. Trần Ninh nhìn thế giới màu trắng đó liệu có cao hứng thét lên hưng phấn không? Lúc này người ta hoặc đã về nhà, hoặc ở nơi khác ăn Tết, chẳng mấy ai trên đường, nhận được điện thoại của mẹ nói cha y ăn cơm chưa xong đi thị sát mất rồi, truyền thống trong nước là thế, lãnh đạo không có quyền nghỉ ngơi. Vừa cúp điện thoại để lên bảng điều khiển, nhìn thấy phía trước có hai người xách ba lô đi bộ sát hàng rào đường cao tốc, Trương Khác giảm tốc độ, nhìn thấy một đôi nam nữ. Sao hai người lại đi bộ trên đường cao tốc? Trương Khác hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh thốc vào, thấy nam nhân không phải đang vác bao lô mà là một đứa bé không nhỏ bọc trong chăn, hai tay còn xách túi ra sờn hết cả, người nữ khoác một cái bao vải nhét căng phồng toàn đồ, khóa hỏng rồi, dùng chỉ khâu lại, lộ ra y phục cũ mới lẫn lộn bên trong. Hai người bọn họ y phục nhắn nhúm như là dân công về nhà, thầm nghĩ có nghèo đến mấy đâu tới mức phải đi bộ trên đường cao tốc. Hai người kia không ngờ có xe dừng lại vì bọn họ, họ bị lạnh quá rồi. Nói chuyện không lưu loát nữa, nam nhân chùi nước mũi lên đùi, chắc bọn họ không ngờ Tân Vu được Thiên Vân Sơn che chắn mà còn lạnh như thế, quần áo khá mỏng manh. Nữ nhân đứng ra nói, trước đó chúng tôi ngồi xe, còn tôi nôn dữ quá, không biết ăn phải thứ gì, mùi hơi khó ngửi, lại còn sốt cao, xe có điều hòa không thể mở cửa sổ, bọn họ nói con tôi bị bệnh truyền nhiễm, liền đuổi xuống xe. Vẻ mặt cực kỳ phẫn hận. Nam nhân lúc này mới tiếp lời, không phải bệnh truyền nhiễm thật mà. Trước khi lên xe nó sốt nhẹ, uống thuốc xong đã đỡ hơn rồi, chỉ vì hơi say xe nên mới sốt lại. Mắt hắn tha thiết nhìn Trương Khác, mong y cho đi nhờ. Sao có thể nói con tôi bị bệnh truyền nhiễm chứ? Sau này có chết cũng không ngồi xe có điều hòa nữa. Nữ nhân oán giận nói, bọn chúng coi thường người ta. Xe khách thường từ Kiến Nghiệp tới Tân Vu mùa Tết chỉ có giá 18 đồng, xe sang cần 60 đồng, công nhân ra ngoài làm việc đều tiếc tiền không ngồi xe sang. Chẳng biết hai vợ chồng này có phải xuất phát từ Kiến Nghiệp không? Trương Khác khẽ thở dài, thấy vai nam nhân bẩn thỉu, chắc là đứa con nôn lên, hỏi, hai người đi đâu? Nhoài người ra sau mở cửa cho họ. Chương 1192, năm mới lắm thị phi 2. Nhìn Trương Khác mở cửa xe, nam nhân kích động môi run rẩy, giao thừa tuyết lớn, đi bộ 50 km trên đường cao tốc không phải chuyện con người chịu đựng được, hắn cúi người định cởi đứa con bị buộc chặt đưa vào xe. Vợ hắn ở bên kéo một cái, nói nhỏ, tiếp nhiếp nôn ra xe thì anh có đền được không? Gió bắc thổi mạnh, nữ nhân tuy nói nhỏ, Trương Khác vẫn nghe rõ ràng, cười thân thiện, nôn ra xe thì kiếm chỗ rửa là xong, sao bắt hai người đền được? Vâng, nam nhân hớn hở cùng vợ cởi con ra nhẹ nhàng đặt lên xe. Vừa mới cử động, đứa bé không chịu nổi lại nôn ọe, đại khái là trước đó nôn hết mất rồi, chỉ có thứ nước màu vàng phun ra ghế bằng da thật đắt tiền. Mùi rất nồng, đứa bé này buổi chưa có ăn tỏi. Không ngờ nôn thật, nam nhân đưa tay sờ lớp da mềm, hơi sợ, bãi nôn trông rất rõ. Nữ nhân oán trách, bảo anh rồi mà, chỉ còn lại 30 km, đi bộ có chết được không? Trương Khác thấy dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của bọn họ, lấy từ ngăn kéo một chiếc khăn đưa cho nam nhân, nôn thì cũng nôn rồi, anh lau đi, đợi xuống xe hai người rửa giúp tôi là được. Lúc này mới nhìn đứa bé bọc trong chăn, chừng 8 tuổi. Sốt tới mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ, liền đưa tay ra sờ thử, giật mình nói, đứa bé sốt quá, tôi đưa hai người vào bệnh viện khám cho nó đã. Cách Tân Vu rất gần rồi, chỉ hơn 30 km, trên xe nói chuyện với hai vợ chồng họ một lúc đã xuống đường cao tốc, đôi vợ chồng này người Tân Huyệt, tới Kiến Nghiệp làm công, người ra trong nhà sức khỏe không tốt, bọn họ vất vả đem con gái theo bên người, tới Kiến Nghiệp làm việc, hy vọng năm sau lập trường học con cháu nông dân có thể vào học, thế là bớt một phần lo. Vào thành phố Trương Khác đưa hai vợ chồng họ và đứa bé tới bệnh viện nhân dân. Cô bé vốn hơi sốt, ngồi xe lại bị say xe, lúc đuổi xuống xe bị nhiễm lạnh,
cô bé sốt hơn 40 độ, lập tức được châm cứu truyền dịch. Tới Tân Vu là tốt rồi, đợi tiểu nhiếp truyền dịch xong, chúng tôi tự ngồi xe về Tân Huyện, không dám làm lỡ thời gian của cậu nữa. Nam nhân có chút bất an bảo Trương Khác đi trước. Di động vang lên, Trương Khác thấy số điện thoại trong nhà, biết muộn như thế mình chưa về làm mẹ lo rồi, cô bé phải truyền dịch một thời gian nữa, liền nhận điện thoại lái xe về. Tuyết rơi trời âm u, hơn 3 giờ chiều mà như chập tối vậy, chưa lái xe tới khu tập thể thường ủy đã thấy một đội xe dài đỗ bên lề đường, rất đông người bị chặn ở cổng, không biết xảy ra chuyện gì, Trương Khác ấn còi mở cửa, thấy cảnh vệ nhìn mình rất xa lạ, xe y lại không có giấy thông hành, thò đầu ra nói, ba tôi là thị trường. Mấy ngày qua số kẻ giả mạo con trai thị trường, bí thư thành ủy không phải mỗi mình cậu đâu. Cảnh vệ nhếch miệng cười, đưa tay chặn đầu xe không cho Trương Khác đi vào. Muốn vào chúc Tết ai thì chúng tôi không cản, có điều tình hình năm nay hơi đặc biệt, không phải xe của khu không được vào, mang theo đồ không được vào, đó là mệnh lệnh của ba lão đại, cậu đừng làm khó chúng tôi. Trương Khác vỗ đầu, mình mà còn cần giả mạo con trai người khác sao, cầm di động định bảo mẹ ra đón thì thấy Cố Hiểu Mai từ trong đi ra, liền gọi, chủ nhiệm Cố. Cố Hiểu Mai đi ra chính là để đón y, nói với cảnh vệ, đây là con trai thị trưởng. Rồi quay sang Trương Khác. Sao lại đổi xe rồi? Bà còn nhớ lần trước Trương Khác đi xe Mercedes, lần này đi Porsche. Trương Khác thì chẳng nhớ lần trước mình về Tân Vu lái xe gì, thấy cảnh vệ vẻ mặt khẩn trương kính lễ với mình, cười nói, có chủ nhiệm Cố làm chứng, tin tôi không phải là đồ giả mạo rồi chứ. Chủ nhiệm Cố đi đâu thế? Vu Trúc còn đang ở nhà cậu đấy, tôi lo cảnh vệ không cho cậu vào nên ra đón. Trương Khác đoán chắc cả nhà Cố Hiểu Mai tới chúc Tết. Không biết có xách theo một đống quà bị chặn ở cổng không, bảo bà ta lên xe, từ cổng vào nhà y còn cách một quãng đường nữa, Cố Hiểu Mai lên xe, ngửi thấy mùi lạ, nhưng không tiện hỏi. Về nhà còn đi đâu thế? Lương Cách Chân đứng ở cửa giơ đồng hồ cho Trương Khác xem, tranh thời gian con nói một tiếng rồi đấy. Nhìn Vu Vệ và Vu Trúc từ phòng khách đi ra, Trương Khác chẳng muốn giải thích, con lỡ chuyện trên đường, có người nôn ra xe, con lấy nước rửa đã, đợi khô rồi khó hết mùi lắm, ba con đâu? Thím vệ đã về chưa ạ? Mẹ vừa bảo lái xe đưa thím vệ về, ba con một lúc nữa mới về được. Lương Cách Chân đi tới mở cửa xe, bị mùi bên trong làm bịt mũi lại, sao lại có người nôn lên xe con? Trương Khác đùa, mẹ nói nhiều quá, con vừa về đã thẩm vấn rồi. À, giờ chê mẹ lắm mồm à. Lương Cách Chân bợp gáy con, quanh năm suốt tháng không thấy về nhà được mấy lần, như gia súc vậy, nuôi mãi không quen nhà. Tôi đi lấy nước. Cố Hiểu Mai đoán Trương Khác không muốn để bọn họ biết, bà ta sớm đoán ra Trương Khác tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, bất kể nói thế nào, xe con trai thị trưởng bị bẩn, bà phải tích cực rửa giúp. Không cần, Trương Khác ngăn cản, mọi người là khách, đâu có lý để khách giúp, mọi người cứ vào nhà đi, tôi phải rửa xe, không tiếp được. Cố Hiểu Mai đương nhiên hiểu ý cự tuyệt xa cách của Trương Khác, bà ta dẫn chồng con tới, chứ chúc Tết, nghĩ Vu Trúc cũng học đỡ ết Đông Hải, nên chính thức giới thiệu bọn họ. Không ngờ Trương Khác lãnh đạm như thế. Nhìn Trương Khác đi vào, Cố Hiểu Mai cười với Lương Cách Chân, thị trưởng xưa nay đều đi làm đúng giờ nhưng lại chẳng về đúng giờ, chúng tôi không đợi nữa, sáng mai tôi còn phải cùng Tiểu Thành theo thị trưởng xuống nông thôn, lúc đó sẽ chúc Tết thị trưởng. Rồi cáo từ về. Anh đã bảo mà, em xem nhiệt tình làm gì cho người ta ghét. Vu Vệ trách vợ. Tên này ở trường cũng không thèm để ý tới người khác. Vu Trúc tất nhiên không thích thái độ lãnh đạm của Trương Khác. Hai tay đút túi, nói, con mẹ làm gì có tư cách kết bạn với người ta. Được rồi, hai cha con sao thành lắm mồm như thế, coi nhà ta đi tản bộ không được à. Cố Hiểu Mai cười, một số suy đoán tầm quá rộng, liên quan quá sâu, sợ con còn nhỏ không biết giữ mồm, nên không nói, chồng thì lại không quan tâm mấy chuyện này nên gạt đi. Cấp bậc Cố Hiểu Mai chưa đủ có xe riêng, năm hết Tết đến không tiện sai bảo ban xe hơi, cả nhà đi bộ về khu Tân Áp, may mà Tân Vu không rộng. Chỉ đi mất chưa tới nửa tiếng, hiếm khi trời có tuyết, lại hiếm khi cả nhà nhàn nhã đi với nhau như vậy. Cố Hiểu Mai huých vai con trai, trêu, hay là hẹn Trần Ninh ra đi dạo. Lúc này chẳng biết Tiểu Tinh và bạn ấy giở trò điên khùng ở đâu. Vu Trúc cười, hay mẹ gọi điện về hỏi xem. Cố Hiểu Mai lấy di động gọi về, con gái bà đang ở nhà Trần Dục, nghe nói bọn họ đang tản bộ trong tuyết, Vu Tinh liền ỏm tỏi muốn cùng Trần Ninh ra đón. Lúc tới đường Thành Sơn, nhìn thấy xe Trương Khác từ phía sau vọt lên, người trên đường không nhiều, Cố Hiểu Mai tin rằng Trương Khác dễ dàng nhìn thấy ba người bọn họ,
chỉ là chiếc Porsche đi qua không giảm tốc độ, tới đầu đường có mấy người dắt xe đạp mới giảm tốc độ, có người dắt xe đạp đứng lại, cả nhà Cố Hiểu Mai từ xa đều nhìn thấy. Đó là một người trung niên hơn 40, mặc áo len dày, đầu xe đạp treo hai bình rượu, vừa rồi đèn xe cũng không thấy hắn ta đi, khi chiếc Porsche giảm tốc độ để rẽ, chiếc xe đạp đột nhiên ngã sang một bên, làm bình rượu vỡ nát. Cố Hiểu Mai nghi hoặc không biết có phải mình hoa mắt không, chiếc Porsche lúc rẽ có chạm vào người kia đâu, sao xe đạp lại đổ. Chương 1193, anh ấy là Trương Khắc một. Trương Khắc nhận ra có người ngã ở đuôi xe, dừng xe lại thò đầu ra nhìn, người kia ngồi bệt xuống đất chu chéo, cậu lái xe không có mắt hả, xô phải tôi rồi đấy. Cố Hiểu Mai hoài nghi không biết có phải Trương Khắc gặp kẻ lừa đảo hay không, bất kể thế nào gặp phải chuyện này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vội cùng chồng con chạy tới xem người kia có ngã thật không. Trương khá lo cho đôi vợ chồng ở bệnh viện, lúc này xe khách về nông thôn đã hết chuyến, trên đường chẳng đào đâu ra taxi, đợi cô bé chuyển dịch xong, e không có xe về nhà, làm việc tốt thì làm tới cùng, định lái xe tới đưa bọn họ về Tân Huyện. Trương Khắc nhìn thấy cả nhà Cố Hiểu Mai đi bộ trong tuyết, nhưng không muốn chào hỏi, không ngờ khi dễ có người bị ngã, liền xuống xe hỏi, anh có sao không? Còn hỏi có sao không à? Sao phải người ta còn hỏi có sao không? Người trung niên bò tới tóm lấy ống quần Trương Khắc. Trương Khắc lúc quay đầu lại nhìn thì thấy người này chỉ có chút mông chạm đất, biết hắn ta không sao, nhìn lại đuôi xe thì thấy không có vết va chạm, nhíu mày lại. Cố Hiểu Mai thấy người kia tóm ống quần Trương Khắc, vội nói, này anh, thả người ta ra rồi hắn nói chứ, cậu ta đã dừng xe, đã xuống xe, đâu phải người xô phải người ta thì chạy mất. Thấy anh ngã cũng chẳng nặng lắm, Tết nhất rồi, muốn giải quyết thế nào? Trương Khắc đút tay vào túi lạnh nhạt hỏi. Tên trung niên kia lúc này mới buông Trương Khắc ra, chặn một chân trước bánh xe, chừng chừng nhìn Trương Khắc, muốn giải quyết thế nào à? Tôi vừa mua hai bình Vân Trì Thanh Hoa, chưa uống ngụm nào đã bị cậu xô vỡ rồi, cậu phải đền tiền cho tôi có hóa đơn đây, 800 đồng. Tôi lấy ra cậu xem, nếu không cậu mua bình rượu tương đương cũng được, tránh cậu nói tôi lừa tiền. Tôi tuy ngã không nặng, nhưng ai biết có xuất huyết trong không? Phải đền thêm 200 nữa. Nếu không cậu đưa tôi đến bệnh viện nhân dân chụp phim, không đền thì đợi cảnh sát giao thông tới xử lý. Trương Khắc hận không thể đạp cho hắn ta một phát, người mùi rượu chảy ra biết ngay là rượu rẻ tiền, cho lừa bịp này sao lừa được y, bọn chúng chuyên chọn xe biển số vùng ngoài, biết bọn họ không muốn dây dưa nên thường bỏ tiền cho yên chuyện. Trương Khắc nhận lấy tờ hóa đơn giả hắn ta đưa cho, đang định phát tác đẩy hắn ta ra đất, vạch trần cho hề này. Sau đó thông báo cho cục công an tới bắt để hắn ta được hưởng thụ năm mới đặc thù trong trại giam thì bên kia đường có người gọi Cố Hiểu Mai, mẹ, mẹ đang làm gì thế? Quay ngoắt lại, nhìn thấy Trần Ninh đang nghi hoặc nhìn mình, Trương Khắc chỉ muốn thoát thân cho nhanh, lấy ví rút một xấp tiền ném xuống đất, chỗ này đủ hai chai rượu, cũng đủ chụp phim rồi. Rồi không quay đầu lại, chui vào xe, y không thể thản nhiên đối diện với Trần Ninh như hai người xa lạ được. Nhìn chiếc xe giống xe Việt dã phóng vút đi. Tên lừa đảo bò dậy nhặt tiền, rồi cầm lấy cái hóa đơn giả dùng kiếm sống, phủi đít dựng xe đạp lên dựa vào lề đường, chẳng cần quan tâm người xung quanh chưa tản đi, hơn hở đếm sấp tiền, biết ngay đám lái xe sang vùng ngoài không dám dây dưa mà, còn đắc ý ngâm nga khúc hát. Có hai chiếc xe cảnh sát đi tới, tên lừa đảo vẫn không nghĩ liên quan gì tới mình, còn ghé đầu tới xem náo nhiệt, hỏi Cố Hiểu Mai, Tết nhất mà chuyện gì xảy ra thế? Trộm hay cướp vậy? Chẳng để các đồng chí công an an tâm ăn Tết à. Thấy xe cảnh sát đỗ bên đường, hắn hơi hoảng, nhưng không ý thức được vấn đề nghiêm trọng, nhìn mấy cảnh sát đi tới, vẫn không có ý định trốn đi. Thư ký trưởng Cố, tôi là Quý Bân của đội cảnh sát hình sự. Viên cảnh sát đi đầu đưa tay ra tự giới thiệu với Cố Hiểu Mai. Hả, mẹ báo cảnh sát, Vu Trúc hỏi nhỏ, hắn không nghĩ việc có gì to tát, mấy đồng đó với Trương Khắc là rác, nói thật hắn còn phản cảm với kiểu ném tiền xuống đất đó. Đội trưởng Quý giao thừa cũng phải trực à. Cố Hiểu Mai bắt tay Quý Bân, bà nghĩ có lẽ Trương Khắc có chuyện gấp phải đi, còn bà không thể mang thái độ thêm một việc không bằng bớt một việc. Chỉ tên lừa đảo, tôi hoài nghi hắn ta cho rượu xấu vào bình rượu Thanh Hoa Vân Trì, đứng trên đường đợi va chạm lừa đảo, hơn nữa rất có khả năng đã phạm tội nhiều lần. Chúng tôi là người dân thường có nghĩa vụ bảo vệ trị an xã hội, nên gọi điện tố giác. Chồng tôi làm việc trong nhà máy rượu, rượu tốt, rượu xấu, anh ấy ngửi một cái là biết. Các đồng chí cũng có thể lấy một ít về điều tra. Vu vệ cũng không tán đồng lắm với hành động của vợ, tên nhà nội đó đâu thèm để ý tới nhà bọn họ, cần gì tích cực lấy lòng y,
mất giá bản thân, nhưng lúc này chỉ có thể gật đầu đồng ý với lời của vợ. Quý Bân nghĩ Cố Hiểu Mai gặp phải kẻ lừa đảo mới đích thân dẫn đội tới, nghe bà ta nói vậy thì hơi khó hiểu, chẳng muốn thêm phiền phức mang bình vỡ về xét nghiệp, nhưng lời của Cố Hiểu Mai thì hắn không thể không để ý, chỉ tên lừa đảo, bắt hắn lại, chán sống yên ổn thì cho hắn vào nhà giam hưởng thụ vài ngày. Tên lừa đảo giờ muốn chuồn thì muộn rồi, bị hai cảnh sát một trái một phải kẹp cưng, còng tay ra đằng sau, tiền rơi hết xuống đất. Quý Bân biết đây là thành quả của tên lừa đảo, thấy bên cạnh không có xe cộ khác đỗ, nghĩ người bị lừa tiền đã đi mất, sai một cảnh sát nhặt lấy, bảo Cố Hiểu Mai, khổ chủ đã đi mất, chúng tôi chỉ có thể giam 2 ngày. Cố Hiểu Mai thấy Quý Bân không coi trọng lắm, thấy thế này chưa chắc đã ăn nói được với Trương Khác, người vừa bị lừa tiền là con trai thị trưởng Trương, các hay là đồng chí liên hệ với cậu ấy một chút. Có vài chuyện căn bản không cần phải sai bảo, chỉ cần Trương Khác nói với Trương Chi Hành một tiếng, Cố Hiểu Mai phải gánh trách nhiệm, kết quả xử lý không làm Trương Khác hài lòng thì ít nhất cũng phải làm Trương Chi Hành hài lòng, con trai thị trưởng còn bị lừa gạt, không biết trong mắt lãnh đạo thành ủy, chị An Tân Vu đã tồi tệ tới mức nào. Quý Bân há hốc mồm, muốn nói mà không nói lên lời, quay lại quát đám cấp dưới lên xe rồi ngồi sưởi ấm trên đó không muốn xuống nữa, xuống hết xe cho tôi, nhanh lên, lập tức lấy vật chứng bảo vệ hiện trường, dám làm ăn qua loa, cẩn thận tôi lột ra. Nhìn đám cấp dưới vội vàng đi xuống nhặt hết mảnh vỡ cùng cả xe đạp làm vật chứng, quay sang nói với Cố Hiểu Mai, chuyện này thường xuyên xảy ra ở Tân Vu, chỉ là tìm chứng cứ không dễ, khổ chủ đa phần nhận xui xẻo bỏ tiền cho xong, không tích cực tố cáo, cục công an chiếu cố không xuể. Chúng tôi nhất định điều tra rõ ràng, báo cáo cho thư ký trưởng Cố, thị trưởng Trương. Bất kể chuyện này có truyền tới tai Trương Khác hay không, nhưng không ngờ để tên ma đầu đó chịu ủy khuất, Quý Bân sợ tới toát mồ hôi lạnh. Bị vụ án cha con La Quy Nguyên liên lụy, 4 cục trưởng phó cục trưởng công an thành phố có 3 vào tù, một dưỡng lão sớm, cán bộ bộ trung tầng đổi sạch sẽ, mà khi đó Trương Chi Hành còn là phó thị trưởng, chẳng phải là thường ủy. Các đồng chí công tác vất vả rồi, Cố Hiểu Mai chẳng cần dọa hắn thêm, nói lời cần phải nói, trước mặt chúng tôi, thị trưởng Trương thường khẳng định công tác của cục công an, các đồng chí cứ điều tra đi, đợi có kết quả tôi sẽ báo cho thị trưởng Trương. Có cần tôi hiệp trợ cục lấy lời khai không? 30 Tết, Quý Bân đương nhiên không thể để phó thư ký trưởng chính phủ theo bọn họ về cục công an lấy lời khai được, nếu tiện, thư ký trưởng tìm chỗ, tôi phái anh em đến lấy lời khai là được. Được hưởng thụ đặc quyền là một cám dỗ, với lại ai muốn tới công an tới nhà lúc này. Cố Hiểu Mai nói, phía trước là đồn công an Tân Áp, chúng ta tới đó nhé. Chuyện cũng đơn giản. Chương 1194, anh ấy là Trương Khác 2. Cố Hiểu Mai không biết số di động của Trương Khác. Chuyện này tạm thời không nên kinh động tới Trương Chỉ Hành thì hơn, Trương Khác lái xe hướng đó, là chiếc Việt Dã Porsche. Porsche có xe Việt Dã à? Quý Bân nghi hoặc hỏi. Cố Hiểu Mai giang tay, bà ta nghe Thành Dư Đông kể, gara chung cư thanh niên không khác gì triển lãm xe hơi, bà ta biết nửa vời, ngay xe lương cách chân lái ở Tân Vu cũng chưa nghe qua, Trương Khác ít ở Tân Vu, tôi không có cách liên hệ, hay là tôi gọi cho chủ nhiệm lương? Không sao, biết xe là tốt rồi. Cả Tân Vu có nổi mấy chiếc Porsche. Quý Bân biết phía trước có cảnh sát giao thông trực ban, không thể không chú ý tới một chiếc Porsche xa hoa, tôi đi tìm cậu ấy là được. Cố Hiểu Mai tới đồn công an viết lời khai, còn mời hai người đi đường khác làm nhân chứng. Chuyện rất đơn giản, phần còn lại tất nhiên tự có người xử lý, Cố Hiểu Mai từ đồn công an ra thì thuyết vẫn chưa ngừng, Phu Tinh ở đồn công an không dám nói gì, lúc này Phùng Má phàn nàn không ngớt, mẹ cũng thật là, sao không nói sớm. Thì ra anh ấy là Trương Khác. Mọi người tới nhà anh ấy, sao bỏ con lại? Cố Hiểu Mai bẹo má con gái, trêu, trông như cô bé béo vậy, chẳng đẹp chút nào. Không được chuyển đề tài. Phu Tình chống nạnh, rất đau khổ vì bỏ lỡ cơ hội được gặp Trương Khác, mẹ cố ý bỏ con ở nhà. Tới cổng tiểu khu, thấy vợ chồng Trần Dục đi ra, Cố Hiểu Mai hỏi, đi đâu đấy? Mãi không thấy mọi người về, còn tưởng bị bắt cóc rồi, mọi người đi dạo ở đâu thế? Cố Hiểu Mai nhìn thấy rất nhiều người trong tiểu khu hiếu kỳ ra ngoài xem đợt tuyết hiếm có ở Tân Vu, có lẽ họ đã đem chuyện vừa rồi kể cho vợ chồng Trần Dục nghe, vợ Trần Dục chép miệng, thái độ đội cảnh sát hình sự trước sau thay đổi lớn quá nhỉ. Thái độ trước đó gọi là nhân lực cảnh sát thiếu hụt, chỉ có thể quan tâm tới những vụ án có ảnh hưởng ác liệt, loại chuyện nhỏ nhặt này ai gặp phải chỉ có thể nhận là mình xui xẻo. Trần Dục cười giễu cợt, nhưng người gặp phải là công tử thị trưởng thì nó là vụ án có ảnh hưởng, tính chất ác liệt rồi. Cục công an không coi trọng sao được.
Phu vệ cảm khái, người có quyền có thế ở xã hội này luôn được chiếu cố chu đáo. Thôi đi ạ, Trần Dục đẩy Vu Vệ, nhà anh biến thành tiểu dân không quyền không thế bao giờ vậy? Anh không có lập trường nói câu này. Vu Vệ chỉ cười, đấu khẩu với Trần Dục mấy chục năm rồi mà không đấu lại, ông ta đúng là không có lập trường mà cảm khái, 3 triệu người dân Tân Vu có được mấy cán bộ cấp chính sử. Vợ ông ta vừa được thăng lên cấp chính sử. Cố Hiểu Mai bĩu môi, đây dù sao đây cũng coi như việc tốt, coi hai người các anh đứng đầy oán giận kìa, có bản lĩnh thì các anh đem bắt hết loại lừa gạt ấy đi. Ý, Trần Dục nghi hoặc nhìn Cố Hiểu Mai, trước kia ai có ý kiến với vị nha nội này nhiều nhất ấy nhỉ? Sao nghe giọng điệu cô như là đang bảo vệ cậu ta vậy, làm nương sai cho thị trưởng đại nhân chưa tới một năm đã bị hủ hóa rồi à? Nói ba lăng nhăng cái gì thế? Cố Hiểu Mai cười mắng, tôi không thể nói một câu công bằng được à? Đúng thế, mọi người thành kiến với anh ấy. Phu Tinh bất bình nói. Xem kìa, con bé nhà anh chị đúng là sinh ra để con trai hư lừa. Trần Dục ấn đầu Vu Tinh xoay sang phía khác, nói với Cố Hiểu Mai, đừng để Tiểu Tinh quen biết thằng đó, đây còn chưa quen mà đã thế rồi đấy, nếu quen rồi, nói không chừng bị người ta bán còn đếm tiền giúp. Cháu mà đẹp như chị Trần Ninh thì không cần anh ấy lừa, cháu sẽ đi quyến rũ anh ấy. Vu Tinh hùng hổ tuyên bố làm mọi người cười rộ lên. Vợ Trần Dục cười ôm lấy vai Vu Tinh, cháu yên tâm, con gái càng lớn sẽ càng xinh đẹp, nhìn mắt cháu, lớn lên nhất định là một đại mỹ nhân. Tiểu Ninh bằng tuổi cháu tóc hoe hoe, gầy gò, mặt vàng vọt, đến gì còn nghi ngờ không biết có phải nó do gì sinh ra hay không. Thấy con gái có vẻ trầm tư, liền đẩy một cái, sao trông con như mất hồn thế. Cố Hiểu Mai lúc này mới chú ý Trần Ninh thi thoảng lại quay đầu nhìn, không tham gia nói chuyện, sao thế, có phải người không khỏe không? Không ạ, Trần Ninh nhoẻn miệng cười, chỉ là trước đó không biết Trương Khác mà mọi người nói lại là anh ấy, cháu và Vu Trúc đã gặp từ rất lâu rồi. Vu Trúc chắc là biết từ trước, nhưng không nói với cháu. Ngẹo đầu sang hỏi Vu Trúc, mình nói đúng không? Vu Trúc đâu biết nói dối. Bị đôi mắt trong veo của Trần Ninh nhìn một cái mặt đã đỏ lên, lắp ba lắp bắp, mình nghĩ có nói hay không cũng không sao. Các con gặp thằng đó ở trường thì có gì mà lạ? Trần Dục thắc mắc. Còn sớm hơn nữa kia, Trần Ninh hé môi cười, giọng êm dịu, kỳ nghỉ hè cao trung năm thứ nhất con và Vu Trúc đã gặp anh ấy rồi, khi đó anh ấy rất oai phong. Sao có thể được, Trần Dục ngạc nhiên. Hình như có thể đấy. Cố Hiểu Mai gật gù, kỳ nghỉ hè Vu Trúc, Tiểu Ninh cao trung thứ nhất là năm 96, mùa hè đó thị trưởng Trương vừa tới Tân Vu, anh còn nhớ đốm lửa gây ra vụ án La Quy Nguyên là ai không? À, cô nói cái chuyện thằng đó và con trai La Quy Nguyên tranh giành nha đầu khi ấy còn là phục vụ nhà chiêu đãi chứ gì. Trần Dục gãi đầu, đúng là có khả năng ấy, lúc đó chúng tôi vừa mới chuyển vào tiểu khu, vệ gia thì ở đó. Thằng đó đưa nha đầu vệ ra về, có khả năng gặp Tiểu Ninh và Vu Trúc. Chị Trần Ninh, chị mau nói xem chị gặp Trương Khác thế nào. Phu Tinh chẳng hề muốn nghe mẹ và chú Trần suy đoán, cô bé nghĩ thế nào Trần Ninh gặp Trương Khác cũng lãng mạn hơn bọn họ nói. Chị cũng chẳng hiểu ra sao. Trần Ninh mơ màng hồi tưởng lại buổi chiều mưa hôm đó, hôm ấy chị và Vu Trúc đi về tiểu khu, cửa tiểu khu bị một đám người bao vây, hình như xã hội đen tụ họp vậy, chị bị tuột quai dép, bảo Vu Trúc buộc hộ. Tên đại ngốc Vu Trúc, xấu hổ trước mặt người khác, không biết nghĩ xem, chị cầm ô thì làm sao mà cúi xuống buộc dép được. Vu Trúc dứt khoát không chịu, rồi đột nhiên anh ấy bước ra, đi dưới mưa mà không có gì che hết, đám xã hội đen kia hình như rất sợ anh ấy, ra sức lùi về phía sau, anh ấy như tên ngốc ngồi xuống buộc dẹp cho chị xấu hổ chết đi được, anh ấy còn nói một câu. Câu gì? Vu Tinh nhìn Trần Ninh không chớp mắt, hỏi vội. Anh ấy nói với tên ngốc Vu Trúc, trời mưa. Cô ấy cầm ô, lại mặc váy không tiện cúi xuống buộc dép, cậu nên giúp cô ấy mới đúng. Trần Ninh thuật lại câu nói của Trương Khác 3 năm trước không sai một chữ, câu nói ấy in sâu vào trí óc cô giống như vừa nghe hôm qua. Á, chịu không nổi, chịu không nổi. Phu Tinh khoa trương ré lên, chua chết đi được, sao em không gặp được chuyện này. Chịu không nổi, ghen tị quá đi, không muốn nghe nữa. Còn bịt chặt tai lại. Con bé này điên quá đi mất. Cố Hiểu Mai cười gạt tay con gái ra, thầm nghĩ hành động đó đúng là của một công tử phong lưu như Trương Khác. Sao bạn nhớ rõ thế? Vu Trúc nghi ngờ nhìn Trần Ninh. Trần Ninh thoáng đỏ mặt, trừng mắt lên nhìn lại, trí nhớ mình tốt, còn bạn xấu hổ nên cố quên đi chứ gì. Vu Trúc im ri cúi đầu xuống. Còn cả sự kiện hộp đêm hoàng hậu nữa phải không?
Trần Dục có ý nghĩ tương tự như Cố Hiểu Mai nên không quá để ý tới sự kiện Trương Khác buộc dẹp cho con mình, đột nhiên hỏi Cố Hiểu Mai, cảm thấy chuyện này có liên quan tới sự kiện đó. Hộp đêm hoàng hậu thì sao ạ? Có liên quan gì tới anh ấy? Phu Tình tò mò hỏi. Chương 1195, cú điện thoại chúc Tết đặc thù 1. Trẻ con đừng hỏi lung tung, Trần Dục cười lảng đi. Biết ngay là anh biết mà, vợ Trần Dùng lườm chồng, em cũng rất muốn biết làm sao anh lại biết đấy, có phải đã vào đó phong lưu khoái hoạt rồi không? Thì anh cũng nghe đồn thôi mà, Trần Dục cười hì hì ứng phó với chất vấn của vợ, cái nơi chém người không thấy máu đó tới một lần thì nhà ta uống gió trừ cơm cả tháng. Mùa hè đó, cái thằng ấy chỉ biết sinh sự thị phi ở Tân Vu, nghe nói nó đánh con trai Bân lão đại một trận trước cửa tiểu khu nhà mình. Bân lão đại còn phải xin lỗi nó, cuối cùng nó không vừa ý còn lật tung hộp đêm hoàng hậu lên. Cố Hiểu Mai thân với mẹ Vệ Lan, biết con trai Bân lão đại lái xe va phải thím Vệ không chịu xin lỗi, về sau gây ra nhiều chuyện lớn như thế, có vẻ giống Trương Khác cố ý sinh sự thị phi, rồi vụ án La Quy Nguyên, Bân lão đại bỏ công rất lớn, nói vậy đây là một âm mưu giàn xếp tinh vi. Chỉ là chuyện này liên quan quá lớn, Cố Hiểu Mai không thể nói bừa như đám Trần Dục. Phu Tinh không thích nghe Trần Dục dùng giọng điệu khinh bỉ nói về Bạch Mã hoàng tử của mình, bám lấy Trần Ninh, về sau thế nào chị nói đi, anh em là cái loại vô dụng, ngay cả buộc dép cho con gái cũng không dám, nếu chị tìm bạn trai phải tìm người như Trương Khác. Đừng nói lung tung, Trần Ninh ngượng ngùng nói, anh ấy tự nhiên buộc dép cho chị rồi đi mất, trước ngày hôm nay chị không biết anh ấy là ai, có lần chị nhìn thấy anh ấy trước cổng trường, có điều anh ấy ngồi trong xe. Hôm nay cũng nhìn thấy, anh ấy không nhận ra chị và Vu Trúc nữa rồi. Hôm tới trường đợi Ết Đông Hải báo danh, dù Trương Khác không nói gì, nhưng nhìn phản ứng của y, chắc chắn Trương Khác đã nhận ra mình, không lý nào lại quên được Trần Ninh, nhưng Vu Trúc sẽ không nói ra điều này. Cố Hiểu Mai nhìn vẻ mặt Trần Ninh ửng hồng có chút thất vọng lại có chút chờ mong, còn con trai mình cúi mặt đau khổ, thầm thở dài, bà đã qua thời trẻ, ít nhiều được tâm tư của hai đứa. Cho dù không nghĩ tới bí mật ẩn kín sau lưng Trương Khác, riêng khí chất và ngoại hình anh Tuấn Trương Khác đủ hấp dẫn với con gái rồi. Di động vang lên, Cố Hiểu Mai lấy ra xem, là số lạ, ấn nghe thì thấy tiếng của Quý Bân, thư ký trưởng Cố, tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Quý Bân, tôi báo với chị tin mới nhất, tên lừa đảo bị đưa tới cục công an, biết đá phải sắt, liền ngoan ngoãn khai ra rất nhiều điều, Tân Vu có khả năng tồn tại tập đoàn chuyên môn ăn và kiếm tiền. Phó cục trưởng của chúng tôi đang chuẩn bị lật nhào cái tập đoàn tội phạm này. Tôi tới bệnh viện nhân dân không gặp được công tử thị trưởng, nhưng gặp được chủ nhiệm Giang Thượng Nguyên đang thị sát bệnh viện. Một cỗ xe của City vận tải hồi trưa xuất phát từ Tân Vu, trên xe có cô bé sốt cao nôn ọe, cô bé và cha mẹ bị coi là mắc bệnh truyền nhiễm đuổi xuống đường cao tốc. Trương công tử lái xe về Tân Vu nhìn thấy, đưa cô bé tới bệnh viện nhân dân, vừa rồi còn lái xe tới đưa cô bé và cha mẹ về quê. Chủ nhiệm Giang thị sát biết việc này, chỉ thị cho công ty vận tải tới Tân huyện xin lỗi, tôi cũng sắp đi cùng họ. Cố Hiểu Mai giờ mới biết vì sao chiếc xe Porsche của Trương Khác có mùi lạ, cầm di động đứng ngây hồi lâu mới nói, vậy làm phiền đội trưởng Quý và giám đốc Tiêu của công ty vận chuyển tới tiểu khu Tân Áp đón tôi đi cùng mọi người tới Tân huyện. Tân Vu vì phát triển sản nghiệp du lịch nên rất coi trọng phối hợp quản lý chuỗi sản nghiệp liên quan, hình thành tiểu tổ lãnh đạo chuyên môn. Vừa vặn Cố Hiểu Mai là lãnh đạo tiểu tổ giao thông vận tải. Đương nhiên chuyện này Cố Hiểu Mai có thể không quản, nhưng có cơ hội để hiểu thêm về Trương Khác sao có thể bỏ qua được. Hả, em tới Tân huyện lúc này à? Phu vệ ngạc nhiên hỏi, trời u ám, một tiếng nữa là tối rồi, hôm nay lại là giao thừa. Lãnh đạo vất vả quá, có phải Tân huyện xảy ra chuyện rồi không? Trần Dục đùa, dù thấy Cố Kiến Mai lúc nghe điện thoại sắc mặt biến đổi, nhưng có vẻ không giống nghe được tin tức xấu gì. Có một đôi vợ chồng nông dân đưa đứa con bị bệnh lên xe của City vận tải từ Kiến Nghiệp về, đứa bé nôn lên xe, đôi vợ chồng đó bị đuổi xuống xe. Chủ nhiệm Giang biết chuyện yêu cầu người phụ trách công ty vận tải tới xin lỗi, em là lãnh đạo tiểu tổ giao thông, nếu đã biết chuyện không thể ở nhà. Cố Hiểu Mai giải thích nguyên do, nghĩ một lúc lại nói thêm, buổi chiều trên đường cao tốc không có xe, Trương Khác lái xe đi qua, đưa đôi vợ chồng và đứa bé đó vào bệnh viện. Vừa rồi cậu ấy vội lái xe đi là tới bệnh viện để đưa đôi vợ chồng vừa đứa bé kia về quê. Anh nhớ cậu ấy rửa xe không, là bị đứa bé bị sốt nôn lên đấy. Trần Dục và Vu Vệ đưa mặt nhìn nhau, mặc dù đôi vợ chồng kia bị đuổi xuống xe giữa đường cao tốc làm người ta xót xa, nhưng Trương Nha Nội đưa hai vợ chồng và đứa con đó vào bệnh viện, rồi đêm giao thừa đích thân lái xe đưa họ về quê làm bọn họ không tin, hoàn toàn đảo lộn hết cả rồi.
Trong ấn tượng của bọn họ, nếu trên đường có gặp một mỹ nữ bị nạn mới làm tên nha nội danh tiếng thối hoắc này sinh lòng thương xót. Thảo nào hôm nay tuyết rơi, mặt trời chẳng thấy đâu. Trần Dục cười hăng hắc. Vợ Trần Dục đưa tay nhéo ông ta, suốt ngày chỉ nghe anh nói xấu sau lưng người ta, một vị thị trưởng tốt như thế, làm sao sinh ra được đứa con hư hỏng. Anh một lần nào tiếp xúc với cậu ấy chưa, không không có quyền phán xét người ta. Em thấy anh mới có tâm địa xấu đấy. Mẹ, con đi cùng mẹ. Phu Tinh đầu óc vận chuyển rất nhanh, nhận ra cơ hội làm quen Trương Khác ở ngay trước mắt, lập tức hết sức nhiệt tình bám lấy tay Cố Hiểu Mai làm nũng. Đây là mẹ đi công tác con theo làm cái gì? Cố Hiểu Mai nghiêm mặt tách tay con gái ra, nhìn con gái quay đầu đi, con tưởng cô bé giận rồi, lắc đầu thở dài, hiện giờ trẻ con thật khó quản. Phu Trúc mặt âm trầm liếc mắt nhìn Trần Ninh, thấy cô mỉm cười mắt hướng về phía trước chẳng biết thả hồn về đâu, cắn răng cúi mặt xuống. Đợi ở cổng tiểu khu một lúc xe của công ty vận tải và xe của Quý Bân đi tới, Cố Hiểu Mai nói với chồng, em có khả năng về hơi muộn, lại làm anh khổ cực rồi. Phu vệ cười, đây gọi là sau lưng mỗi nữ nhân thành công, đều có một nam nhân âm thầm dâng hiến. Anh cũng ba hoa từ khi nào thế? Cố Hiểu Mai lườm chồng, thấy có một chiếc xe của DTH rẽ tới, biết là công ty vận tải đi xin lỗi nông dân được lập làm ý nghĩa điển hình rồi. Phụ trách City vận tải và Quý Bân đi xuống chào hỏi, Cố Kiến Mai vào xe, lúc này thấy con gái cầm một cái túi chạy tới, vẫy tay không cho xe đi. Con muốn làm cái gì? Cố Hiểu Mai thò đầu ra khỏi cửa sổ, nghiêm mặt muốn giáo huấn đứa con gái ương bướng ngang ngạnh này. Mẹ thế nào cũng phải mang quà đi xin lỗi phải không? Đặc biệt là cho em bé bị bệnh, Phu Tinh rụt rè nói, nhưng giấu túi đổ ra sau lưng, nhìn vẻ mặt đó như không cho cô bé lên xe thì đừng hòng lấy được đồ của nó. Cố Hiểu Mai dở khóc dở cười, chỉ đành nói, chỉ lần này thôi đấy. Phu Tinh tức thì mặt mày hớn hở, mặt sáng bừng, quay đầu lại gọi Trần Ninh, chị Tiểu Ninh, nhanh lên nào. A, chị á, Trần Ninh rất muốn đi, nhưng vẫn ngượng ngùng lắc đầu. Chương 1196, cú điện thoại chúc Tết đặc thù 2. Phu Tinh thì bất chấp Trần Ninh lắc đầu, chạy tới nắm lấy tay cô lôi lên xe, nhìn Trần Ninh, tình trong như đã mặt ngoài còn e, thế kia. Cố Hiểu Mai càng dở khóc dở cười, Trương Khác đưa vợ chồng nông dân kia về rồi sẽ quay lại Tân Vu, bọn họ lúc này tới, chắc chắn là không gặp được Trương Khác, chẳng biết đám tiểu cô nương này suy nghĩ gì, cứ như fan hâm mộ vậy. Hai cô con gái thư ký trưởng thật xinh đẹp, giám đốc City vận tải thức thời ngồi vào ghế phụ lái, còn không quên quay đầu khen một tiếng. Cô bé này tuy không phải con gái tôi, nhưng tôi cũng coi như con gái. Cố Hiểu Mai cười kéo Trần Ninh ngồi bên người. Để Phu Tinh gây phiền hà ngồi ngoài, cầm túi của cô bé mở ra xem, đều là văn phòng phẩm cô bé mới mua, rất thích hợp làm quà an ủi trẻ con bé này suy nghĩ cũng chu đáo đấy. Vợ chồng nông dân có đăng ký chỗ ở tại bệnh viện, mặc dù không có điện thoại, cũng không có cách nào liên hệ được, nhưng nếu như Giang Thượng Nguyên đã đích thân chia thị, cho dù đi một chuyến uổng công, bọn họ cũng không dám nửa câu oán trách. Giang Thượng Nguyên tới SDND làm chủ nhiệm, nhưng không vì lui về tuyến 2 mà sa sút. Thực tế đã hình thành cách cục ba cự đầu ở Tân Vu, cũng không gây ra mâu thuẫn gì. Trước kia SDND bị coi là đồ trang trí do có Giang Thượng Nguyên thời gian qua hoạt động tích cực hơn nhiều. Cố Hiểu Mai xem đồng hồ, đã hơn 40h30, nếu không có gì bất ngờ, trừ lãnh đạo trực ban và ra ngoài thăm hỏi thị sát, thì tất cả đã về nhà chuẩn bị đón năm mới, không biết Trương Chi Hành có biết việc này chưa? Nghĩ thế, Cố Hiểu Mai liền gọi điện cho Thành Dư Đông, thì ra Trương Chi Hành vừa biết chuyện này. Bảo Thành Dư Đông dặn Cố Hiểu Mai chú ý một chút, biết bà ta đã lên xe đi, vậy là tốt rồi. Xe rời khỏi thành phố, đi qua đường vành đi, thấy chiếc Porsche của Trương Khác quay trở lại, Phu Tinh kích động hét lớn, mẹ, xe của Trương Khác, là xe của Trương Khác. Đường quốc lộ có giải xanh hóa ngăn cách, Cố Hiểu Mai lại không có số điện thoại của Trương Khác, chỉ biết nhìn chiếc Porsche phóng vút qua, bọn họ có muốn đuổi cũng không đuổi kịp. Phu Tinh thất vọng ra mặt. Còn Trần Ninh ánh mắt có chút bâng khuâng. Giám đốc City vận tải quay đầu lại nói với Cố Hiểu Mai, chiếc Porsche đó hồi Tết Tây vừa mới triển lãm ở Nhật, còn chưa bán chính thức, không ngờ Trương công tử lại có rồi. Chủ nhiệm Giang dặn chúng ta tới xin lỗi không nên gây thêm phiền toái tiết lộ thân phận Trương công tử, thư ký trưởng có gì khác căn dặn chúng tôi không? Cố Hiểu Mai, ồ, một tiếng, lúc này bà ta càng khẳng định người bên trên đều ăn ý ngầm giữ bí mật về con trai Trương Chi Hành. Bí mật này tạm thời chưa thể để cán bộ phổ thông và công chúng biết. Tân huyện nằm sát thành phố Tân Vu, cũng là khu vực tài nguyên du lịch trọng điểm,
Trương Chi Hành sau khi thúc đẩy du lịch, bề ngoài Tân huyện có thay đổi lớn nhất là ở phương diện giao thông. Hai chiếc xe của bọn họ nửa tiếng sau tới được nhà đôi vợ chồng nông dân. Thời buổi này người dân gặp chút oan ức không có đường mà kêu, đã bao giờ thấy kẻ làm quan chủ động tới xin lỗi người dân. Đoàn người Cố Hiểu Mai tới xin lỗi, làm đôi vợ chồng nông dân lúc nhận phỏng vấn của DTH vừa sợ hãi vừa kích động, gần như chẳng còn chút oán khí nào vì bị đuổi khỏi xe giữa đường cao tốc, đương nhiên luôn mồm ca ngợi chàng trai trẻ giữa đường chở bọn họ tới bệnh viện khám bệnh cho con, lại chuyên môn đưa bọn họ về nhà, nếu không lúc này đúng là không có xe khách về nhà nữa. Đối với Vu Tinh, Trần Ninh mà nói, mặc dù có chút tiếc nuối vì không gặp được Trương Khác, nhưng bị tâm tình của hai vợ chồng nông dân cảm nhiễm, vành mắt đỏ hoe. Cố Hiểu Mai với một vài chuyện đã lãnh đạm lắm rồi, nhìn thấu lắm rồi, cũng có chỉ chút cảm động thôi, nhưng cảm động chuyện khác, chiều giao thừa Trương Khác lái xe chở người không quen biết về nhà, nghĩ tới sự cao thượng của y, dù là thuận tay làm việc tốt cũng không sai phái người khác làm. Trương Khác khẳng định không xấu như Vu Trúc nói, may mà con và chị Trần Ninh luôn kiên trì tin rằng anh ấy vô tội. Trên đường về, Vu Tinh lại hưng phấn líu lo luôn miệng, cô bé càng ngày càng tin vào phán đoán của mình. Xem như con nói đúng, Cố Hiểu Mai ôm con gái vào lòng, thấy Trần Ninh từ lúc lên xe cứ im lặng, thi thoảng ánh mắt có chút thẹn thùng, chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Quay về thành phố trời đã tối đen, không phải là quá muộn, còn kịp ăn cơm đoàn viên. Ăn cơm xong, chỗ đất trống trong tiểu khu bắt đầu có người đốt pháo, nổ đi đùng mãi không ngớt. Tuyết cứ rơi không ngừng, mặt đất, cây cối đều có tuyết đọng, Vu Tinh lại chạy tới nhà Trần Dục tìm Trần Ninh chơi rồi, Cố Hiểu Mai thu dọn xong. Ra phòng khách chuẩn bị xem liên hoan giao thừa của DTHTW, Vu Tinh lại hùng hục chạy vào, kéo theo cả Trần Ninh, hét lên, mau chuyển sang kênh Tân Vu 2, chúng ta lên TV rồi. Rồi cuống cuồng cướp lấy điều khiển, chuyển kênh, đang phát tin buổi phóng vấn xin lỗi buổi chiều, tên TV, Trần Ninh và Vu Tinh đều xuất hiện. Đó là con gái của chủ nhiệm Tiểu Cố à, cô bé xinh đẹp quá, có thể so với Tiểu Thanh và Phi Dung rồi. Lương Cách Chân ngồi trên ghế sofa tầng 2 xem thời sự, nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện trên TV, kinh ngạc hỏi chồng. Không phải đâu mẹ, là cô bé nhìn như không có gì nổi trội bên cạnh cơ. Trương Khác ở bên nói. Mẹ suốt ngày ở Tân Vu mà không biết, con chẳng mấy khi về, sao lại biết? Lương Cách Chân nhìn con trai một lúc, đột nhiên nói, con bớt gây họa cho các cô bé khác đi. Trương Khác nghe mà khiếp vía, không muốn để lộ trước mặt mẹ, vịt chết còn mạnh miệng. Nói bậy bạ, đừng tưởng là mẹ con mà con không thể tố cáo mẹ tội phỉ báng. À, thằng này to gan, có giỏi thì tố cáo mẹ đi. Lương Cách Chân cười, giơ chân muốn đá Trương Khác, tưởng mẹ không có chứng cứ à, thế đưa hai con tiểu yêu tinh vào bộ phận thư ký hành chính làm gì? Trương Khác thấy mẹ nói tới Trần Phi Dung và Hà Huyền, thiếu chút nữa đưa tay lên lau mồ hôi, cái bộ phận thư ký hành chính ấy một năm con chẳng tới vài lần, mẹ có phải cả nghĩ quá rồi không? Nếu con thanh bạch, sao lại biết ai là con gái chủ nhiệm Tiểu Cố hơn cả mẹ? Mẹ nói hôm nay sao con lãnh đạm với nhà chủ nhiệm Tiểu Cố, ra chê cô bé nhà người ta không xinh. Con trai, lần này con nhìn nhầm rồi, cô bé đó mặc dù có vẻ như phát triển không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng là cái mầm mỹ nhân đấy, con không chú ý thấy cô bé đó đường nét giống hệt Tiểu Thanh à. Lớn lên nó sẽ không thua kém gì Tiểu Thanh đâu, nhắc cho con biết, ngày khác chắc con nhiệt tình với nhà chủ nhiệm Tiểu Cố hơn đấy nhỉ. Lương Cách Chân mỉa mai con trai. TV đã chuyển sang tin tức khác, Trương Khác không nhìn kỹ em gái Vu Trúc giống Đường Thanh ở chỗ nào, không có ấn tượng lắm về cô bé này, chỉ nhớ gầy gò, dáng vẻ hấp thu dinh dưỡng không tốt. Trương Khác thấy mẹ còn có vẻ chưa tận hứng, nhìn cha thương hại, nói, cuối cùng cũng biết mấy năm qua ba sống ra sao, tài vụ oan giá họa của mẹ mà không làm thẩm phán trưởng thì quá lãng phí tài năng, hay là ba tính xem đổi công việc cho mẹ đi. Này, hai mẹ con đấu khẩu. Đừng có đem lửa cháy sang phía ba. Trương Chi Hành vội tuyên bố không liên quan, ánh mắt con nhìn cô bé kia rất bất thường, đừng trách mẹ con đoán bừa. Thôi con nhận thua, con làm sao đấu lại ba mẹ được, còn nữa, tuổi ba mẹ cộng lại với nhau cũng hơn 90 rồi mà xem tivi cứ nhất định phải dính lấy nhau thế à? Thằng nhóc này về là bắt đầu đắc ý trêu chúng ta. Lương Cách Chân cười mắng, tưởng thân mật khăng khít là đặc quyền của đám trẻ các con đấy à? Bất chi bất giác bị Trương Khác di chuyển đề tài, à. Mẹ nói rồi đấy, trước khi kết hôn đừng để Tiểu Thanh mang bầu. Ôi mẹ! Chương 1197, cú điện thoại chúc Tết đặc thù 3. Sau 9 giờ tối, điện thoại trong nhà vang lên liên hồi,
muốn an tĩnh xem liên hoan văn nghệ cũng không được, Trương Khác thừa cơ trốn về phòng ngủ, di động của y cũng sắp không yên thân rồi, có một số cuộc điện thoại chỉ cần để mẹ y nghe một hai câu là nghi ngờ càng lớn. Vừa gọi điện cho Địch Đan Thanh xong thì Lương Cách Chân đẩy cửa đi vào, con không nhớ người ta, nhưng người ta nhớ tới con đấy. Hả, Trương Khác ngạc nhiên, có người gọi điện tới nhà tìm con à? Ai thế ạ? Con ra nghe là biết, Lương Cách Chân cười thần bí đi trước. Trái tim yếu ớt của Trương Khác đập loạn lên, nghĩ tới không thể là điện thoại của Trần Ninh được mới đi ra. Thấy y đi ra, Trương Chi Hành chỉ chiếc điện thoại không dây ở góc tủ, con nói nhiều thêm một chút thì ba được nghỉ thêm một chút, nghe điện thoại cũng mệt. Trương Khác không đoán ra là ai gọi điện vào điện thoại công tác của cha mình để gặp Minh, cầm điện thoại lên, nghe thấy phía bên kia hình như có người nín thở, khẽ ho một tiếng, alo. Phía bên kia vẫn im lặng, nhưng có tiếng hít hơi. Trương Khác nghi hoặc nhìn cha mẹ, thấy hai bọn họ cười rất vui, nhịn không hỏi bên kia là ai, đợi đối phương nói. Một lúc sau nghe thấy tiếng nói quen thuộc rất nhỏ, em nói đi chứ, em mà không nói, người ta cúp điện thoại đấy. Hình như đang nhắc người bên kia điện thoại, giọng nói đó quen thuộc vô cùng, khơi lên ký ức ẩn ở nơi sâu nhất trong đáy lòng y. Em cứ căng thẳng là không nói ra được, hay là chị nói với anh ấy đi. Thiếu nữ bên kia quên bịt ống nói, đang dùng ngữ khí cầu khẩn nói với người bên cạnh. Trương Khác cảm thấy kỳ quái, nói chuyện với mình có gì mà căng thẳng. Chị chả nói, chị không tùy tiện sùng bái ai, lại không sùng bái anh ấy, hay là bảo tên ngốc phu trúc nói. Như có ánh chớp lóe lên trong đầu, Trương Khác nhận ra phía bên kia điện thoại là Vu Tinh, Trần Ninh và Vu Trúc, chuyện đã nhiều năm, nhưng giọng nói ngây thơ kia giống như bàn tay nhỏ chạm tới chỗ yếu đuối nhất ở sâu trong tim y. Bất kể cú điện thoại này xuất phát từ nguyên nhân nào, Trương Khác hết sức khao khát được nghe Trần Ninh ở phía bên kia nói thêm vài câu, dù là nói với người khác. Thật đúng là, vừa rồi còn om sòm muốn chúc Tết người ta, giờ lại chẳng nói lên lời. Giọng Cố Hiểu Mai từ xa truyền tới gần, bà ta nhận lấy điện thoại, giọng rõ ràng từ điện thoại truyền ra, chào cậu, tôi là Cố Hiểu Mai, vừa gọi điện chúc Tết thị trưởng Trương, chủ nhiệm Lương. Thị trưởng còn nói đùa người cùng bối phận cũng nên chúc Tết nhau. Tiêu Tinh cầm lấy điện thoại nhưng xấu hổ không dám nói, tôi chúc Tết cậu thay cho nó. Trương Khác không nghe thấy Cố Hiểu Mai đang nói gì, y chỉ nghe thấy có hai âm thanh nhỏ thì thầm với nhau, không nghe rõ lắm, nhưng có nhu tình nhẹ nhẹ chảy trong lòng, càng thế y càng tỉnh táo nhắc nhở bản thân, Trần Ninh hiện chỉ là một cô bé ngây thơ lãng mạn, cho dù y có thể tìm thấy rất nhiều điều quen thuộc ở trên người trong linh hồn Trần Ninh, nhưng không còn liên quan tới y nữa, vì bên trong Trần Ninh không có bất kỳ hồi ức gì liên quan tới y. Trương Khác cực kỳ khắc chế tình cảm bản thân nói vài câu chúc Tết cả nhà Cố Hiểu Mai rồi cúp điện thoại, tuy nhận ra có lẽ hơi thất lễ, nhưng sợ nói càng nhiều càng lộ sơ hở, kiếm cớ về phòng, đóng cửa lại thở hắt ra, lẩm bẩm, cô ấy chỉ là cô bé ngây thơ chẳng liên quan tới mình, hoảng cái gì chứ, vô dụng thật. Sáng mùng một Tết, Cố Hiểu Mai và Thành Dư Đông theo cùng Trương Chi Hành đi thị sát thăm hỏi các hộ gia đình cô quả, công nhân mất việc, đến trưa đưa Trương Chi Hành về nhà, nghĩ thuận đường chúc Tết Lương Cách Chân. Trương Khác lần nữa, lễ nhiều ai trách được. Xuống trước cửa nhà Trương Chi Hành, còn chưa đi lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Giang Thượng Nguyên, xây cơ sở điện ảnh tốt mà, có thể tận dụng hết tài nguyên sơn thủy ở Tân Vu, cũng tăng cường kiết thiết khu phong cảnh, sau khi xây xong cơ sở điện ảnh, sẽ có hiệu ứng minh tinh khiến càng nhiều người dân các nơi trong cả nước tới Tân Vu du lịch. Giọng Lưu Tước nhỏ hơn một chút, thị trường điện ảnh không thấy tương lai, trong nước đầu tư điện ảnh chưa bao giờ thấy quá 100 triệu. Giờ dự toàn tới 400 triệu, liệu có chắc thu về được 4 không? Phó thị trưởng Tần Sương Hoa giọng rất to, Thế Kỷ Hoa Âm vừa mới giành lấy Tống Uyển Bội có phải là để chuẩn bị đầu tư cho bộ phim này không? Đừng lạ, con gái tôi nó là fan hâm mộ của Tống Uyển Bộ. Cố Hiểu Mai thầm thắc mắc, Trương Chi Hành chưa về, ba người kia sao lại tới nhà, bọn họ đang nói chuyện với ai? Theo Trương Chi Hành vào nhà, thấy ba kẻ nghiện thuốc Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Tần Sương Hoa đang ngồi ở phòng khác nuốt may nhà khỏi, Trương Khác cầm một điếu thuốc nghiêng đầu sang định châm lửa thì bị Lương Cách Chân ở bên cạnh rằng lấy không cho hút, làm chủ đề vừa rồi đang nói bị cắt ngang. Ba vị lãnh đạo cũng ở đây à, vậy may quá tôi chúc Tết cả ba vị ở đây luôn vậy. Cố Hiểu Mai liền coi như không nghe thấy điều bọn họ thảo luận vừa mới rồi, biết bọn họ sẽ ở đây ăn cơm, ngửi thấy mùi thơm trong nhà bếp truyền ra, chúc Tết xong liền cáo từ, trong nhà còn đang đợi bà ta về ăn cơm. Chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm cùng đi, Trương Khác đột nhiên nói, làm phiền thư ký Thành Thuận Đường đưa thím vệ về. Quay đầu nói về phía bếp, thím vệ, chẳng còn nhiều nữa,
để cháu và mẹ cháu làm là được rồi. Cố Hiểu Mai hơi sửng sốt, loại trường hợp này bà ta không có tư cách ở lại, đặc biệt đây là mùng một Tết, nếu chẳng phải Tần Sương Hoa là thân tín cùng người đi theo Trương Chi Hành kiên định nhất thì cũng chẳng có tư cách ở lại đây. Nhưng nghe lời Trương Khác mời mình ở lại không giống như lời khách náo, nếu không đã chẳng bảo Thành Dư Đông thuận đường đưa thím vệ vệ. Chỉ là nếu giữ mình ở lại thì Trương Chi Hành lên tiếng sẽ thích hợp hơn, nhưng rõ ràng Trương Chi Hành không biết việc này, Cố Hiểu Mai do dự nhìn Trương Chi Hành, không biết phải làm sao. Vậy chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm đi, Lưu Tước nói. Bí thư Thành ủy đã nói thế, Cố Hiểu Mai tất nhiên không chối từ nữa. Thành Dư Đông lòng đầy nghi hoặc. Có điều Cố Hiểu Mai có thể ở lại ăn cơm trưa với ba vị lão đại vào ngày mùng một Tết là một chuyện tốt, trong lòng hắn có chút ghen tị cùng lái xe đưa thím vệ về, nghĩ Cố Hiểu Mai chưa chắc có thời gian nói cho người nhà biết, liền tới nói hộ. Thành Dư Đông gõ cửa, thấy trong nhà Cố Hiểu Mai người đầy một bàn. Cố Tinh reo lớn, mẹ cuối cùng cũng về rồi, hy vọng sau này không phải chỉ được thấy mẹ trên TV. Mở cửa ra ngạc nhiên hỏi, chú Thành tới nhà cháu làm khách à? Mẹ cháu đâu? Rồi thò đầu ra ngó nghiêng, không thấy bóng dáng mẹ đâu. Thư ký trưởng Cố ở lại nhà thị trưởng Trương ăn cơm, chủ nhiệm Giang, bí thư Lưu cũng có mặt, điểm danh thư ký trưởng Cố ở lại, bảo chú thuận đường lái xe đưa thím vệ về. Thành Dư Đông mò trong túi lấy ra hai phong bao đỏ, cái này cho cháu và anh trai cháu. Nhìn thấy thiếu nữ kiều diễm như hoa hôm qua cùng Cố Hiểu Mai và con gái lộ mặt trên TV, hỏi Vu Trúc, ai thế? Con gái nuôi của mẹ cháu. Chị ấy cũng có phong bao chứ ạ? À? Vu Tinh lém lỉnh nói, mẹ cháu không cho cháu nhận phong bao năm mới đâu, hay là cháu giữ lại phong bao, còn tiền trả chú. Phong bao của chú Thành khác với của người khác, lần này chú không cần nghe mẹ con, cũng không được chê phong bao của chú không đủ dày. Thành Dư Đông lại lấy một cái phong bao nữa đưa cho Vu Tinh, chào Vu vệ, vậy tôi đi trước đây, không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa. Chương 1198. Bất ngờ không phải là không thể đoán trước. Ngày mùng một Tết thường không giữ khách ở lại ăn cơm, Vu vệ cũng không nói khách khí, tiễn Thành Dư Đông đi, quay lại thở dài, ai, chưa mùng một Tết cũng chẳng thể về ăn cơm, cũng không thể nói trước được một tiếng, làm chúng ta đợi bao lâu. Nhìn Vu Tinh rút tiền trong phong bao ra đêm, chỉ là số tiền mừng tuổi bình thường, nên không nói gì thêm. Anh thở ngắn than dài cái gì? Trần Dục cười vui vẻ. Ở Tân Vũ biết bao nhiêu quan viên mong đợi mùng một Tết có thể được ăn cơm cùng một lão đại, không phải Hiểu Mai sắp bay cao rồi chứ. Làm gì có chuyện đó. Vu vệ lắc đầu, hai nhà bọn họ đều không có người già, nên cùng họp nhau lại ăn cơm cho vui, không ngờ vợ lại không về được. Trong lòng Vu vệ ít nhiều oán trách đám lãnh đạo không hiểu đối nhân xử thế, ăn cơm với lãnh đạo thì lúc nào trả được, sao phải giữ lại ngày hôm nay. Hiểu Mai hai năm qua đã thuận lợi rồi, còn muốn bay cao nữa là hy vọng xa vời. Sĩ đồ của Cố Hiểu Mai thuận lợi nhất là khi còn trẻ làm được tới bí thư trấn ủy trấn Tân Dư Tân huyện Tân Vu, khi đó mới chỉ 31 tuổi, toàn thành phố chẳng có mấy nữ cán bộ, có thể nói là lúc nổi bật nhất. Về sau liên tiếp bị đả kích, điều tới ủy ban phụ nữ, rồi tới thành đoàn, dù cấp bậc thăng lên phó sử, nhưng chức vụ chỉ là cán bộ bình thường. Hai năm qua đột nhiên thuận lợi, trước tiên là điều tới là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, sau đó Lưu Tước lên làm bí thư thành ủy không đưa Cố Hiểu Mai theo. Còn tưởng bị tân thị trưởng Trương Chi Hành ghét đầy vào lãnh cung tới khi nghỉ hưu, không ngờ Trương Chi Hành cũng hết sức tín nhiệm và coi trọng Cố Hiểu Mai, tiến cử làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ đồng thời kiêm phó thư ký trưởng, trở thành nhân vật quyền lực ở Tân Vu. Có được thì có mất, Cố Hiểu Mai sau khi bận rộn công tác không còn chú ý được tới gia đình nữa, may mà Vu Tinh cũng học sơ trung năm thứ nhất rồi, dù thành tích không bằng được anh trai, hơi om sòm một chút nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, công tác của Vu vệ không có gì vất vả. Chẳng có gì để oán trách. Bọn họ đang náo nhiệt ăn lẩu thì không ngờ Cố Hiểu Mai trở về. Ăn cơm với lãnh đạo mà nhanh như vậy à? Trần Dục lấy làm lạ. Chỉ ăn cơm thôi, không có việc gì khác. Cố Hiểu Mai thở phào, may mà kết thúc rồi, như ác mộng vậy. Kéo một cái ghế ngồi xuống, bảo con gái, lấy cho mẹ cái bát, mẹ có thể ăn thêm chút nữa. Bà cũng không hiểu vì sao Trương Khác giữ mình lại ăn cơm chưa, lúc ăn cơm mọi người không nói tới chuyện công việc. Cũng ít nhắc tới chuyện gặp vợ chồng hôm qua, bà ta chủ động nói tới, nhưng không ai phụ họa, không khí rất quái dị. Cố Hiểu Mai biết bọn họ có chủ đề muốn nói nhưng cố ý tránh mình, sao lại giữ mình ăn cơm. Bà ta làm sao có thể an tâm ngồi ăn được, ăn vội vàng cho xong rồi cáo từ về, đến nhà thả lỏng rồi mới phát hiện mình chưa no. Thái độ của Trương Khác rất lạ,
hôm qua thì tỏ ra lãnh đạm với nhà bọn họ, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, hôm nay lại bỗng dưng mời ăn cơm. Cố Hiểu Mai gắp mò hai cái sủi cảo trong nồi lầu ăn xong mới thở nhẹ ra một hơi. Ba vị đại lão mời cơm, tôi tưởng cô phải ngâm nga hát trở về chứ. Trần Dục cười hỏi, sao lại thấy cô than thở thế kia? Cố Hiểu Mai thở dài, buổi sáng công tác xong đưa thị trưởng Trương về nhà, thuận tiện chúc Tết, không ngờ Trương khác mời tôi ở lại ăn cơm, tiếp đó bí thư Lưu cũng lên tiếng, tôi chẳng thể từ chối, cũng không có cơ hội gọi điện về. Thật lạ, cậu ta không giữ Thành Dư Đông lại, còn bảo cậu ta đưa cả thím vệ về. Hay là cậu ta là kẻ không thông nhân tình thế thái, nên mới giữ cô ở lại ăn cơm? Trần Dục đoán. Đúng đấy, phu vệ gật đầu, nghĩ nhà nội kia chỉ thuận miệng giữ lại làm ông ta không khỏi có chút thất vọng, rồi tiếp đó Lưu Tước lên tiếng chỉ là thuận nước đẩy thuyền tránh vợ mình xấu hổ, lại thắc mắc sao thái độ hôm qua của cậu ta lại khác. Trần Dục cười ha hả, nói không chừng thằng nhóc đó hôm qua xem tivi thấy Tiểu Tinh liền thay đổi thái độ, Tiểu Tinh chẳng phải gọi điện thoại chúc Tết nó sao. Con bé kém cỏi, cầm điện thoại nửa ngày trời không nói được một câu. Phu Tinh hưng phấn đứng dậy, nhưng bị mẹ đả kích vô tình, người ta nếu nhìn chúng thì cũng là nhìn chúng Trần Ninh nhà anh không thấy hôm qua Trần Ninh cũng xuất hiện trên tivi, cẩn thận người nhắm vào Trần Ninh sẽ càng nhiều đấy. Cô chẳng phải là mẹ nuôi của Trần Ninh sao? Trần Ninh sau này cũng làm con dâu nhà cô, nếu lo thì phải là cô lo con dâu bị người ta cướp mất, sao đến lượt chúng tôi lo? Trần Dục quen thói đấu khẩu với Cố Hiểu Mai. Ba nói lung tung cái gì thế? Trần Ninh gắt giọng không cho cha cô nói nữa, con và Vu Trúc mãi mãi sẽ chỉ là bạn thôi. Cố Hiểu Mai nhìn con trai ngồi im thin thít là biết con mình không có bản lĩnh chinh phục được một cô bé như Trần Ninh, có điều bà ta nhìn Trần Ninh lớn lên từng chút một, coi Trần Ninh như con gái, dù không thể làm con dâu, không muốn cô bé bị tổn thương chút nào, Trương nhà nội có thể bị người ta hiểu lầm nhiều điều, chứ cái thói phong lưu là chắc rồi, hành vi buộc dép cho cô gái xa lạ giữa mưa là một minh chứng. Thật là nói đâu đâu, mẹ khi nào mới dẫn con và chị Tiểu Ninh đi tìm Trương khác. Phu Tinh hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt ảm đạm của anh trai, hưng phấn muốn chủ động kéo Trần Ninh tới tận nơi. Con chỉ biết thế thôi à? Cố Hiểu Mai trở đầu đúa gõ con gái một cái, con đừng có coi là thật, mẹ bóng gió hỏi rồi, người ta căn bản không nhớ chị Tiểu Ninh của con là ai, cả nhà thị trưởng Trương chiều nay sẽ lên Thiên Vân Sơn nghỉ ngơi, ngày mai về Hải Châu, hay là chiều con đạp xe đi chặn đường người ta. Anh ấy sao có thể không nhớ chị Tiểu Ninh chứ? Phu Tinh tức tối nói, con mà là con trai nhìn chị Trần Ninh một cái là cả đời không quên, đừng nói anh ấy còn buộc dép cho chị Tiểu Ninh. Trần Dục thì nghiêm túc hỏi, vì sao người ta lại giữ cô lại ăn cơm trưa, tôi luôn thấy là lạ. Nghĩ nhiều cũng vô ích, một bữa trưa mà thôi, chẳng thêm được miếng thịt nào, tôi còn hoài nghi ăn bữa cơm đó mất đi vài cân thịt. Cố Hiểu Mai nói thế nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc. Ăn cơm cùng lãnh đạo đôi khi bình thường nhưng đôi khi cũng rất mẫn cảm, Cố Hiểu Mai là chủ nhiệm văn phòng, phó thư ký trưởng chính phủ, có ở lại nhà thị trưởng ăn cơm cũng chẳng khiến người ta liên tưởng đặc biệt. Thế nhưng trong buổi nói chuyện vào ngày mùng 3 Tết, Tổng Bí thư đề xuất rõ ràng ban bệ lãnh đạo địa phương phải tăng cường bồi dưỡng nữ cán bộ, khiến cho bữa cơm đó trở nên mẫn cảm. Thế là bắt đầu có tin đồn Cố Hiểu Mai sẽ thành nữ phó thị trưởng đầu tiên của Tân Vu. Tân Vu bé tẹo. Có chút gió lay cỏ động gì mọi người đều biết, ngày mùng 6 nhà Cố Hiểu Mai và nhà Trần Dục lại tụ tập ăn cơm, Trần Dục trêu Cố Hiểu Mai, tôi nói mà bữa cơm đó đâu đơn giản. Có gì mà không đơn giản, chẳng lẽ biết trước được chính sách mới của TW sao? Cố Hiểu Mai không nghĩ như vậy, hai chuyện chẳng liên quan gì tới nhau, chỉ là trùng hợp mà thôi, bà chẳng ngốc như thế, hôm đó là Trương khác giữ tôi ở lại ăn cơm, có phải là thị trưởng Trương đâu. Bất kể trong lòng Cố Hiểu Mai nghĩ thế nào, tin đồn mỗi lúc một giống thật, gần như thành chuyện được xác định rồi. Cán bộ nữ cấp sử ở Tân Vu vốn rất thiếu, mặc dù Cố Hiểu Mai chỉ lên chính sử chưa được nửa năm, nhưng hiện giờ nữ cán bộ thăng tiến không theo quy tắc chính thức nữa rồi, thêm vào những người khác ở cấp chính sử có lý lịch nhậm chức thua kém Cố Hiểu Mai rất nhiều, nếu chính phủ muốn thêm một nữ phó thị trưởng, Cố Hiểu Mai không phải là không có hy vọng. Chương 1199, mục đích thực sự. Dưới bối cảnh như thế, bữa cơm ngày mùng 1 càng được bàn toán xôn xao, trong mắt cán bộ phổ thông Cố Hiểu Mai đã là phó thị trưởng rồi. Tin đồn này lan đi, khiến cho mấy nữ cán bộ có tư cách cạnh tranh với Cố Hiểu Mai liền đánh trống rút lui, cả ba lão đại đều chấp nhận Cố Hiểu Mai rồi, trừ khi có bí thư tỉnh ủy đứng ra mới làm bọn họ có cơ hội tham gia cạnh tranh, mà mấy năm qua quan viên Tân Vu thăng tiến chủ yếu dựa vào năng lực còn tư lịch càng ngày càng không coi trọng lắm,
Cố Hiểu Mai biết mấy ngày qua thái độ của mọi người với mình thay đổi là vì sao, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi, hôm đó rõ ràng Trương Khác là người giữ mình lại ăn cơm, chẳng lẽ Trương Khác quyết định được mình có làm phó thị trưởng hay không? 2 năm trời từ cán bộ phổ thông lên phó thư ký trưởng chính phủ là thuận lợi lắm rồi, còn muốn làm thị trưởng đúng là si tâm vọng tưởng, dù có được liệt vào danh sách khảo sát thì cũng chỉ là để làm nền cho người khác thôi. Cứ thế Cố Hiểu Mai chẳng hề thấy mình có cơ hội, tới tận 18 tháng giêng, hôm đó cuộc họp thường ủy thành phố vừa kết thúc, Lưu Tước liền tìm bà ta nói chuyện. Trước kia quyết định một chức vị lãnh đạo khu huyện thôi người ta chen lấn sập cửa, lần này thật là lạ, cái chức phó thị trưởng lại chẳng được ưa chuộng mấy, làm tôi phí công nghĩ bao nhiêu từ hùng hồn đanh thép mà không dùng được. Lưu Tước hiếm có một lần dùng ngữ khí hài hước nói chuyện, phòng tổ chức thành ủy đánh giá cô cao nhất, cuộc họp thành ủy hôm nay quyết định tôn trọng ý kiến phòng tổ chức, cô chuẩn bị đi, văn kiện chính thức sắp có rồi, trước tiên đưa cô lên làm ủy viên dự khuyết thành ủy, phó thị trưởng phải thông qua tuyển cử ở Hội đồng Nhân dân. Từ văn phòng Lưu Tước đi ra, Cố Hiểu Mai cảm giác mình như đang đi trên mây, chẳng phân rõ được phương hướng nữa. Nhìn Cố Hiểu Mai từ văn phòng Lưu Tước trở về văn phòng dáng vẻ thất thần, mọi người chỉ nghĩ bà ta biết tin mình quá mừng rỡ vì lên làm phó thị trưởng, đều hết sức nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là các phó thị trưởng trước kia đều gọi bà ta là tiểu Cố, lúc này đều thân thiết gọi bà ta là chủ nhiệm Cố. Nói ra chỉ có thư ký trưởng chính phủ và 2 phó thư ký trưởng khác là trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Mấy ngày trước còn chỉ tay sai phái người ta, giờ chớp mắt người ta thành một trong số đại lão của chính phủ rồi, thời buổi này đúng là thiếu nữ vô tri, thăng tiến dễ nhất. Cho dù biết Cố Hiểu Mai lên làm phó thị trưởng cũng chẳng có mấy thực quyền, nhưng dù sao người ta là lãnh đạo rồi, hơn nữa rất có thể phân quản công tác văn phòng chính phủ. Buổi chiều không có việc gì, Cố Hiểu Mai cứ ngồi ngây ra trong văn phòng, chuyện không thể lại thành sự thực. Hết giờ làm. Cố Hiểu Mai đi nhờ xe phó trưởng phòng tiêu của phòng tuyên truyền về nhà, trước đó bà ta cũng hay đi nhờ xe, nên mọi người cũng thân thuộc, tới cổng tiểu khu theo thói quen định xuống xe, nhưng phó trưởng phòng tiêu lại nói, rẽ vào tới gần tòa nhà tiêu đan nguyên phía trước. Cố Hiểu Mai mới nhận ra mình phải thích ứng với vai trò mới rồi, lúc tạm biệt phó trưởng phòng tiêu lên cầu thang còn suy nghĩ có phải bữa cơm mùng một Tết ở nhà Trương Chi Hành có tác dụng quyết định không. Cũng không biết tin tức là do ai truyền ra. Nhưng loại tin tức đó vô hình chung giúp ba loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác. Phòng tổ chức thành ủy không thể bị lời đồn dắt mũi, khả năng duy nhất là Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Trương Chi Hành dù ở chỗ công khai hay riêng tư đều không hẹn mà cùng ngầm nhất trí, nói thế chẳng lẽ chưa hôm mùng một Trương Khác giữ mình lại ăn cơm khiến bọn họ ngầm thừa nhận lựa chọn này. Nếu suy đoán chính xác ít nhất có thể nói lên 2 điều, một là Trương gia có năng lực biết trước quyết sách trọng yếu của TW. Hai là cá nhân Trương Khác có đủ sức ảnh hưởng lên Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước. Trương Khác vì sao lại muốn mình làm phó thị trưởng? Vì sao? Cố Hiểu Mai lấy di động ra định gọi điện cho Trương Khác, mấy hôm trước bà ta vừa mới có được số điện thoại của Trương Khác từ Lương Cách Chân, vừa bấm điện thoại thì nghe thấy có người ở đằng sau nói chuyện. Ha ha ha, phó thị trưởng Cố làm gì mà ngớ ra ở cửa cầu thang thế? Nhìn chồng và Trần Dục từ phía sau đi lên. Tay sách đầy thức ăn liền hiểu bọn họ đã biết mình sắp lên làm phó thị trưởng, Cố Hiểu Mai liền tắt cuộc gọi, vỗ trán nói, leo cầu thang mệt quá, không cho tôi ngồi đây nghỉ một chút à. Trên đường cao tốc từ Hải Châu tới Kiến Nghiệp, Trương Khác ngồi xem tài liệu quy hoạch nhà máy tinh viên ở Kim Sơn, chiếc di động đặt trên chiếc bàn gỗ anh đào rung lên 2 cái rồi im lặng. Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái nghĩ, ai mà gọi có 2 tiếng chuông đã tắt máy. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trương Khác cầm di động lên. Vẻ mặt chẳng có gì thay đổi đặt di động xuống. Trên di động hiển thị số của Cố Hiểu Mai, thấy di động chỉ reo 2 tiếng, Trương Khác đoán ra được mâu thuẫn, nghi hoặc trong lòng bà ta lúc này, nhưng Cố Hiểu Mai không gọi tiếp nữa, y cũng chẳng buồn để y, ném tài liệu sang bên, nhìn bầu trời âm u, kiếp này Tiểu Ninh chỉ là một cô bé ngây thơ, mong rằng vẻ đẹp của cô ấy không khiến kẻ khác nảy sinh mưu đồ, thành độc dược ăn mòn cuộc đời cô ấy, tạm thời mình chỉ có thể an bài hộ cô ấy như vậy mà thôi. Tới đâu rồi? Trương Khác hỏi Phó Tuấn, vừa rồi y chăm chú xem tài liệu, cảnh sắc hai bên đường cao tốc lại na ná nhau, chẳng biết cách Kiến Nghiệp còn bao xa nữa. Sắp xuống đường cao tốc rồi. Phó Tuấn quay đầu lại đáp, tối nay sẽ đi Kim Sơn sao? Sáng sớm phải chui ra khỏi chăn đúng là làm người ta khó chịu, thà ngủ muộn một chút, đi đêm tốt hơn, làm mọi người vất vả rồi. Trương Khác cười, mấy năm qua chẳng tiếp xúc mấy với Đào Tấn, đột nhiên ông ta phải đi, rất là nhớ. Khi đi qua sân, nhận được điện thoại của thư ký của Đào Tấn, chúng tôi đang ở công trường Đông Hồ,
mọi người bao lâu nữa thì tới? Sắp rồi, chúng tôi vừa qua cầu. Trương Khắc báo lái xe lái thẳng tới khu thương nghiệp Đông Hồ. Mỗi năm giữa hai kỳ đại hội đều là thời gian quan viên điều động liên tục, Đào Tấn năm nay tuổi đã tới giới hạn, đáng tiếc không chen chân được vào cục chính trị, có điều sau khi rời chức bí thư tỉnh ủy tới TW làm phó ủy viên trưởng SDND toàn quốc, coi như là lời khẳng định cho những năm qua ông ta cần mẫn cống hiến cho địa phương, ít nhiều cũng tính vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia. Trời âm u, đứng ở nơi trống trải, gió rất lớn. Bên công trường có một đám đông đang đứng, Trương Khắc xuống xe đi tới phía Đào Tấn, tóc ông ta bị gió thổi tung, dưới mái tóc nhuộm đen bóng là gốc tóc bạc trắng, thầm nghĩ, dù sao cũng là ông già 65 tuổi rồi. Tôi và Trương Khắc đi dạo một chút, mọi người không cần đi theo đâu. Đào Tấn bảo người bên cạnh, bước chân đi vào trong công trường. Nơi này là công trường xây dựng khu công viên giải trí cho người dân nắm trong vùng trung tâm khu thương nghiệp Đông Hồ, phía bắc nối tiếp với trung tâm hình chính khu Cao Tân. Phía nam kéo dài tới núi Yến Quy, làm không gian càng thêm thoáng đãng rộng lớn. Cho dù rời Đông Hải, cách mỗi khoảng thời gian tôi sẽ đều bỏ thời gian quay về thăm. Đào Tấn cùng Trương Khắc đứng trên một vùng đất cao nhìn phong cảnh đằng xa, năm 82 tôi tới kiến nghiệp, còn nhớ khi đó tôi cũng đứng ở chỗ này ngắm nhìn xung quanh, nhà máy nhuộm Lệ Phong do chính tay tôi lập nên, thành nhà máy lớn nhất Đông Hải. 18 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, kinh tế đã phát triển, có điều Yến Quý Hồ, Viên Minh Châu của kiến nghiệp đã bị mờ đục, tôi từng nghĩ chuyển nó đi không để ô nhiễm xung quanh, nhưng chuyển đi đâu chẳng ô nhiễm. Bao nhiêu công nhân cần phải nuôi sống, cũng không hạ nổi quyết tâm đóng cửa. Chuyện cứ vậy trì hoãn mãi. Trước năm 97, vùng đất này trừ mấy trường học phía Bắc Yến Quy Hồ thì chẳng có quần thể kiến trúc nào quy mô, mấy con đường xen giữa mấy trường học đều là kiểu ngõ nhà dân rối loạn, cần phải phá đi cải tạo, chỉ là cải tạo thành phố cũ mãi chưa xong, tỉnh không còn tinh lực để ý tới khu trường học. Trương Khắc đứng bên Đào Tân, nghe ông ta hồi tưởng lại 18 năm làm việc ở Đông Hải. Từ bí thư khu ủy khu Hoa Đông, liên làm phó bí thư thành ủy kiến nghiệp tiếp đó là tỉnh trưởng bí thư tỉnh ủy Đông Hải, sĩ đồ của Đào Tấn bằng phẳng, không có gì nổi trội, đặc biệt là 7 năm làm bí thư tỉnh ủy, ông ta hết sức thầm lặng, cho người ta cảm giác ông ta từ TW nhảy dù xuống, chứ không phải là người cắm rễ ở Đông Hải hơn 10 năm. Cẩm Hồ tiến vào quy mô lớn là đầu năm 97. Mới 3 năm trôi qua, Yến Quy Hồ đã chẳng thua kém gì đường phủ Thanh Hà, nếu nói có gì nuối tiếc, chỉ có gần đây nghe nói có người oán trách giá nhà đất tăng quá nhanh. Từ năm 97 TerraWatt đưa ra cải cách nhà ở phúc lợi, khiến thị trường nhà thương phẩm ở trung tâm thành phố nhanh chóng phát triển, giá nhà tăng lên vút vụt. Cuối năm 99, giá nhà thương phẩm ở kiến nghiệp đã nhảy lên 2.000 một mét vuông rồi, so với năm ngoái tăng hơn 30%, làm rất nhiều người dân kêu khổ liên miên. Lớn tiếng chất phất tính chính xác của cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân viên. Trương Khắc nhìn Đào Tấn, dù ông ta nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt của con người lăn lộn quan trường trong mấy chục năm, ông nhận ra được thái độ chân thật của ông ta, chỉ nói, cải cách quốc sĩ đang tăng tốc, cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân không làm không được. Không làm, cái chế độ này chỉ khiến một bộ phận thiểu số có cơ hội chiếm thêm nhiều tài phú, dù sao chỉ có số ít nhân viên được hưởng thụ nhà phúc lợi. Thương phẩm hóa, thị trường hóa là điều chắc chắn, giá nhà tăng lên, hiện mới chỉ là bắt đầu. Hiện mới chỉ là bắt đầu. Đào Tân hơi giật mình, nhìn Trương Khắc rồi cười nhẹ nhàng, đám người thế hệ trước suy nghĩ đơn thuần quá rồi, an đắc nghiễm hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan. Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày. Trương Khắc cười theo, trước đó rất ít cơ hội tiếp xúc riêng với Đào Tấn. Luôn cảm giác ông già này như con hồ ly thành tinh, chỉ nấp trong động, trong chỗ tối, không ngờ trước khi rời Đông Hải lại cùng ông ta thảo luận đề tài này. Đào Tấn khẽ thở dài, trước kia tôi chỉ cố gắng duy trì công bằng hết mức có thể, không để mọi nguồn lực chảy về phía Cẩm Hồ, tạo thành kinh tế phát triển thiếu công bằng, nên một vài việc không ủng hộ Cẩm Hồ kiên định lắm. Thời gian tôi ở lại Đông Hải không quá một tháng, tôi hy vọng con đường phát triển của Cẩm Hồ sau này vẫn đầy đặc sắc như trước kia. Tôi sẽ thường xuyên bỏ thời gian về thăm, cậu và những người khác của Cẩm Hồ tới Bắc Kinh, cũng có thể thăm lão già này. Đây đại khái là câu nói thân thiết nhất của Đào Tấn những năm qua rồi, ông ta rời nhiệm vẫn phó ủy viên trưởng SDND, cho dù không nói những lời đáy lòng này, cho dù không thoải mái, qua Bắc Kinh, có cơ hội cũng phải tới thăm ông ta. Đi quanh quảng trường Đông Hồ một vòng, nói rất nhiều chuyện, quay lại đường Đông Hoa, Đào Tấn lên xe rời đi. Khác thiếu gia. Nhân tuyển thị trưởng đã được xác định chưa?
nhìn theo chiếc xe Audi của Đào Tấn biến mất trong. Đào Tấn rời chức, Lý Viễn Hồ Thế Chân làm bí thư tỉnh ủy là đại cục được xác định, nhưng ai thay Lý Viễn Hồ làm tỉnh trưởng lại chưa hề có tin tức gì truyền ra, có lẽ tạm thời do Lý Viễn Hồ gánh cả hơi chức cũng chưa biết chưng. Liên quan tới chức vụ của La Quân cũng không thấy nói, điều này cũng có ý nghĩa là năm nay chức vụ của La Quân sẽ không có biến động, rất có khả năng một vị tỉnh trưởng sẽ nhảy dù xuống. Trương Khắc lắc đầu, Đào Tấn cuối cùng nói rõ lòng mình như thế mà không ám thị TW có an bài thế nào về chức vị tỉnh trưởng, xem ra lúc này Đào Tấn cũng không nắm chắc, hoặc TW căn bản không để Đào Tấn và Lý Viễn Hồ tiến cử, xem ra TW sẽ tiến thêm một bước cân bằng thế lực chính trị địa phương tỉnh Đông Hải, tình hình này có nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ im lặng đợi quân bài lật ra vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1200, Hiệp nghị ngầm 1. Đến tối ăn bữa cơm đơn giản tại Kiến Nghiệp, Trương Khắc liền suốt đêm chạy tới Kim Sơn. Bởi không nán lại bao nhiêu thời gian tại Kiến Nghiệp, 9 giờ đã đến ngoại ô thành phố Kim Sơn. Nước sông ẩm mã dưới bóng đêm tựa như một dải lụa đen rực rỡ, lấp lánh ánh sáng huyền bí, chiếc xe lặng yên chạy vào trang viên yên tĩnh dưới màn đêm. Đê hồ Kim Sơn bị vỡ, tân thành Kim Sơn cùng khu công nghiệp mới kiến thiết bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thẩm Viên cũng vẫn bảo trì quy mô vốn có không vội vã xây dựng thêm. Nó giống như một viên minh châu tại ngoại ô thành phố Kim Sơn. Nếu Trương Khắc gặp gỡ vị khách nào tại Kim Sơn, đa phần sẽ lựa chọn tại Thẩm Viên, nhưng trong khoảng thời gian này, hạng mục nhà xưởng Kim Sơn của Trung Tinh Vi Tâm đã chính thức được duyệt, nhân viên lui tới Kim Sơn nhiều hơn, Thẩm Viên cũng trở nên náo nhiệt. Ban đêm, Tổng Giám đốc của Trung Tinh Vi Tâm Liễu Chí Thành, Tổng Giám đốc Bộ phận Linh kiện Trương Á Bình đều ở Thẩm Viên. Trương Khắc xuống xe, thấy bên cạnh bãi đỗ xe ngoại trừ Liễu Chí Thành cùng Trương Á Bình, ông chủ của điện khí Tân Nguyên Đinh Văn Tường cũng ở đây. Đứa cháu gái xinh đẹp của hắn Đinh Lị Hoa hôm nay cũng đã là người vợ, người mẹ, trong bộ áo gió màu quýt rất có khí chất của nữ cường nhân thương giới, tuyệt đối không thể tưởng tượng ra vẻ ngây ngô mấy năm trước bưng trà đưa nước ở trong phòng làm việc và còn khẩn trương suýt hắt phải người khác. Chỉ là so sánh với Tổng Giám đốc Khoa Vương Liên Hợp Úc Bình Phong Tình Vạn Trùng, trông vẫn có vẻ ảm đạm hơn. Trương Khắc xoa tay, cười nói, gió lớn thế này, sao mọi người đều ở ngoài ngắm cảnh hết vậy? Mọi người cười theo, Trương Á Bình nói với y, biết đêm nay cậu có thể tới đây, Dương Dung Bình của Liên Thông China Anicom, hy vọng ban đêm có thể nói chuyện. Họ đang từ nội thành chạy tới. Cũng không làm nên cơm cháo gì đâu. Trương Khắc nói, mọi người cứ vào nhà trước đi, đêm đông lạnh lắm. Ngay tại ngày hôm nay, Tập đoàn Thông tin Di động Trung Quốc tại Bắc Kinh chính thức tuyên cáo thành lập. Tổng tài sản thông tin di động chuyển từ nguyên tổng cục viễn thông thành lập xí nghiệp thông tin quốc hữu với tài chính đạt đến 51.8 tỷ, do nguyên cục trưởng tổng cục viễn thông Vương Thụ Kiến đảm nhiệm tổng giám đốc. Mặc dù tất cả những điều này đều là làm từng bước, những việc trong dự liệu, nhưng cũng có thể mang đến rất nhiều biến hóa vi diệu. Dương Dung Bình rất nhanh chạy qua đây, ngoại trừ Tiêu Thủy Dân của Liên Tín, đi cùng hắn còn có cao tầng của hai chi nhánh cấp tỉnh là Liên Thông Đông Hải cùng Liên Thông Giang Nam. Còn có Thành tiểu thư lần trước gặp ở Bắc Kinh. Thành Ánh Hà nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Trương Khắc dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn như thế dưới bóng đêm nhìn qua rất có màu sắc thần bí, chỉ là nam nhân như thế sẽ chỉ bị nữ nhân tuyệt sắc như Tống Uyển Bội mê hoặc. Thành Ánh Hà thấy y nhìn sang, chỉ nở cụ cười thân thiết kiểu công việc. Trước Tết âm lịch sau khi bí mật gặp nhau tại Bắc Kinh thật ra cũng không thể nói là bí mật gặp nhau, bởi vì nguyên do Tống Uyển Bội làm ầm lên. Một số người quả thật đã bị rời đi tầm mắt cầm hồ cũng không ra mặt hoạt động, nhưng Bộ Thông tin cùng với Nội bộ Liên thông đã có chuyển biến vi diệu đối với sách lược phát triển cấp tiến đã định trước, không còn cố nhấn mạnh toàn diện phát triển người dùng GSM mới nữa. Chipset băng tần cơ sở ISS thế hệ thứ 2 mà cầm hồ cung cấp trước Tết âm lịch cũng hoàn toàn thông qua kiểm tra tính năng của Nội bộ Liên thông, nếu cầm hồ ở trên chip điện thoại di động đã ôm ưu thế thành phẩm lớn như vậy. Nghiệp vụ điện thoại di động định chế của Liên Thông toàn diện nghiêng về kỹ thuật của cầm hồ cũng là xu thế tất yếu. Liên Thông cũng mở rộng năng suất dựa vào cầm hồ, trước tiên trọng điểm tập trung lực lượng vào các thành phố trung tâm cùng khu vực kinh tế phát triển có điều kiện hệ thống GSM tốt, mở rộng nghiệp vụ điện thoại di động định chế phát triển người dùng mới, tăng thêm đầu tư vào phương tiện cơ sở hệ thống GSM. Toàn bộ điều kiện hợp tác chúng tôi cũng tỉ mỉ suy nghĩ qua. Dương Dung Bình sóng vai đi vào trong với Trương Khắc. Hắn nhẹ giọng nói, thời gian rất cấp bách, mọi người đều hy vọng toàn bộ điều kiện có thể mau chóng bàn bạc thỏa đáng, muốn thực thi kế hoạch này, tôi ở chỗ này đại biểu Liên Thông đưa ra một yêu cầu với Cẩm Hồ. Mời Giám đốc Đương nói, Trương Khắc cười nói,
Bộ nghiên cứu phát triển của Liên Thông trong kiểm tra tình báo khoa học công nghệ gần đây đã phát hiện Cẩm Hồ đã sớm phát triển ra kỹ thuật đa SIM, cũng đã xin độc quyền tại nhiều khu vực ở trong nước và hải ngoại. Liên Thông muốn thu được kỹ thuật độc quyền tương quan. Dương Dung Bình dừng chân lại và trịnh trọng đưa ra yêu cầu. À, Trương Khác biết Liên Thông cuối cùng vẫn không bỏ qua quyết tâm phát triển hệ thống CDMA, điều này ý nghĩa tương lai không lâu sau, Liên Thông sẽ đồng thời đưa vào hoạt động hai mạng thông tin di động GSM, CDMA, tuy nhiên y không muốn trả lời trực tiếp Dương Dung Bình vấn đề này, quay đầu hỏi Trương Á Bình, trong tay chúng ta có độc quyền kỹ thuật đa SIM không? Y lại chuyển sang ngả hai tay, nói với Dương Dung Bình, năm ngoái đã xin nhiều độc quyền thế rồi, tôi không nhớ được nhiều lắm. Đây là độc quyền kỹ thuật Cẩm Hồ xin năm 98, vừa đến thời kỳ tiết lộ, chúng tôi mới có thể kiểm tra được. Dương Dung Bình quay đầu lại hỏi Trương Á Bình, giám đốc Trương có ấn tượng gì không? Có chút ấn tượng. Trương Á Bình nói, mấy ngày trước khi tại Hải Châu còn đặc biệt họp thảo luận qua ứng dụng của kỹ thuật tương quan vào tương lai. Trương Khác cũng có dự thính, thậm chí y ở trên hội nghị nhắc tới kỹ thuật tương quan có thể xem như vốn sau cùng để đàm phán cùng Liên Thông. Trương Á Bình cũng không thể vạch trần Trương Khác, tay nâng cằm nói, chúng ta cứ vào phòng nói chuyện trước đi, tư liệu gì thì tôi có thể bảo bên kiến nghiệp truyền tới ngay bây giờ, lúc này chắc có thể tìm được người thôi. Kỹ thuật đa SIM ở nước ngoài không có thị trường bao nhiêu, trước mắt tại Trung Quốc cũng là kỹ thuật yếu. Cho dù ngành di động Trung Quốc từ cơ sở hệ thống GSM vốn có thăng cấp thành hệ thống GPRS, cuối cùng chỉ tồn tại một mạng lưới thông tin, không tồn tại vấn đề cắt bỏ giữa các mạng lưới khác nhau. Rất ít có người ở trong điện thoại di động sẽ tiến hành cắt bỏ hai hoặc nhiều SIM điện thoại hơn. Bởi ngành thông tin di động trong nước lũng đoạn kinh doanh, cước phí giữa các thành phố rất mắc, những nhân sĩ thương vụ bình thường đi lại giữa các thành phố khác nhau thông thường sẽ chuẩn bị nhiều SIM điện thoại di động giữa các khu vực khác nhau, thậm chí chuẩn bị mấy chiếc điện thoại di động để tiết kiệm cước phí, kỹ thuật đa SIM cũng sở hữu thị trường ứng dụng nhất định. Lúc trước Cẩm Hồ chính là khảo sát nhu cầu của thị trường này, mới phát triển ra kỹ thuật đa SIM, mặt khác thị trường của nhu cầu này còn chưa đủ lớn, tạm thời không đủ để làm cho Cẩm Hồ nghiêm túc đi phát triển một mẫu mã điện thoại di động thương vụ 2 SIM cao cấp. Chương 1201, Hiệp nghị ngầm 2. Liên Thông quyết định xây dựng hệ thống CDMA, tương lai không lâu sau sẽ đồng thời sở hữu hai mạng thông tin di động GSM, CDMA, kỹ thuật đa SIM ngoại trừ một mạng 2 SIM, còn có thể thực hiện hai mạng 2 SIM. Có thể khiến người dùng của Liên Thông sử dụng đầy đủ tài nguyên của hai loại mạng lưới thông tin của Liên Thông. Đối với Liên Thông, kỹ thuật đa SIM có vẻ tương đối quan trọng. Liên Thông đang quyết tâm xây dựng hệ thống CDMA, đồng thời cũng suy nghĩ qua vấn đề bổ sung tài nguyên lẫn nhau, chuyển giao người dùng giữa hai loại mạng Internet khác nhau, vẫn không có phương án giải quyết tốt, mãi đến khi kiểm tra được kỹ thuật đa SIM của Cẩm Hồ. Tuy nhiên điện thoại CDMA được sản xuất ở giai đoạn hiện tại đều là kiểu máy SIM một thể, đầu tiên Liên Thông phải giải quyết vấn đề tách máy và SIM. Trong khi đợi tư liệu fax qua, ở trong phòng hội đàm trước tiên Trương Á Bình giải thích một chút cho nhóm Tiêu Thụy Dân, Úc Bình cùng với Đinh Văn Tường, họ cũng nhanh chóng biết sự quan trọng của kỹ thuật tương quan đối với Liên Thông, các xưởng điện thoại di động có thể bằng vào kỹ thuật tương đương phát triển ra điện thoại 2 SIM mà Liên Thông yêu cầu. Như vậy là có thể càng thuận tiện cho Liên Thông phát triển người dùng GSM vốn có thành người dùng CDMA. Dương Dung Bình biết thứ fax qua đây cũng chỉ là tư liệu độc quyền công khai ai cũng có thể tra được. Phần tư liệu này, trong bao công văn của hắn cũng có, nhưng hắn không thể ra vẻ quá vội. Trước tiên trò chuyện một số đề tài khác, kể đông kể tây hơn một giờ đồng hồ, tư liệu kỹ thuật cũng được fax qua. Trương Khác ngồi trước bàn hội nghị lật xem tư liệu rồi nói với Dương Dung Bình, thì ra là kỹ thuật này. Tôi nghĩ kỹ thuật đa SIM có ý nghĩa với Liên Thông, đầu tiên phải giải quyết vấn đề tách SIM và máy của điện thoại CDMA. Tách SIM máy cũng không tính là nan đề kỹ thuật gì, chỗ trở ngại là không thể xác định tiêu chuẩn thống nhất. Dương Dung Bình biết Cẩm Hồ không có khả năng tùy tiện chuyển những kỹ thuật đa SIM, thu phí cho phép độc quyền sẽ không phải là mục tiêu mà Cẩm Hồ theo đuổi, họ đã định trước sẽ yêu cầu càng nhiều hơn. Hắn không rõ Trương Khác có phải thực sự lý giải đầy đủ bối cảnh của kỹ thuật tương quan hay không. Lúc này cũng chỉ có kiên trì nói chuyện với y. Thời gian của mọi người đều rất eo hẹp, Liên Thông kế hoạch tháng 6 đưa ra sàn chứng khoán, trong khoảng thời gian này cho dù vứt bỏ ý nghĩ tăng cường trên nghiệp vụ thì cũng phải có một sự tăng trưởng rõ ràng, có thể sớm một ngày bàn bạc thỏa đáng điều kiện, sẽ sớm một ngày tại các thành phố trung tâm trọng điểm mở rộng nghiệp vụ định chế điện thoại di động, sẽ có trợ giúp rõ rệt với tăng trưởng nghiệp vụ. Dương Dung Bình nói với Trương Khác, cậu có kiến nghị gì hay? Cái gọi là tiêu chuẩn cũng rất đơn giản,
tìm mấy xưởng điện thoại di động có cơ sở kỹ thuật, ở bên dưới Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật số thành lập một phòng thí nghiệm liên hợp phát triển kỹ thuật tách SIM và máy, chỉ ít có thể làm cho các xưởng điện thoại di động trong nước khi sản xuất điện thoại CDMA đều có một tiêu chuẩn thống nhất. Kỹ thuật đa SIM của chúng tôi cũng có thể trao quyền cho Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật điện thoại di động số, tiến hành trao quyền sử dụng cho các xí nghiệp hội viên, kể từ đó, Liên Thông không còn đơn độc thu được trao quyền nữa. Dương Dung Bình cũng sớm có dự kiến với yêu cầu này của Trương Khác, trên hội nghị nội bộ Liên Thông cũng thảo luận qua. Mục đích của Trương Khác là muốn tiến thêm một bước tăng cường địa vị trong ngành của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật điện thoại di động số, nhưng cũng sẽ không tổn hại đến lợi ích của Liên Thông, chỉ có thể nói sẽ gây ra cản trở nhất định với các hãng điện thoại di động nước ngoài. Một khi kỹ thuật tách SIM máy mà Hiệp hội Kỹ thuật điện thoại di động số phát triển ra trở thành tiêu chuẩn sự thực của quốc nội và cũng đạt được ủng hộ của Liên Thông, các hãng điện thoại di động nước ngoài muốn đưa ra mẫu điện thoại CDMA tách SIM máy tại thị trường Trung Quốc thì phải yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật tuần hoàn thống nhất. Đối với Liên Thông, họ cũng hy vọng điện thoại CDMA có thể thực hiện tách SIM máy, tương lai có thể càng thuận tiện phát triển người dùng CDMA, họ đang lo tìm không được ai giúp họ công kích các nan đề kỹ thuật tương quan. Kỹ thuật đa SIM cũng là như vậy, Cẩm Hồ có lẽ sẽ đồng ý buông ra hạn chế trao quyền đối với các xưởng điện thoại di động trong nước, nhưng sẽ không nhân từ như vậy đối với các xưởng điện thoại di động nước ngoài, ngược lại phải trăm phương nghìn kế thiết lập cản trở. Kiến nghị của Cẩm Hồ rất tốt, trên thực tế Liên Thông cũng có ý tham gia công tác thành lập phòng thí nghiệm liên hợp. Dương Dung Bình nói, Liên Thông dù gì cũng phải tranh thủ chủ động một chút trên kỹ thuật. Như vậy thì chúng ta không có gì bất đồng nữa rồi. Trương Khác vừa cười vừa nói, việc phòng thí nghiệm liên hợp tôi thấy vẫn do Liên Thông cùng Liên Tín dẫn đầu mới tốt hơn, bên chúng tôi có thể cung cấp nhân viên. Không giống tiêu chuẩn của GSM, GPRS là cởi mở, Qualcomm của Mỹ sở hữu phần lớn độc quyền về CDMA, đồng thời là nhà cung ứng chip điện thoại CDMA duy nhất toàn cầu. Điều này dẫn đến giá điện thoại CDMA từ xa xưa tới nay luôn cao ngất, đã hạn chế sự phát triển của CDMA. Cho dù sau khi phát triển đầy đủ tại Trung Quốc, quy mô người dùng thậm chí chưa bằng 1/10 người dùng GPRS. Cẩm Hồ sẽ không bỏ qua phân chia mảng thị trường đó, nhưng cũng sẽ không chiếm hết chỗ tốt, lúc này hùng hồn một chút, là muốn cho Liên Thông, Liên Tín cảm thấy nợ Cẩm Hồ một phần nhân tình. Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân cảm thấy có chút bất ngờ, lúc này chỉ có kỹ thuật thực lực cực mạnh của Cẩm Hồ, kỹ thuật đa SIM tự nhiên không cần nói, thực hiện tách SIM máy cũng chỉ có thể dựa vào lực lượng kỹ thuật của Cẩm Hồ. Nhưng không muốn Trương Khác đáp ứng để cho Cẩm Hồ cung cấp lực lượng kỹ thuật, việc dẫn đầu lại để cho Liên Thông, Liên Tín đi làm. Úc Bình không nói gì, chỉ cần Khoa Vương Cao Khoa có thể tham dự vào thì chính là thắng lợi rồi, không nên hy vọng xa vời việc nổi trội hơn. Trong một tháng ở quá khứ, Khoa Vương Cao Khoa và Liên Tín cùng cung cấp điện thoại di động định chế cho người dùng mới tại khu vực Liên Thông Bắc Kinh, đã tăng thêm lượng tiêu thụ 2 vạn chiếc, tuy nói chỉ đóng góp cho Khoa Vương Cao Khoa không đến 2 triệu lợi nhuận. Thế nhưng nó lại có ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần Cẩm Hồ cùng Liên Thông đêm nay thuận lợi đạt thành hiệp nghị ngầm, ngày mai Liên Thông sẽ cùng Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín chính thức ký tên hiệp ước mua bán định chế điện thoại di động với tổng sản lượng lên đến 30 triệu máy. Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín sản xuất những điện thoại di động định chế này cần 30 triệu chipset băng tần cơ sở ISS, đương nhiên do Cẩm Hồ cung cấp. Quy mô sản xuất của Liên Tín có hạn, bởi có quan hệ căng thẳng với cao tầng của công ty mẹ điện tử Hoa Hạ. Kế hoạch mở rộng năng suất chịu ngăn trở, Tiêu Thụy Dân chỉ có thể giao một bộ phận đơn đặt hàng cho Điện khí Tân Nguyên làm thay. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất mà ngày hôm nay mọi người tập trung tại Thấm Viên, ngày mai Điện khí Tân Nguyên, Khoa Vương Cao Khoa tại xưởng điện thoại di động tại Kim Sơn sẽ chính thức phá thổ động công, Dương Dung Bình cũng sẽ đại biểu Liên Thông tham gia nghi thức đặt móng. Cơ sở sản xuất lắp ráp của bộ phận linh kiện của tập đoàn Ái Đạt đã lén lút phá thổ động công trước Tết âm lịch rồi. Nghĩ so sánh với cảnh náo nhiệt ngày hôm nay tại Bắc Kinh, ở đây chỉ có thể nói lặng lẽ. Tập đoàn Thông tin Di động Trung Quốc ngày hôm nay tại Bắc Kinh tuyên cáo thành lập, đội hình khách quý mời tới khá là hùng mạnh. Trần Tín Sinh đại biểu Cẩm Hồ, Trần Tĩnh đại biểu Khoa Vương Cao Khoa đều đã đến Bắc Kinh, ở đây mặc dù cũng tụ tập một số người, tương đối thì không để mắt tới nhiều lắm. Trong hợp tác lần này, mặc dù Cẩm Hồ cùng Liên Thông giữ vị trí chủ đạo, nhưng Cẩm Hồ cùng Liên Thông sẽ không ký lên hiệp nghị trực tiếp gì. Mà do Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín ở chính giữa bắc cầu. Cẩm Hồ còn dựa vào điều kiện đã đáp ứng với Bộ Thông tin, thậm chí muốn đi gặp Liên Tấn, Đông Hưng cung cấp chipset băng tần cơ sở ISS, giúp họ có thể phát triển ra điện thoại di động mới. Đương nhiên rồi, tạm thời sẽ không cung cấp phương án kỹ thuật điện thoại di động hoàn chỉnh cho Liên Tấn,
Đông Hưng. Mặt khác, chip băng tần cơ sở ISS tại tình huống hạn chế sản xuất sẽ ưu tiên cung ứng cho khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín, điều này bảo đảm hiệp nghị ngầm giữa Cẩm Hồ cùng Liên Thông có thể đạt được quán triệt. Chương 1202, quyết tâm của Tạ Kiếm Nam 1. Xưởng điện thoại di động của khoa Vương Cao Khoa cùng Tân Nguyên chọn phía tây nhà xưởng Kim Sơn của khoa Vương, vì mấy ngày trước điển lễ đặt móng đã mở mang một vùng đất trống bên cạnh đường cái, còn đặt một cái bàn, đêm hôm qua lại trải thêm tấm thảm đỏ, chỉ là vẫn chưa công bố tin tức gì, ngày hôm nay lái xe đi qua nơi đó, nhìn ven đường đứng một đám người, Tạ Kiếm Nam biết hoạt động của họ xem như chính thức khởi động rồi. Xem từ tư liệu công khai, khoa Vương Cao Khoa cùng với Điện khí Tân Nguyên đều muốn xây dựng nhà xưởng lắp ráp điện thoại di động với tổng năng suất một năm 10 triệu máy, tuy nhiên nhìn từ quy mô chi cho kỳ thứ nhất, cùng với quy mô chi phí dự lưu kiến thiết cho kỳ thứ hai của phủ thị chính, dã tâm thực tế của khoa Vương Cao Khoa cùng Điện khí Tân Nguyên chỉ sợ to lớn hơn rất nhiều so với những gì họ công bố ra bên ngoài. Tốc độ kiến thiết nhà xưởng lắp ráp tương đối nhanh, khi kiến thiết nhà xưởng, công tác tuyển dụng cùng huấn luyện công nhân cũng đồng thời khởi động. Nhìn từ quy mô thông báo tuyển dụng trước đó của khoa Vương Cao Khoa cùng với Điện khí Tân Nguyên tại TP, Kim Sơn, chỉ sợ một năm sau, quy mô năng suất của hai xí nghiệp tại Kim Sơn sẽ đột phá 10 triệu máy. Tạ Kiếm Nam đứng trước cửa sổ phòng họp ở phía tây ký túc xá, nhìn hiện trường điển lễ đặt móng phía tây. Năm ngoái sau khi khoa Vương Cao Khoa nhận được giấy phép, bằng vào series điện thoại di động Bảo Thạch, sản lượng tiêu thụ trong năm đột phá 1 triệu máy, doanh thu đạt được 3 tỷ, lợi nhuận gần 500 triệu. Xem như là một chú ngựa ô mới xuất hiện trong ngành điện tử trong nước vào năm ngoái, cũng dựa vào thành tích xuất sắc này chen chân vào vị trí trước 50 trong top 100 của ngành điện tử. Lúc này khoa Vương Cao Khoa theo ánh mắt nhìn từ bên ngoài, xây dựng nhà xưởng lắp ráp với năng suất mỗi năm 10 triệu máy đã tương đối có tầm nhìn xa rồi. Điện khí Tân Nguyên không thể nhận được giấy phép điện thoại di động, nhưng tham gia sản xuất linh kiện điện thoại cũng được thời gian 2 năm. Vào năm ngoái sau khi Ái Đạt không đủ năng suất, nhưng không nóng lòng mở rộng quy mô nhà xưởng lắp ráp, mà giao bộ phận đơn đặt hàng cho Điện khí Tân Nguyên. Điện khí Tân Nguyên bởi vậy tiến vào hàng ngũ xí nghiệp OEM điện thoại di động. Bởi Điện khí Tân Nguyên có thể từ Cẩm Hồ thu được lượng nhất định linh kiện chính như màn hình tinh thể lỏng cùng chip điện thoại di động nên tự thân cũng có năng lực sản xuất lắp ráp. Bắt đầu từ cuối năm trước, một số xưởng điện thoại di động trong nước bị tình hình cung ứng linh kiện khan hiếm gây khó khăn nên cũng giao một bộ phận đơn đặt hàng sản xuất cho Điện khí Tân Nguyên hoàn thành. Ngay cả như vậy, quy mô của bộ phận sản xuất điện thoại di động của Điện khí Tân Nguyên vẫn rất có hạn, xây dựng nhà xưởng lắp ráp điện thoại di động với năng suất hàng năm 10 triệu máy tại Kim Sơn, đã bộc lộ hoàn toàn dã tâm của nó. Rất đáng tiếc, bên ngoài nhìn không thấy dã tâm lớn hơn nữa cất giấu sau kế hoạch mở rộng năng suất công khai đối với bên ngoài của khoa Vương Cao Khoa và Điện khí Tân Nguyên, phía sau dã tâm này chính là Cẩm Hồ. Đến buổi trưa, Tạ Kiếm Nam vẫn là từ trên TV mới biết được nghi thức đặt móng tiến hành vào buổi sáng. CT Liên Kỳ phía dưới Liên Thông chuyên môn phụ trách nghiệp vụ điện thoại di động định chế cùng khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín ký tên trên hiệp ước mua bán định chế với tổng sản lượng đạt 3 triệu máy. Liên Tín cùng Điện khí Tân Nguyên ký tên trên hiệp nghị sản xuất OEM điện thoại di động với tổng sản lượng đạt 1 triệu máy. Chủ tịch Điện khí Tân Nguyên Đinh Văn Tường trong buổi phỏng vấn trên TV tuyên bố sẽ tập trung làm tốt nghiệp vụ OEM điện thoại di động. Điện khí Tân Nguyên trong thời gian mấy năm sau sẽ bỏ cố gắng trực tiếp tiêu thụ nhãn hiệu điện thoại di động của riêng mình. Trong thời gian mấy năm nay, Điện khí Tân Nguyên phát triển thuận lợi hơn so với khoa Vương. Từ năm 98 đã bắt đầu chen vào hàng ngũ top 100 của ngành điện tử. Điện khí Tân Nguyên tự biết thế yếu trên kỹ thuật, không có thực lực đi theo con đường phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ, nên hết sức chuyên chú tăng cường quy mô nhà xưởng lắp ráp tầm trung và thấp. Trong 2 năm nay, lượng tiêu thụ đầu đĩa hàng năm của điện tử Ái Đạt đều trên 8 triệu máy, nhà xưởng sở hữu thực tế chỉ gánh chịu không được 1/3 nhiệm vụ sản xuất, còn lại đều giao cho Tân Nguyên làm OEM, ngay cả đầu đĩa của CQ tiêu thụ tại khu vực Âu Mỹ cũng đều giao cho Tân Nguyên làm OEM. Điện khí Tân Nguyên ngoại trừ sản phẩm điện tử tiêu dùng truyền thống, còn là xí nghiệp duy nhất trong nước được trao quyền kỹ thuật sản phẩm e-player cùng USB flash drive của Cẩm Hồ. Quy mô nhà xưởng của Tân Nguyên tại Hải Châu thậm chí còn khổng lồ hơn cả nhà xưởng dưới cờ tập đoàn Ái Đạt, lần này Cẩm Hồ lại kéo cả Điện khí Tân Nguyên cùng ra trận, bởi sự lạc hậu của các xưởng điện thoại di động trong nước trên phát triển, năng lực sản xuất lắp ráp, Điện khí Tân Nguyên thu được Cẩm Hồ ủng hộ chưa hẳn không khả năng thành công trên nghiệp vụ OEM điện thoại di động. Cuối cùng đã vén cái màn ra. Tạ Kiếm Nam khẽ thở dài. Từ trong màn hình TV nhìn thấy phía Cẩm Hồ chỉ có Tổng Giám đốc Bộ phận Linh kiện Trương Á Bình dự thính, nhưng cũng có thể nhìn ra manh mối,
Cẩm Hồ cung ứng chủ yếu linh kiện, do Khoa Vương Cao Khoa, Liên Tín, Điện Khí Tân Nguyên ở phía trước sông trận. Phát xong tin tức điển lễ đặt móng, màn hình TV chuyển sang tin tức Bí thư Thành ủy Kim Sơn được mời tham gia điển lễ tham quan khu dân cư Thần Hy bên bờ tây sông Ẩm Mã. Xưởng giấy Tân Quang cũng xuất hiện ở trên màn hình, Tạ Kiếm Nam từ trong đám người thấy được bóng hình của Trương Khác. Thì ra y cũng ở Kim Sơn, không tham gia điển lễ đặt móng bên này, lại chạy tới tham quan khu dân cư Thần Hy. Tạ Kiếm Nam đột nhiên cầm lấy điện thoại trên bàn, tìm số của Trương Khác. Dãy số này cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng gọi qua, nhưng hắn biết gọi vào số này thì có thể trực tiếp liên lạc được Trương Khác. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào dãy số hết 2 giây, hắn cắn răng ấn nút. Tạ Kiếm Nam nghĩ thầm Trương Khác có thể sẽ mặc kệ, có thể sẽ giao cho người bên cạnh xử lý, càng có thể y hoàn toàn không biết là ai đang gọi tới. Chỉ thoáng qua, trong đầu Tạ Kiếm Nam nghĩ tới rất nhiều chuyện, mãi đến khi giọng nói quen thuộc lại hơi trầm của Trương Khác truyền tới, tôi là Trương Khác, giám đốc Tạ tìm tôi có chuyện gì. Tạ Kiếm Nam đột nhiên cảm thấy đưa ra yêu cầu gặp mặt thì có vẻ miễn cưỡng quá, do dự vài giây, xác định Trương Khác cũng không có gì khó chịu, hắn mới hỏi. Vừa mới xem TV biết ngày hôm nay cậu đến Kim Sơn, không biết có thể gặp mặt cậu hay không? Tôi đang ăn cơm chưa ở xưởng giấy, cũng sắp xong thôi, rất xin lỗi không thể mời anh ăn cơm, nếu tiện thì tôi ở chỗ này chờ anh. Xem tin tức thì 10 giờ sáng sau khi Triệu Hữu Luân cùng cao tầng của Liên Thông, Úc Bình, Đinh Văn Tường tham quan khu dân cư Thần Hy liền trở về trong thành phố ăn cơm, Tạ Kiếm Nam không ngờ Trương Khác còn ở lại xưởng giấy, cũng không cự tuyệt thỉnh cầu gặp mặt của hắn. Tạ Kiếm Nam lập tức cầm lấy áo khoác, thông báo tài xế lái xe đưa hắn đến bờ bên kia sông Ẩm Mã. Chương 1203, quyết tâm của Tạ Kiếm Nam 2. Khu xưởng của xưởng giấy Tân Quang ở Kim Sơn ngoại trừ ngăn nắp cũng không có chỗ nào đặc biệt, trong khu xưởng có thể thấy được rất ít người. Chạy qua khu xưởng, phía trước là khu dân cư Thần Hy mới được tỉnh Giang Nam xây lại sau thiên tai. Trong thành phố khó mà tìm thấy khu dân cư nào có quy cách cao hơn ở đây. Đi vòng qua từ đường Chỉ Hán, chạy tới quảng trường Thần Hy nơi Trương Khác hẹn gặp mặt, Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác đang chắp tay đứng ở giữa quảng trường, đang nheo mắt nhìn khu nhà phía bắc, ở đây cũng là khu trung tâm thương nghiệp của khu dân cư Thần Hy. Bởi khu mới nên mọi chỗ còn rất thiếu thốn, Tạ Kiếm Nam cũng thỉnh thoảng đến đây mở tiệc chiêu đãi khách, hắn không rõ lắm Trương Khác đứng ở chỗ đó làm cái gì, chắc không có khả năng đặc biệt đi ra ngoài đón hắn. Tạ Kiếm Nam thấy Trương Khác chú ý tới xe hắn chạy qua. Chỉ hơi gật đầu, cũng không có ý đi ra ngoài quảng trường nghênh đón. Tạ Kiếm Nam đương nhiên cũng không có những hy vọng xa vời này. Hắn bảo tài xế đậu xe ở ven đường rồi xuống xe đi qua đó. Đi tới sát quảng trường, Tạ Kiếm Nam mới chú ý tới Phó Tuấn cùng vài bảo tiêu đều đứng ở bên mép phía bắc quảng trường, còn có mấy chiếc xe đang đậu ở đó, xem ra Trương Khác đợi rời khỏi ở đây. Tạ Kiếm Nam nhìn theo tầm mắt của Trương Khác ra hướng bắc. Chỗ đó là một siêu thị lớn mới khai trương không lâu ở trong khu dân cư Thần Hy. Bởi khi khu dân cư Thần Hy xây nên đã hình thành quy mô tương đối lớn, một siêu thị chiếm diện tích 3-4.000 m² bình phương như thế, cho dù đặt ở trung tâm thành phố Kim Sơn cũng không tính quy mô nhỏ, nhìn qua cũng không vắng vẻ. Siêu thị mở ở lầu 2, tầng dưới cùng đối diện đường là hai tiệm thức ăn nhanh KFC, Bao Phúc Ký, cùng một tiệm beauty salon với trang thiết bị hiện đại, có tới hai con đường rộng rãi có thể đi vào. Tạ Kiếm Nam đã từng đến đây 2-3 lần, cũng biết bố cục bên trong. Bên trong có một nhà sách và một tiệm ghi âm quy mô không nhỏ. Đi vào trong đại sảnh, có thang máy nối thẳng lên siêu thị ở lầu 2. Qua thang máy, phía sau là một con đường bán hàng hai bên, nối thẳng đến trong khu dân cư. Tạ Kiếm Nam không biết Trương Khác đứng ở chỗ này quan sát để làm gì, nhìn vẻ mặt của y trông rất chuyên tâm. Ngày hôm qua gặp bí thư Đào Tấn ở Kiến Nghiệp. Ông ấy nói là giá nhà ở Kiến Nghiệp đang tăng lên rất nhanh. Trương Khác biết có một số nghi vấn Tạ Kiếm Nam sẽ không trực tiếp mở miệng hỏi, y liền dứt khoát tự động giải thích cho hắn lý do mình đứng ở quảng trường một mình. Nhu cầu quá nhiều, tiến trình thị trường hóa lại thoáng cái buông ra, xu thế giá nhà tăng lên chỉ sợ nhất thời khó mà ngăn chặn. Tạ Kiếm Nam nói ra kiến giải của hắn, mặc dù cuối cùng chuyển nhượng quyền lợi của địa ốc Cẩm Thành cho đầu tư Hoành Tín của Nghiêm gia, cũng không ý nghĩa hắn không hề quan tâm tới thị trường địa ốc. Tôi cũng trả lời bí thư Đào Tấn như thế. Trương Khác gật đầu, Bắc Kinh, Thượng Hải là những thành phố trong nước buông ra thị trường bất động sản trước tiên, lấy quan điểm của giới truyền thông trước mắt thì đã sớm vượt qua phạm vi thị dân có thể tiếp nhận, đặc biệt là những gia đình có thu nhập ở mức trung bình và thấp. Các khu vực không phải đều đang làm nhà kinh tế thích dụng sao?
Cải cách chế độ phúc lợi nhà ở cho công nhân viên trong thành phố, Quốc vụ viện TW gần như là đồng thời đưa ra chính sách nhà kinh tế thích dụng, chính là hy vọng có thể giải quyết bộ phận gia đình có thu nhập mức trung bình và thấp. Có thể sẽ có chút hiệu quả. Tạ Kiếm Nam nói. Trương Khắc lắc đầu cười. Chính phủ làm nhà kinh tế thích dụng, trong đó có cả mùi của chế độ hai mức giá, lúc thể chế kinh tế trong nước còn tương đối hỗn loạn, thị trường bất động sản làm chế độ hai mức giá chỉ cung cấp cho một nhóm người nào đó càng nhiều không gian trục lợi tô kinh tế mà thôi. Chế độ hai mức giá nguyên văn SV, giới cách song quỹ chế, là chế độ cùng một mặt hàng, trong chỉ tiêu kinh tế giá khác, ngoài chỉ tiêu kinh tế thì có giá khác để điều tiết cơ chế cung cầu của thị trường. Năm 99 là năm đầu tiên Trung ương phổ biến chính sách nhà kinh tế thích dụng, cũng là năm đầu tiên thị trường bất động sản trong nước thâm nhập cải cách, lượng kiến thiết của nhà kinh tế thích dụng chiếm đến 15% trong tổng số nhà ở được xây, có thể nói là một năm huy hoàng nhất, nhưng cũng không giảm bớt vấn đề khó khăn về nhà ở cho tầng lớp gia đình có thu nhập trung bình, thấp. Mấy năm sau, quy mô kiến thiết nhà kinh tế thích dụng chiếm tỷ lệ ngày càng nhỏ, căn bản không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với việc giải quyết vấn đề nhà ở cho gia đình có thu nhập trung bình, thấp và bình ổn giá nhà. Anh tìm tôi có chuyện gì? Trương Khắc hỏi, y không cần phải tiếp tục thảo luận sâu hơn về vấn đề bất động sản với Tạ Kiếm Nam, liền hỏi nguyên do hắn đột nhiên muốn gặp mình. Quyết tâm của Cẩm Hồ rất lớn, có thể không cần 2 năm, Cẩm Hồ có thể xưng hùng tại thị trường điện thoại di động tầm trung, thấp rồi chứ. Tạ Kiếm Nam thận trọng lựa chọn chữ nghĩa thích hợp, ngữ khí thích hợp để biểu đạt ý hắn muốn biểu đạt. Nhiều chuyện chỉ có quyết tâm thôi thì không đủ. Trương Khắc nói, y nghĩ thầm thủ thuật che mắt chung quy không có khả năng mê hoặc được mọi người. Những năm gần đây, ân oán dây dưa cùng Tạ gia cũng sâu, nếu nói người ngoài ai lý giải Cẩm Hồ nhất, chỉ sợ cũng chỉ có người của Khoa Vương thôi. Trương Khắc nhìn Tạ Kiếm Nam một cái, nói, ai có thể biết 2 năm sau, bố cục của thị trường điện thoại di động sẽ phát sinh biến hóa thế nào? 2 năm sau, mạng lưới thông tin của China Mobile sẽ toàn diện thăng cấp đến thời đại GPRS, cho dù là điện thoại di động tầm trung, thấp, cũng sẽ toàn diện chọn dùng chipset băng tần cơ sở GPRS. Hiện tại chúng tôi cũng không nắm chắc có thể trong thời gian 2 năm phát triển được chipset băng tần cơ sở GPRS. Hiện tại nói những lời này, có lẽ hơi sớm rồi. Tạ Kiếm Nam không rõ lắm Trương Khắc nói những lời này với hắn có mấy phần là thật. Cẩm Hồ từ lâu đã chọn dùng chip điện thoại di động của Ti, đưa ra mẫu điện thoại GPRS tới các thị trường lớn như Singapore, Hồng Kông. Lấy dã tâm của Cẩm Hồ, hẳn là đã có chuẩn bị trên việc phát triển chipset băng tần cơ sở GPRS, hắn chỉ có thể nói theo Trương Khắc, sau khi China Mobile toàn diện thăng cấp mạng lưới thông tin. City Liên Thông còn sẽ tiếp tục thời gian dài kinh doanh mạng GSM, trong khi bảo trì mạng GSM, đồng thời sẽ kiến thiết mạng CDMA để phát triển khách hàng chung cao cấp. Ngoại trừ Liên Thông, Đông Nam Á cùng với các khu vực khác có nền kinh tế không đủ phát triển, có rất nhiều nơi sẽ trường kỳ sử dụng mạng GSM, những địa phương này cũng sẽ là khu vực Cẩm Hồ khai thác thị trường tầm trung, thấp. Tại một số khu vực này, con đường tài nguyên của Khoa Vương Cao Khoa chỉ mới hình thành quy mô. Nói đến đây, Tạ Kiếm Nam nhìn chằm chằm Trương Khắc, cho dù từ trong miệng của Trương Khắc lập tức nghe được lời cự tuyệt, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá bất ngờ. Trương Khắc hơi mím môi, y rõ ràng ý đồ Tạ Kiếm Nam đột nhiên tìm tới. Chương 1204, quyết tâm của Tạ Kiếm Nam 3. Lúc trước Khoa Vương mở rộng thị trường Đông Nam Á, đối với việc mở rộng thị trường này, có thể nói là cây rơm giả cuối cùng để áp đảo cha con Cát Minh Tín. Tổn thất liên tục nhận được trong khủng hoảng tài chính Đông Nam Á cuối cùng do cá nhân cha con Cát Minh Tín gánh chịu. Nhưng con đường tài nguyên chuẩn xác để lại cho Khoa Vương. Các sản phẩm TV, đầu đĩa của Khoa Vương lúc này đã thuận lợi chuyển vận đến những quốc gia và địa phương này. Tạ Kiếm Nam vẫn muốn tham gia nghiệp vụ điện thoại di động, cho dù tạm thời không thể nhận được giấy phép điện thoại di động, tạm thời không thể tiến vào thị trường điện thoại di động trong nước. Nhưng Khoa Vương vẫn có thể lợi dụng con đường hiện có để tiêu thụ điện thoại di động đến các quốc gia khu vực ở Đông Nam Á, thậm chí Nam Á, Châu Phi, để cùng tham dự vào bữa tiệc điện thoại di động số. Ở trong nước, nếu như xí nghiệp quốc hữu trực tiếp thu được giấy phép điện thoại di động từ Bộ Thông tin thì còn dễ nói, Khoa Vương muốn tham gia sản xuất cùng xuất khẩu điện thoại di động, đầu tiên phải trở thành xí nghiệp thành viên của Hiệp hội Xúc tiến Kỹ thuật Điện thoại di động số thì mới có điều kiện thu được số lượng lớn tài nguyên kỹ thuật. Càng nhu cầu từ Cẩm Hồ cùng các xí nghiệp liên quan thu được linh kiện cần để sản xuất điện thoại di động. Cẩm Hồ là một trạm kiểm soát mà Khoa Vương nhất định phải vượt qua. Không có sự đáp ứng của Cẩm Hồ, Khoa Vương cho dù cố gắng tiến vào ngành điện thoại di động cũng không có triển vọng bao nhiêu.
Chấm ngoặc kép, Trương Khác cũng không bởi vì Tạ Kiếm Nam tìm đến thỉnh cầu mà đặc biệt thần thanh khí sảng, Tạ Kiếm Nam lúc này làm cho người ta có cảm giác nặng nề hơn nhiều, sự sắc sảo cũng thu hồi, cũng có khí độ co được giãn được. Trương Khác thoáng ngừng lại mới nói, được thôi, tôi sẽ yêu cầu Cẩm Hồ đối nội đối ngoại phải tận khả năng làm được nhất trí, đối với các đơn vị hợp tác khác nhau bên ngoài cũng phải tận khả năng làm được nhất trí, cũng sẽ không đơn độc có chính sách ưu đãi đặc biệt gì cho Khoa Vương. Nếu như Khoa Vương dự định có hợp tác với chúng tôi trên nghiệp vụ điện thoại di động, hy vọng anh có thể lý giải. Tạ Kiếm Nam đương nhiên không hy vọng xa vời đạt được sự ưu đãi của Cẩm Hồ, hắn chỉ lo lắng nhận được kỳ thị đặc biệt mà thôi. Trương Khác thủy chung bảo trì thái độ việc chung làm chung, hắn cũng không có gì việc gì đặc biệt lo lắng. Kinh tế của Việt Nam, Thái Lan khôi phục tương đối như ý người, lượng đầu tư vào thông tin di động cũng lớn hơn. Tạ Kiếm Nam suy nghĩ Khoa Vương muốn tham gia nghiệp vụ điện thoại di động, trong thời gian ngắn không có khả năng ở trong nước nhận được giấy phép, thị trường hải ngoại trước tiên bắt đầu từ Việt Nam, Thái Lan, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Có thể suy nghĩ đến cả thị trường Ấn Độ. Sau khi gặp gỡ ngoài ý muốn với Tạ Kiếm Nam tại quảng trường trung tâm khu dân cư Thần Hy, Trương Khác ngồi xe từ Kim Sơn chạy đến Tân Đình. Dọc theo đường đi, y cũng không tỉ mỉ suy nghĩ đến quyết định của Khoa Vương muốn phát triển nghiệp vụ điện thoại di động từ khu vực hải ngoại trước tiên. Trong lòng y vẫn đang suy nghĩ đến việc bất động sản cùng nhà kinh tế thích dụng. Bắt đầu từ năm 95 Hồng Viễn đã có kinh nghiệm kiến thiết khu dân cư quy mô lớn, vì an trí cho các gia đình di rời trong cải tạo xa diền. Trong thời gian 4 năm tại ngoại thành phía đông thành phố đã xây khu dân cư với kiến trúc đạt tổng diện tích 1.200.000 m², dành cho gần 8 vạn dân ở, gần bằng với quy mô nhân khẩu của hai thành trấn ở khu vực phía đông, trở thành khu dân cư có quy mô lớn nhất TP. Hải Châu, thậm chí khu thành Nam đã đặc biệt thiết lập một con đường với cơ cấu hành chính cấp 1. Bởi tính chất nhà an trí cho cải tạo thành cũ, còn quyên góp xây thêm hai nhà trẻ, một trường tiểu học cùng với các công trình công cộng như bệnh viện, công viên, bãi rác, khu hành chính cùng đồn công an, ký túc xá. Mặc dù tổng diện tích lên đến hơn 1.000.000 m², tổng chi phí vượt quá 1 tỷ, bởi giá tiêu thụ nhận được hạn chế nghiêm ngặt, lợi nhuận Hồng Viễn cuối cùng thu được khá hữu hạn, cũng chỉ 20-30 triệu mà thôi, lợi nhuận cũng không đến 3%. Lợi nhuận chân chính của xây dựng Hồng Viễn chính là khi thực thi thương nghiệp phụ thuộc 60.000 m². Sau khi địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ thành lập, bộ phận tài sản này quy ra tiền 120 triệu đưa vào địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, tiền thuê hàng năm lúc này cũng đạt được hơn 10 triệu. Theo ngành xây dựng của thành phố phát triển, mức độ thu nhập của người dân được đề cao, tiền thuê của công trình thương nghiệp phụ thuộc cũng đề cao trên diện rộng. Bởi 60.000 m² công trình thương nghiệp phụ thuộc còn chưa thể thỏa mãn nhu cầu của toàn bộ khu dân cư, Thế Kỷ Cẩm Hồ còn tiến hành sửa chữa xây dựng thêm công trình thương nghiệp, tăng diện tích thêm 3.400.000 m². Nếu có tiếc nuối, đó chính là cư dân trong khu dân cư còn không có thói quen nộp phí, họ thậm chí cho công trình thương nghiệp trong khu dân cư thuộc về tài sản công hữu, càng hùng hồn cự tuyệt nộp phí. Hàng năm địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ đành phải phụ thêm vào cho khu dân cư hơn 2 triệu tiền phí. Lúc trước trong ý thức của rất nhiều người, lúc ban đầu Hồng Viễn xây dựng khu an trí, cũng cảm thấy chủ yếu là vì tăng thân phận chính trị trong cuộc tranh đấu chính trị tại TP, Hải Châu lúc đó cho Đường Học Khiêm. Không có hy vọng xa vời có thể thu được nhiều lợi nhuận, nhưng thật không ngờ lại có kết quả vô tâm sáp liễu liều thành âm. Chương 1205, oán hận khó nén 1. Tân Đình vào đầu mùa xuân mưa phùn kéo dài, giống như sương mù đột nhiên từ nơi hoang dã bao phủ lấy, làm cho gió từ ngoài khơi thổi qua lúc nổi lúc tắt. Trên con đường đi thông đến cảng từ nội thành Tân Đình đến cảng Đông Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai chiếc xe đâm vào nhau. Bốn xe tông vào đuôi xe, làm cho con đường bị tắc nghẽn. Trương Khác liền thay đổi ý nghĩ ban đêm đến Đông Sơn, chuyển hướng Bắc, qua sông về Hải Châu. Hải Châu cũng mưa phùn triền miên, mặt đường nhựa như được trải một tầng dầu sáng bóng. Trường tư thục quốc tế Hải Dụ nằm ở ngay tại bờ sông. Qua bến đò, vòng qua khu dân cư Nam Uyển của Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ là có thể thấy được trường tư thục quốc tế Hải Dụ thấp thoáng sau rừng quế. Bờ sông nằm san sát hơn 40 biệt thự kiểu trang viên, ba chiếc xe dừng lại sau tòa biệt thự nằm ngoài cùng phía tây bắc. Trương Khác xuống xe, bảo Phó Tuấn đến trường đón hai con bé nhà hắn về nhà. Biệt thự bên Tân Cẩm Uyển còn chưa qua sông được, sau khi biệt thự mới khánh thành, Trương Khác đã chiếm cho nhà y một ngôi biệt thự ở chỗ này, thỉnh thoảng về Hải Châu đều sẽ ở trong biệt thự mới. Phía đông khu biệt thự là công viên Tân Giang, cả khu biệt thự cũng có thể nói là một bộ phận của công viên Tân Giang. Thiết kế trên vườn hoa còn khéo léo hơn.
Ngôi biệt thự nhà Trương Khác chiếm là nhà đầu tiên từ tây hướng về đông. Có thể trước mặt thấy được con sóng sông đầu tiên từ Tượng Sơn lăn qua, tầm mắt rộng rãi. Ngoại trừ điều đó, tòa biệt thự này còn nằm sát bên khu dân cư của giáo viên trường tư thục quốc tế Hải Dụ. Căn biệt thự của Vãn Tình nằm ở đầu phía đông khu dân cư. Vừa mới nấu cà phê xong thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, Trương Khác thò đầu qua song cửa sổ, thấy Vãn Tình đang ở trước cửa sắt. Trong tay Vãn Tình có cầm chìa khóa, cô thấy Trương Khác thò đầu ra, liền giơ chìa khóa trong tay lên, ra hiệu để mình mở cửa được rồi. Mấy đứa chỉ đồng đến vườn bách thảo vẽ tranh rồi. Vãn Tình từ trong nhà đi ra không cầm dù, bị nước xối hơi ướt, vài sợi tóc dính trên trán. Cô dựa vào trước quầy rượu ở phòng bếp nhìn Trương Khác pha cà phê cho hai người, hỏi y, không phải nói qua đêm ở Tân Đình sao, sao đột nhiên về Hải Châu rồi. Đường đến cảng Đông Sơn xảy ra tai nạn giao thông, lại không muốn đi vòng, nên em mượn cớ trở về Hải Châu. Trương Khác cười nói, buổi chiều em ở Kim Sơn, có chuyện sẽ khiến chị không ngờ được đâu. Tiểu Lục gọi điện thoại cho chị rồi. Vãn Tình tùy mị nhìn Trương Khác, cô không phải là phụ nữ có thù tất báo, cũng không hy vọng thấy được Tạ gia sụp đổ, mọi người kết quả thê thảm. Đây cũng không phải là huyết hải thâm cừu không giải được. Lúc trước căn nguyên chủ yếu ân oán dây dưa là Chu Cẩn Tỳ đã sớm tạ thế, lúc nào quan hệ có thể trì hoãn thì trì hoãn mới tốt. Người sống một đời cũng không dễ dàng, dù sao cô cũng là người Tạ gia, là chị cả, đứa trẻ cũng có lúc lớn lên. Chị nói em hay là Tiểu Lục của Tạ gia? Trương Khác cười hỏi. Em cần phải lớn sao? Vãn Tình lườm y, tuổi còn trẻ mà như lão quái vật, từ đầu tới đuôi đùa cho người ta bước vào bẫy của ngươi chứ gì? Em có xấu như vậy sao? Sao không có? Băng ghi hình em giả bộ say còn đang nằm trong tay chị đây nè. Vãn Tình đi tới véo lên đùi Trương Khác một cái. Cảnh hoang đường ba người cùng giường hoan ái đêm hôm đó làm hại cô và Hứa Tư mấy ngày liền xấu hổ không gặp mặt. Cô biết Trương Khác đột nhiên trở lại Hải Châu liền gọi điện thoại cho Hứa Tư nhăn nhó không chịu qua đây. Khụ, Trương Khác ho khan một tiếng, muốn lái sang chuyện khác, hôm nay Khoa Vương đã bị NEC và điện tử Hoa Hạ thâm nhập vào sâu, nhà xưởng vật liệu linh kiện của màn hình cùng TV đều bị NEC khống chế nghiêm mật. Nếu Khoa Vương không đấu tranh nữa thì sẽ rất khó đấu tranh. Dù sao đều là xí nghiệp trưởng thành lên từ Hải Châu, không thể nào thấy chết không kéo một cái. Vì bảo vệ lợi ích của xưởng điện thoại di động trong nước hiện tại, Bộ Thông tin rất khả năng trong thời gian mấy năm sau sẽ không phát giấy phép điện thoại di động mới nữa. Xí nghiệp như Khoa Vương còn muốn tiến vào thị trường điện thoại di động, hoặc là làm OEM cho các xí nghiệp có giấy phép điện thoại di động, hoặc là thu mua xí nghiệp sở hữu giấy phép điện thoại di động, hoặc là bắt đầu từ thị trường hải ngoại trước. Tình huống khôi phục kinh tế của Đông Nam Á cũng không lý tưởng, nhưng phần lớn các khu vực cũng không có cánh cửa đi vào như trong nước. Cũng rất thích hợp cho những xí nghiệp có con đường doanh tiêu nhất định tại địa phương như Khoa Vương để phát triển nghiệp vụ điện thoại di động từ đầu. Bộ Thông tin thật sự đóng lại cánh cửa này, đối với Cẩm Hồ, Khoa Vương Cao Khoa thì có lẽ là một chuyện tốt. Có thể đối với toàn bộ 15 xí nghiệp đã nắm được giấy phép điện thoại di động đều phải xem như là một chuyện tốt, nhưng tình hình thực tế lại không thấy được là chuyện tốt. Trương Khác khẽ thở dài một hơi, tiền năm ngoái rất dễ kiếm, mọi người đều kiếm đến mỏi cả tay. Lúc nào thấy qua các xí nghiệp quốc hữu có tính chất khoa học công nghệ có được lợi nhuận năm gần 1 tỷ chưa? Lúc này càng nên mở rộng lỗ hổng đã ổn định, để cho họ có cảm giác gấp gáp bị người khác đuổi kịp, bảo vệ hành chính với tính chất lũng đoạn sẽ chỉ làm cho các xí nghiệp nắm được giấy phép điện thoại di động sinh ra kiêu căng, buông thả việc cạnh tranh. Giống như nghiệp vụ điện thoại di động định chế quan trọng của Liên Thông, Liên Tấn, Đông Hưng đều ngại lợi nhuận quá thấp, có hơi chướng mắt. Cẩm Hồ cùng Bộ Thông tin thỏa hiệp. Đáp ứng cung cấp cho họ chipset băng tần cơ sở ISS, họ vẫn đợi qua ngày nghỉ Tết âm lịch mới nghĩ đến yêu cầu tư liệu kỹ thuật của chúng ta. Lần này chỉ phái hai kỹ sư mới tốt nghiệp không lâu đến vườn sồi tiếp nhận huấn luyện. Thực sự là rất khó đoán trước họ cần thời gian bao lâu mới có thể lợi dụng chip băng tần cơ sở ISS mà chúng ta cung cấp để phát triển ra mẫu điện thoại di động mới. Thị trường sẽ khiến cho họ nếm trải vị đắng, chỉ là họ ăn vị đắng rồi, càng sẽ khóc đòi sữa của Bộ Thông tin. Chị xem đi. Vòng luẩn quẩn này khẳng định phải tiếp tục mấy năm, mãi đến khi tình huống không thể thối nát hơn, mới có thể được triệt để uốn nắn cho đúng. Liên Tín là cọc tiêu mà bọn em dựng lên, không phải là có tác dụng thủ thuật che mắt sao? Miễn cho tương lai mọi người đều đặt ánh mắt lên Cẩm Hồ. Tiêu Thụy Dân là một con hồ ly giảo hoạt, nhìn thấu triệt, hắn cũng dám đánh cược một ván. Trương Khác khẽ lắc đầu, hắn cũng là đi trên một cọng dây thép, có thể rơi xuống hay không, lúc này quả thật không dễ nói.
nhưng chính loại gấp gáp muốn gây ra bệnh tim này lại có thể làm cho Liên Tín có không gian trưởng thành rất tốt. Chỉ sợ Tiêu Thụy Dân không duy trì được, cho dù Liên Tín có thể gầy dựng một cơ sở tốt, cũng tránh không được kết cục phá sản về sau. Điện thoại trong lòng bàn tay Vãn Tình vang lên, cô nhìn dãy số liền nói với Trương Khác, có thể là bên Chỉ Đồng về rồi. Đi ra ngoài ăn cơm đi, em lái xe đưa mọi người đi. Trương Khác nói. Chương 1206, oán hận khó nén 2. Vãn Tình cũng không sợ tại Hải Châu cùng Trương Khác đi ra ngoài ăn cơm, thật là hư, hư là thật. Quan hệ giữa hai nhà thân cận, toàn bộ người quen đều biết. Thỉnh thoảng ăn cơm trong nhà hàng cao cấp nào đó ở Hải Châu là việc hết sức bình thường. Cho dù mua nhà cạnh nhau làm hàng xóm cũng sẽ không khiến người cảm thấy có cái gì khó hiểu. Thật sự chỉ có người tương đối mẫn cảm mới có thể nghĩ đến là tạo điều kiện thuận lợi cho Vãn Tình cùng Trương Khác yêu đương vụng trộm. Vãn Tình về nhà trước, Trương Khác lái xe đến trường đón Chỉ Đồng, cho tiểu nha đầu một sự ngạc nhiên, lại cùng nhau lái xe đến khu mới tìm nhà hàng ăn cơm. Chỉ Đồng đề nghị đến nhà hàng Huyền Nhau mới mở ở trên Tượng Sơn. Trương Khác cũng không nghe nói qua trên Tượng Sơn có nhà hàng Huyền Nhai nào. Lái xe từ đường Bàn Sơn đi tới, chạy thẳng đến quảng trường đỉnh núi. Nhà hàng mà Chỉ Đồng nói nằm bên bờ nam đỉnh núi, tên cũng không phải là nhà hàng Huyền Nhai gì. Vào trong nhà hàng mới biết nhà hàng nằm hơi nghiêng, treo leo trên đỉnh núi, bên dưới trải thủy tinh công nghiệp tăng cường, xuyên qua thủy tinh dưới chân có thể nhìn thấy dưới chân núi. Mới đi lên, trong lòng còn chưa thích ứng, chỉ sợ thủy tinh đột nhiên vỡ ra, người sẽ ngã xuống từ độ cao hơn 180 mét. Ngồi trước cửa sổ, đó là nơi tuyệt hảo để thưởng thức cảnh đêm ở Tân Khu, cũng khó trách trên thực đơn không thấy được món ăn dưới 100 đồng. Ích Long, Tượng Sơn, Tân Kiều ba trấn của thành Nam, tách ra thành lập Tân Khu, năm 97 tại phía đông chân núi Tượng Sơn khởi động kiến thiết Tân Thành, cho tới nay đã 3 năm thời gian. Nông thôn lúc đó hơi hoang vắng, hôm nay đã có vài phần cảnh tượng của đô thị. Lâm Giang ở phía nam chân núi Tượng Sơn là vườn bách thảo, trường tư thục quốc tế Hải Dụ cùng với khu dân cư Nam Uyển của Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ, phía đông là đường Tiền Giang tứ Tân Khu đi thông đến Bến Đỏ. Sau khi xây dựng cảng Đông Sơn, kinh tế Tân Đình quật khởi nhanh chóng, kinh tế giữa hai nơi liên hệ ngày càng mật thiết, áp lực giao thông của Bến Đỏ dần dần lớn hơn, hiệu suất cũng không cao. Lúc này hai vùng đang ấp ủ xây dựng cầu số 1 Tiểu Giang, cũng làm mạng lưới đường cao tốc của hai tỉnh hợp lại tại Hạ Du Tiểu Giang. Chỉ là mặt nước Hạ Du Tiểu Giang rộng lớn, chiều dài cầu vượt quá 1.400 mét, hơn nữa quốc lộ hai bên nối với cầu, đầu tư cho cả công trình vượt quá 2 tỷ. Tài chính của Tân Đình có thể chi ra một phần tiền đều phải dùng trên công trình xây cảng đảo Đông Sơn, đối với Hải Châu mà nói, nối tiếp với Tân Đình cũng không phải việc quá bức thiết, cho dù toàn bộ đều do Hải Châu bỏ tiền túi. Lợi nhuận khi cầu xây thành nên phân chia như thế nào lại là một vấn đề làm đau đầu. Công tác chuẩn bị vẫn đang làm, chỉ là vẫn còn kéo dài chưa gõ nhịp. Tiếp về phía đông đường Tiền Giang là khu nhà xưởng san sát nối tiếp nhau, nhưng trung tâm của Tân Khu lại nằm ở phía đông chân núi Tượng Sơn, bị núi ngăn trở nhìn không thấy. Cải tạo thành Sa Điền xem như là thí nghiệm lần đầu tiên mà Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư. Kiến thiết Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ trong tân khu của công nghiệp Hải Châu là lần thứ hai bộc lộ quyền cước. Khi Tân Thành quốc tế khởi công, vẫn là hạng mục dưới danh nghĩa của Hồng Viễn, giai đoạn sau mới cho chỉnh hợp đến dưới cờ của Địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, tuy nhiên cả hai cũng không có khác nhau quá lớn. Hôm nay Hải Châu là đại bản doanh, trung tâm chế tạo của Cẩm Hồ, Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ kiến thiết ban đầu là cung cấp một nơi an cư lạc nghiệp cho công nhân của tân khu. Độ cao của tiêu chuẩn kiến thiết trước mắt đại đa số tiểu khu ở Hải Châu tuyệt đối không thể bằng được, trực tiếp kiến tạo theo bản kế hoạch của khu dân cư Hồng Kông. Lúc ban đầu vì giải thích vấn đề kinh phí kiến thiết, các xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ cho mỗi công nhân mua nhà vay không lãi 10 vạn, xem như khoản dự chi cung cấp cho xây dựng Hồng Viễn, đã giải quyết vấn đề kinh phí kiến thiết giai đoạn trước. Sau khi các kiến trúc ở phía đông chân núi Tượng Sơn như Tượng Sơn Uyển cùng quảng trường Tân Cẩm, nhà hàng Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng với cao ốc hành chính của Tân Khu xây nên, Tân Khu mới thành lập quy mô, mà chất lượng nơi ở của Tượng Sơn Uyển cùng hoàn cảnh khu dân cư cùng với không gian phát triển của Tân Khu vào tương lai cũng hấp dẫn rất nhiều sự ưu ái của người mua nhà, đặc biệt là những người làm việc bên trong Tân Khu. Các công ty ở Tân Khu có thực lực như Điện Khí Tân Nguyên từ từ gia nhập vào trong kế hoạch kiến thiết Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ. Sau khi công trình kỳ thứ 2 của Tân Thành quốc tế Cẩm Hồ hoàn thành, Tượng Sơn Uyển, Nam Uyển, Tây Uyển, Lệ Cảnh Tân Uyển, bốn khu dân cư lớn cùng với các công trình thương nghiệp lệ thuộc như quảng trường Tân Cẩm chiếm tổng diện tích vượt quá 4.000 mẫu, nhân khẩu tiếp cận 6 vạn.
Bởi những người ở đây có mức độ thu nhập tương đối cao, tiêu phí mạnh, các công trình thương nghiệp phụ cận như quảng trường Tân Cẩm, hàng lang thương nghiệp, phố bán hàng lại trải qua quy hoạch tỉ mỉ, tiền thuê tương đối cao, tiền thuê lúc này cũng đã gấp đôi hạng mục cải tạo thành sa điền. Trương Khắc nhớ tới năm 96, 97, Tượng Sơn vừa đến đêm thì người đi núi bỏ không, rừng rậm công viên ở Tượng Sơn đều là u sơn khoáng cốc, chỉ có nam nữ đi chơi đêm thường lui tới, ai có thể tưởng tượng đến bây giờ cảnh đêm rực rỡ, đã là một trong những nơi tới quan trọng nhất của những kẻ sống về đêm ở đô thị Hải Châu, lại còn có người nghĩ ra chủ ý nhà hàng trên vách núi như vậy. Kế hoạch công trình kỳ thứ 3, thứ 4 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ là muốn kiến thiết khu vực Tượng Sơn thành đô thị phồn vinh có thể cho 20 vạn dân cư trú, ngoại trừ bộ phận nơi ở, còn liên hợp với các công ty khai phát khác cùng khởi công xây dựng một nhóm cao ốc văn phòng thương mậu cùng kiến trúc thương nghiệp, biến Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ thành trung tâm thương mậu mới của Hải Châu. Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ có thể nói là thí nghiệm lần thứ 2 mà thế kỷ Cẩm Hồ tiến hành đại quy mô kiến thiết khu dân cư. Hạng mục kỳ thứ 3 của Tân Thành Quốc tế Cẩm Hồ mới có thể cung cấp nhiều hơn phòng nguyên chất lượng tốt, giai đoạn trước ít nhiều cũng có tính chất góp vốn xây nhà ở bên trong. Khu dân cư thần hy của Kim Sơn bao gồm bộ phận quyên góp xây trùng kiến sau thiên tai, cùng bộ phận khu dân cư được xây dựng lại của công nhân viên xưởng giấy, quy mô của toàn bộ khu dân cư cũng rất khổng lồ. Tương phản, địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ trên hạng mục thương quyền tại kiến nghiệp chủ yếu lấy khai phát địa ốc thương nghiệp là chủ. Bộ phận nhà ở thì chỉ bao gồm yến viên cùng 12 tòa nhà phía đông hồ.